Chu Phục Sinh trầm ngâm, sau đó bước về phía trước nói. Thần tôn ngài nói rất đúng, nếu hai bên đều không có đến, vậy thì mang ý nghĩa không có thật sự hợp tác, trong này khẳng định có chuyện gì đó mà chúng ta không tưởng tượng được, vẫn là nên để ta đến hỏi cho rõ ràng. Khi Chu Phục Sinh chống đỡ Chu Thiên Sát trận đi đến trước cửa Bắc, Tần Thế Võ đã đợi ở chỗ này. Đầu tiên, chúng ta không có giết Chu Diễm, các ngươi muốn tin hay không? Thứ hai, Chu Thiên Thần Điện giữ vững trung lập, bế quan tu dưỡng, mà đợi thời khắc đế tộc xâm lấn, tận hết trách nhiệm thủ vệ Thương Huyền. Tần Thế Võ nói đơn giản xong liền quay người muốn rời khỏi. Chậm đã, thời điểm thần các ngươi tôn bị Liệp Thần Thương xuyên qua đầu, đầu óc đều mang đi ra ngoài rồi. Chu Phục Sinh giận, đường đường là thánh hoàng đầu tiên của thần triều, còn chưa từng gặp được đãi ngộ như vậy. Làm càn. Tần Thế Võ tức giận, quay người giận quát mắng. Nơi này là Chu Thiên Thần Điện, không tới phiên thánh hoàng Xích Thiên Thần triều ngươi làm càn. Chu Phục Sinh kích động. Mặc kệ các ngươi là căn cứ vào nguyên nhân gì mà làm ra lựa chọn như vậy. Các ngươi đều là đang từ bỏ Thương Huyền, là đang mở rộng cánh cửa, dẫn đế tộc bước vào Thương Huyền. Không có Chu Thiên Thần Điện các ngươi, chúng ta không thể nào giải quyết Khương Phàm trong 2 năm rưỡi này. Đến lúc đó, cường tộc Bát Châu Thập Tam Hải từ từng nơi tràn vào Thương Huyền, các ngươi bảo vệ Thương Huyền như thế nào? Các ngươi đây là chắp tay tặng Thương Huyền cho đế tộc. Tần Thế Võ giận dữ rằng co. Nếu như không phải là các ngươi nhất định phải ký kết đế ước, đế tộc sẽ xâm lấn Thương Huyền. Kẻ thật sự cầm đầu mở ra Thương Huyền, là Xích Thiên Thần triều các ngươi. Đế ước không có các ngươi ký sao? Hay là do chúng ta ép buộc các ngươi rồi? Lúc đó ký kết đế ước, là các ngươi cùng Quang Mang Thần Điện đều đã nghĩ sâu tính kỹ rồi mới đồng ý. Đừng nghĩ tới việc trốn tránh trách nhiệm, Thương Huyền rơi xuống cục diện bây giờ, Khương Phàm chiếm 7 phần, 3 bên các ngươi và ta đều chiếm 1 phần. Ai cũng không muốn sẽ bước đến tình trạng như bây giờ, nhưng chuyện đã phát sinh, chúng ta phải lấy phương thức trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất để giải quyết. Phương thức này chính là diệt trừ Khương Phàm trong thời gian ngắn nhất. Muốn diệt trừ Khương Phàm, hai bên ngươi và ta nhất định phải dốc sức hợp tác. Giải quyết, ngươi giải quyết cho ta xem. Mẫu thân nó, ngươi ngay cả bóng dáng thế giới hỗn độn cũng không tìm tới. Khương Phàm khẳng định là muốn giải quyết Cửu Lê Ma tộc cùng Thiên Cực giới. Đây chính là 2 cơ hội xuất hiện, chỉ cần chúng ta có thể một mực nắm chặt 1 lần, thì sẽ có thể giải quyết được hắn. Khi nào thì hắn sẽ xuất hiện, người xác định được không? Trận đầu hắn lựa chọn chỗ nào, người xác định được không? Muốn giải quyết triệt để hắn thì phải điều động toàn bộ thần tôn cùng thánh linh, đến trong thâm không mai phục. Nếu như lúc này Khương Phàm thừa cơ đánh lén hang ổ chúng ta thì sao? Các ngươi gánh vác được không? Coi như các ngươi gánh vác được. Nhưng mẫu thân nó, chúng ta gánh không được. Chu Phục Sinh há hốc mồm, vậy mà lại không nói ra lời, nhưng ngay sau đó trong đầu chợt hiện lên ánh sáng. Chúng ta còn có thể tạo thần, khẳng định là các ngươi có thần nguyên, chúng ta cũng có thần nguyên. Lấy tiềm lực của ngươi, tiềm lực của ta, hoàn toàn có thể bằng vào thần nguyên bước lên thần linh cảnh. Ngươi đang dối gạt mình khinh người sao? Thần nguyên quả thật có thể tạo thần, nhưng cũng không phải là có khả năng 100%. Cao nhất chỉ có 7 phần. Thần cốt linh tủy của chúng ta chỉ đủ duy trì pháp trận, những thứ khác đều đã dùng hết rồi. Chỉ sợ các ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu. Một khi thần nguyên tạo thần thất bại, sau đó thần tôn lại gặp phải trọng thương, còn chữa trị thế nào? Ngồi chờ chết sao? Tần Thế Võ lạnh lùng nhìn Chu Phục Sinh đang đứng ở phía ngoài. Mặc kệ ngươi có nguyện ý thừa nhận hay không, chúng ta đều ép không được Khương Phàm. Hắn không chỉ có thể tùy tiện thu thập 2 đại hoàng đạo kia, còn có thể tùy ý ra vào thiên khải chiến trường săn đuổi tài nguyên. Nếu như không có đế tộc uy hiếp, nếu như thiên trụ sơn còn không có đứt đoạn, chúng ta còn có thể thông qua các cơ hội cùng thủ đoạn, từ từ hao tổn cùng Khương Phàm, nhưng bây giờ. Thời gian đế tộc can thiệp Thương Huyền chỉ còn sót lại 2 năm rưỡi. Tha thứ ta nói thẳng, nếu như không có trận phản kích tại thiên trụ sơn vội vàng sao động mà điên cuồng kia, thì chúng ta vẫn còn có hy vọng. Nhưng, là chính chúng ta hủy mình, thành tựu cho Khương Phàm. Chu Phục Sinh cau mày, mơ hồ nghe ra Tần Thế Võ đang nói bóng gió. Các ngươi thật muốn khăng khăng hợp tác cùng Khương Phàm rồi. Tần Thế Võ nói, nhớ tới chúng ta cùng nhau bảo vệ Thương Huyền gần 30.000 năm, chúng ta không nguyện ý là địch với các ngươi, cho nên không chính thức hợp tác cùng Khương Phàm, mà là giữ vững trung lập. Đây là nhượng bộ sau cùng của chúng ta, các ngươi.
Tự cầu phúc đi. Chu Phục Sinh đứng ở bên ngoài cửa bắc, yên lặng nhìn bóng lưng Tần Thế Võ rời khỏi. Mặc dù Chu Thiên Thần Điện không có thật sự hợp tác cùng Khương Phàm, nhưng không có Chu Thiên Thần Điện duy trì, bọn hắn còn chống lại Khương Phàm như thế nào? Từ trên thực lực chỉnh thể đến xem, kỳ thật bọn hắn còn mạnh hơn so với Khương Phàm, nhưng bọn hắn không tìm thấy thế giới hỗn độn, mà thế giới hỗn độn lại có thể tùy ý hoành hành tại Thương Huyền, thậm chí Khương Phàm còn có thể tới Thiên Khải thu hoạch tài nguyên. Bọn hắn ngoại trừ ngồi đợi Khương Phàm tiến công, còn phải đề phòng man hoang chiến tộc. Đột nhiên, Chu Phục Sinh cũng không nhìn thấy hy vọng nữa, trong suy nghĩ của hắn, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được bi thương đối với việc Xích Thiên không thể chiến thắng thần tộc cường thịnh. Sau khi Chu Phục Sinh trở lại bên cạnh Xích Thiên Thần Tôn, nói ra lựa chọn của Chu Thiên Thần Điện, ngay cả Xích Thiên Thần Tộc đều trầm mặc. Không có Chu Thiên Thần Điện duy trì, bọn hắn xác thực không có hy vọng giải quyết Khương Phàm đang nhanh chóng trở về đỉnh phong trong 2 năm rưỡi này. Chẳng lẽ, thật không có hy vọng sao? Hắn cùng Xích Thiên Thần Triều, thật chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Chúng ta còn không có thua, chúng ta còn có hy vọng. Xích Thiên Thần Tôn đột nhiên quyết định. Đi man hoang chiến tộc. Man hoang. Bọn người Chu Phục Sinh kinh ngạc một lát, sau đó lập tức cảnh giác. Có thể nào Khương Phàm đang ở chỗ này chờ chúng ta hay không? Xích Thiên Thần Tôn lấp lóe ánh mắt, thái độ kiên quyết. Không thể, nếu Khương Phàm nhắc đến vạn linh huyết thụ, hắn sẽ đến hư không lùng bắt, không thể nào đến man hoang chiến tộc mai phục. Bây giờ húng ta lập tức xuất phát, đường vòng về Hoàng Cung, để lại Chu Nguyên Bá, mang theo Chu Ngạo Hoàng, chỉ 5 người chúng ta, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi giết tới man hoang cổ thành. Chỉ cần ra tay bất ngờ thì có thể giải quyết triệt để man hoang chiến tộc, đạt được tài nguyên nơi đó. Chu Phục Sinh và Bùi Tu Nghiệp trao đổi ánh mắt, liên tiếp nhấc lên tinh thần. Man hoang chiến tộc xác thực rất mạnh, man hoang cổ thành cũng không thể phá vỡ, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Thần tôn bọn hắn đã nổi giận, còn mang tới siêu cấp thần khí, mà Chu Phục Sinh cũng mang theo thần khí trấn thủ hoàng thành Thiên Khải. Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên đều là quang minh linh văn, có thể khắc chế đám quái vật kia, càng quan trọng hơn là còn mang theo thiên phạt thần kiếm, cùng chuẩn thần khí, chí tôn quyền trượng. Nếu như bọn hắn bộc phát toàn lực, hẳn là có hy vọng xé mở phòng ngự của man hoang cổ thành, nếu quả như thành công thật, man hoang chiến tộc sẽ biến thành con mồi cùng tài nguyên của bọn họ. Xích Thiên Thần Tôn nói, tốc chiến tốc thắng, giải quyết man hoang chiến tộc, chẳng khác nào giải quyết nỗi lo sau này của chúng ta. Chờ trở lại Hoàng Cung, mời toàn bộ 2 viên thần nguyên đi ra. Viên đầu tiên, Chu Phục Sinh ngươi dùng, viên thứ 2 cho Bùi Tu Nghiệp. Các ngươi đều toàn lực ứng phó, bế quan tăng lên cho ta, nếu như thành công, chính là 3 tôn thần linh, nếu như không thành công, các ngươi cũng là 2 bán thần. Ta đoán định Khương Phàm sẽ bồn tập hoàng thành trong vòng 1 năm, mau chóng giải quyết chúng ta, sau đó chuẩn bị phòng ngự Thương Huyền. Đến lúc đó, chúng ta giết hắn trở tay không kịp. Không cần phải thắng hoàn toàn, chỉ cần trọng thương Khương Phàm, thì có thể quay lại thương thảo hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện, nghịch chuyển cục diện. Xích Thiên Thần Tôn đã đề trấn tinh thần của đám người Chu Phục Sinh. Nhất là việc bắt đầu dùng 2 viên thần nguyên, càng làm cho Bùi Tu Nghiệp chấn kinh đến khó tin. Thần nguyên, Xích Thiên Thần Triều lại có 2 viên. 1 viên còn muốn cho hắn. Chu Phục Sinh âm thầm nhếch miệng, không để lại 1 viên sao. Nếu có ngoài ý muốn, thần tôn có thể dùng cơ mà. Nhưng nhìn thấy bộ dáng thần tôn đỏ ngầu cả 2 mắt, Chu Phục Sinh đã biết thần tôn thật sự muốn đập nồi dìm thuyền quyết đấu cùng Khương Phàm, bởi vì thời gian thật không cho phép bọn hắn tiếp tục trì hoãn. Bùi Tu Nghiệp đột nhiên nói. Thần tôn, ta có một chủ ý. Cùng tập kích man hoang, chi bằng, tập kích Chu Thiên Thần Điện. Xích Thiên Thần Tôn có chút nhấc mày lên. Bùi Tu Nghiệp hạ giọng nói. Thần Tôn ngài tự mình tiếp Chu Thiên Thần Điện, nói muốn gặp mặt nói chuyện cùng Chu Thiên Thần Tôn, nghiên cứu thảo luận cách cục Thương Huyền bây giờ, cũng cam đoan sẽ tôn trọng lựa chọn cuối cùng của Chu Thiên Thần Điện. Nếu như Chu Thiên Thần Tôn thật rộng mở cánh cửa, đón ngài vào bên trong điện, ngài lập tức ra tay, đánh cho trọng thương. Cho dù cuối cùng không thể giết Chu Thiên Thần Tôn, cũng có thể hủy khu nội điện, cuốn đi thần cốt linh tủy cùng thần nguyên nơi đó. Cái này so sánh với tấn công man hoang còn sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Nếu như Chu Thiên Thần Tôn không đồng ý tiếp kiến, chúng ta lại tấn công man hoang cũng không muộn. Không thể. Xích Thiên Thần Tôn quả quyết từ chối,
Mặc dù trong nháy mắt đó hắn đã động tâm, nhưng nghĩ lại, đây không thể nghi ngờ là một trận mạo hiểm. Chu Thiên Thần Tôn được xưng tụng là một chiến thần, còn nắm Chu Thiên Thần kiếm trong tay, không thể nào trực tiếp giết, một khi bị hắn đào thoát, nhất định sẽ toàn diện đảo hướng tới Khương Phàm. Cho dù là thành công, nhưng nếu không có Chu Thiên Thần điện tọa trấn trung vực, 3 năm sau, Thương Huyền trấn nhiếp Bát Châu thập tam hải như thế nào? Bùi Tu Nghiệp tiếc nuối, nhưng không có cưỡng cầu. Tiến công man hoang, xuất phát. Xích Thiên Thần Tôn quyết định, muốn giải quyết triệt để man hoang chiến tộc. Thế giới hỗn độn vượt qua 600.000 dặm thâm không, xông vào hải vực Nam Bộ, bí mật lùng bắt thiên cực giới đang ẩn núp. Nhưng, một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày. Thế giới hỗn độn lục soát khắp hư không bao phủ hải vực Nam Bộ, vậy mà lại không có tìm được bất cứ dấu vết gì. Cuối cùng Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Trấn Nguyên cùng Đông Hoàng Như Ảnh, hai vị không gian thánh vương cùng thánh hoàng không gian tự mình vượt qua thâm không, cẩn thận cảm nhận điều tra, cũng không có tra được bất cứ manh mối gì. Thậm chí Khương Phàm còn hoài nghi, có phải thiên cực giới đã ẩn núp đến hải vực khác rồi hay không? Hay là nói, bọn chúng đã nhận long tộc triệu hoán, rút lui đến Cự Long Đại Lục? Đây không phải là không thể. Tin tức quang mang thần điện bị hủy diệt quá rung động, rất có thể thiên cực giới đã dự đoán được bọn hắn sẽ bôn tập nơi này. Mặc kệ là ở lại Nam Bộ Thương Huyền, hay là hải vực Nam Bộ, đều rất nguy hiểm. Thiên cực giới nhất định phải chuyển sang nơi khác. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Khương Phàm vẫn phải cầu bọn người Đông Hoàng Càn tìm kiếm đi tìm kiếm lại liên tục. Mà tại cùng ngày Khương Phàm vượt qua thâm không đến hải vực Nam Bộ, Xích Thiên Thần Tôn đã mang theo Chu Phục Sinh, Chu Ngạo Hoàng, Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên rời khỏi Xích Thiên Thần Triều, dùng tốc độ cao nhất đuổi giết Đông Bắc Bộ. Xích Thiên Thần Tôn giáng lâm mà không có dấu hiệu nào đã chấn động man hoang cổ địa, để mang hoang chiến tộc phân tán ở các nơi đều trở tay không kịp. Xích Thiên Thần Tôn không để ý đến tất cả thành trì cùng chiến tộc trên dọc đường, mà vẫn dùng tốc độ cao nhất bôn tập, lướt qua mấy vạn dặm cổ địa, lao thẳng đến man hoang cổ thành. May mà man hoang cổ thành vì để che giấu khí thức đế tổ, từ đầu đến cuối vẫn duy trì pháp trận, gian nan gánh vác Xích Thiên Thần Tôn cùng 4 vị thánh hoàng bạo kích vòng đầu. Nhưng, mặc dù là gánh vác được, nhưng 9 tầng phòng ngự đã bị đẩy mạnh 3 tầng, các hộ giả pháp trận bị chấn vỡ tươi sống đạt tới số lượng hơn 9.000. Man Thiên Cương nhao nhao kinh động, trước tiên đã lập tức tỏa chấn pháp trận, gian nan bảo vệ. Tình huống man hoang đế tổ đặc thù, không phải đang đột phá tới thần cảnh, mà là đang khôi phục, cho nên hắn đã nhanh chóng bước ra, tự mình tỏa chấn pháp trận. Nhưng dù vậy, Xích Thiên Thần Tôn tấn công vẫn quá cuồng bạo. Cửu thiên huyền hỏa vô biên vô tận giống như là biển lửa nuốt hết man hoang cổ thành kéo dài 300 dặm, lấy uy lực thôn phệ, cướp đoạt lấy năng lượng bên trong pháp trận. Pháp trận phản kích kiên cố bảo vệ bình chướng, nhưng kỳ thật đều là năng lượng, đều bị biển lửa thôn phệ. Cửu thiên huyền hỏa diễn biến khí tức tử vong, càng giống như là mở ra u minh địa ngục, đưa tới tử vong pháp tắc, nhìn qua tầng tầng pháp trận, xâm nhập toàn bộ sinh linh ở bên trong. Được 2 vị thánh hoàng là Chu Phục Sinh cùng Chu Ngạo Hoàng hiệp trợ, uy thế cửu thiên huyền hỏa đã đạt tới cực hạn. Xích Thiên Thần Tôn thôi động Xích Thiên Chiến Đao, phối hợp với thiên phạt kiếm của Bùi Tu Nghiệp cùng Chí Tôn Quyền Trưởng của Âu Dương Mục Thiên, liên tiếp oanh kích đến phòng ngự của man hoang cổ thành. Cổ thành nguy nga sừng sững tại man hoang cổ địa trăm vạn năm đã bắt đầu lung lay sắp đổ, dù sao gần 10 năm nay, nơi này đã tiếp nhận 2 lần đả kích hủy diệt, tổn thương nghiêm trọng. Trước bước ngoặt nguy hiểm, man hoàng đế tổ nổi giận, hận không thể rời khỏi pháp trận, nghênh chiến Xích Thiên Thần Tôn, nhưng dưới sự khổ sở cầu khẩn của Man Thiên Cương, quả thực là đã đè lại được lửa giận. Ngược lại là chuyển rời bảo vật dùng để khôi phục thần cảnh lấy từ sinh mệnh thần điện tới, đưa vào trong pháp trận, gian nan chống cự bạo kích. Bạo kích dòng dã 3 ngày 3 đêm để bọn người Xích Thiên Thần Tôn sức cùng lực kiệt, mặc dù man hoang cổ thành đều đã lung lay sắp đổ, nhưng vẫn thủy chung sừng sững không ngã. Tại thời điểm Xích Thiên Thần Tôn đang quyết định tạm thời chỉnh đốn, tái phát lên bạo kích cuối cùng, hắn đã tản ra liệt diễm cuồn cuộn, bất chợt có một nhân ma xuất hiện ở trước man hoang cổ thành, toàn thân huyết hồng, có 2 cái sừng ở trên đỉnh đầu, phía sau chấn mở 2 cái cánh đỏ thẫm. Xích Thiên Thần Tôn liếc mắt đã lập tức thấy được hắn. Mặc dù quái vật nhân ma ở man hoang chiến tộc nhìn đều không có gì khác biệt, nhưng cao tầng Xích Thiên Thần Triều quanh năm đối kháng cùng man hoang chiến tộc, lại có thể phân biệt ra được bọn hắn khác nhau.
để Xích Thiên Thần Tôn cùng bọn người Chu Phục Sinh kinh nghi chính là, bọn hắn lại không biết. Thánh Hoàng mạnh nhất Man Hoang chiến tộc, Man Thiên Cương lại đứng ở phía sau hắn, còn rõ ràng mang theo sự cung kính mà cúi đầu. Vị quái vật nhân ma chưa từng thấy qua này so với Man Thiên Cương cùng Man Hoang chiến tộc khác có hơi nhỏ hơn, nhưng nhìn qua khí tức tản ra ở trong tầng tầng pháp trận, lại mang cho bọn hắn uy hiếp cực lớn. Xích Thiên Thần Tôn, hân hạnh. Cuối cùng, Man Hoang Đế Tổ vẫn xuất hiện, cũng là xuất hiện rất bất đắc dĩ. Hắn muốn lợi dụng khí tức của mình, để Xích Thiên Thần Tôn kinh sợ mà lui đi, nếu không lại thêm mấy ngày tấn công mạnh, Man Hoang cổ thành thật muốn bị hủy diệt. Ngươi là ai? Chu Phục Sinh mở miệng hỏi thăm trước Xích Thiên Thần Tôn, thanh âm đều mang theo từng tia rung động. Đây là ai? Mẫu thân nó, tên này là ai? Mẫu thân nó, hắn xuất hiện từ đâu? Thế giới này là như thế nào? Chu Phục Sinh chấn kinh càng tức giận, bởi vì hắn đã nhận ra thần uy. Man Hoang có thần, Man Hoang có thần. Chết tiệt, đây là chuyện lúc nào? Chu Phục Sinh cảm thấy hoảng hốt. Toàn thế giới đều đang đối nghịch cùng bọn hắn, thương thiên đều đang dùng các loại thủ đoạn kiềm chế bọn hắn chấn áp Khương Phàm. Đầu tiên là Cửu Thiên Thần Tôn, sau đó lại là thế giới hỗn độn, bây giờ lại xuất hiện một Man Hoang cổ thần. Sắc mặt của Xích Thiên Thần Tôn cũng không dễ nhìn, mục đích bôn tập Man Hoang là triệt để hủy đi nơi này, là muốn diệt trừ nguy cơ nơi này, cướp đoạt tài nguyên nơi này, chuẩn bị phản kích Khương Phàm. Kết quả, thần uy. Đó đúng là thần uy. Man Thiên Cương cao ngạo tự phụ lại cung kính cúi đầu, càng lộ rõ ràng cảnh giới cùng thân phận của vị nhân ma không biết từ nơi nào xuất hiện này. Ta sao, một kẻ đã ngủ rất nhiều năm, vừa mới tỉnh lại. Lão Tổ Tông, đúng là Lão Tổ Tông, thời điểm ta chế bá Man Hoang, Tổ Tông của Tổ Tông ngươi cũng còn chưa ra đời đâu. Man Hoang Đế Tổ yên lặng thiêu đốt lên tiềm lực huyết mạch, cưỡng ép kích phát ra minh mông thần uy, xuyên qua ba tầng pháp trận còn sót lại. Rằng co với Xích Thiên Thần Tôn. Thế giới này, xác thực đã thay đổi. Thời kỳ chiến tranh, cái gì cũng không giống nhau. Giọng của Xích Thiên Thần Tôn không lớn, lại lộ ra sự thâm trầm. Thời kỳ hòa bình, cường tộc chân chính tất nhiên là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ngoại trừ phát triển, càng quan trọng hơn là lắng đọng nội tình, phong tồn tài nguyên, chính là chuẩn bị cho thời kỳ nào đó trong tương lai có chiến tranh và tai nạn giáng lâm. Khi chiến tranh bộc phát, tai nạn giáng lâm, ai có thể vượt qua nguy cơ, quật khởi trong nghịch cảnh, thì phải xem ai lắng đọng nội tình càng nhiều, phong tồn tài nguyên càng nhiều, chuẩn bị bí mật càng sâu. Ta đã ngủ say trong thời gian vô tận, chính là chờ đang lúc này. Ngược lại là Xích Thiên Thần Triều các ngươi, hình như chuẩn bị không đủ đầy đủ nhỉ. Man Hoang Đế Tổ lạnh nhạt giễu cợt, cũng thuận thế ngụy trang thân phận mình thành Lão Tổ Tông ngủ say mấy vạn năm trước, mà không phải Man Hoang Đế Tổ. Man Hoang chiến tộc các ngươi chuẩn bị vạn năm, cũng chỉ là vật làm nền cho người khác. Vạn sự đều có khả năng, càn khôn chưa định, các ngươi đều là chúa tể. Khương Phàm hận thấu bát bộ hoàng đạo, các ngươi lựa chọn hợp tác cùng hắn, tốt nhất là nên làm xong chuẩn bị bị hắn qua cầu rút ván. Quyết định của chúng ta, không tới phiên ngươi phí tâm. Ngược lại là Xích Thiên Thần Tôn ngươi, đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón việc Xích Thiên Thần Triều bị hủy diệt chưa? Làm thần của một thần triều, không thể cam đoan để nó tiếp tục hưng thịnh, lại muốn ngồi đợi nó đi đến suy vong, cảm giác này. Ha ha, không dễ chịu nhỉ. Quản tốt chính ngươi đi. Xích Thiên Thần Tôn không còn kiên trì, cũng không còn nói nhảm, mà là mang theo bọn người Chu Phục Sinh rời khỏi. Nếu Man Hoang có thần, dựa theo pháp trận cổ thành được thủ vững, muốn phá vỡ cơ hồ là không có hy vọng. Chu Phục Sinh rời khỏi xa xa nhưng vẫn còn quay đầu nhìn lại vài lần. Mạo hiểm buôn tập, lần nữa không công mà lui. Mặc dù đã quen thuộc với những thất bại liên tiếp, vẫn rất khó tiếp nhận đả kích như vậy. Man Hoang có thần, thuộc cấp ở Đông Bắc Xích Thiên Thần Triều đứng trước uy hiếp nghiêm trọng. Man Hoang có thần, dù là đã ngủ say quá lâu, thực lực bị thoái hóa, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn chắc chắn cao hơn Cửu Thiên Thần Tôn. Man Hoang có thần, nhất định sẽ hợp tác cùng Khương Phàm, vây công Xích Thiên Thần Triều. Áp lực mà bọn hắn tiếp nhận không thể nghi ngờ là càng nghiêm trọng hơn. Bí mật liên hệ huyết ma đế tộc. Xích Thiên Thần Tôn vừa mở miệng đã liền dừng lại, bọn hắn và Thiên Khải đã triệt để gãy mất kết nối, làm sao liên hệ huyết ma đế tộc được đây? Thiên cực giới mất tích, mà bất cứ lúc nào cũng có thể đứng trước nguy hiểm bị Khương Phàm diệt trừ, lại còn không liên lạc được. Xem ra,
trước mắt liên hệ duy nhất giữa Thương Huyền cùng Thiên Khải chỉ có Cửu Lê Ma tộc. Liên hệ Cửu Lê Ma tộc, do bọn hắn thông báo Hắc Ma đế tộc, do Hắc Ma đế tộc liên hệ Huyết Ma đế tộc, cứ nói. Man hoang có thần. Đáy mắt Xích Thiên Thần Tôn lấp lóe ý lạnh. Kẻ không hy vọng nhìn thấy man hoang có thần nhất, hẳn là Huyết Ma đế tộc. Mặc dù giữa Huyết Ma đế tộc cùng man hoang chiến tộc có liên hệ, nhưng chỉ cực hạn tại hợp tác. Ví dụ như, mỗi lần man hoang chiến tộc đăng lâm chiến trường Thiên Khải, đều cần giao nạp tài nguyên cho Huyết Ma đế tộc, Hắc Ma đế tộc cũng chỉ là thông qua phương thức này, thu hoạch bảo vật Thương Huyền. Mà nếu như man hoang chiến tộc bành trướng mạnh lên, vậy thì chắc chắn sẽ rời khỏi khống chế. Cho nên nếu Huyết Ma đế tộc biết man hoang có thần, khẳng định sẽ khai thác biện pháp. Sắc mặt của Chu Phục Sinh đều rất âm trầm, cũng không có hỏa hoãn được bao nhiêu. Cứ như vậy, mặc dù có thể kiềm chế man hoang chiến tộc lại, tránh cho man hoang tiếp tục hợp tác cùng Khương Phàm. Nhưng, đến cuối cùng Huyết Ma đế tộc sẽ khai thác loại biện pháp nào? Trong lòng bọn họ thật không có lực lượng. Dù sao, mặc dù Hắc Ma đế tộc không hy vọng nhìn thấy man hoang chiến tộc xuất hiện cổ thần, nhưng bọn hắn lại mong đợi là Thương Huyền trở nên càng ngày càng loạn. Man hoang đế tổ đưa mắt nhìn Xích Thiên Thần Tôn biến mất trong mây mù, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Mặc dù đã để Xích Thiên Thần Tôn kinh sợ lui đi, nhưng đã bại lộ bí mật man hoang có thần, nếu như Huyết Ma đế tộc biết được tin tức, nhất định sẽ tới điều tra. Man Thiên Cương và bọn quái vật cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nếu như bọn hắn không chịu thua kém, đế tổ trở về tuyệt đối sẽ không đến nỗi chật vật như thế. Đế tổ là được toàn bộ man hoang chiến tộc tạo nên, huyết mạch song đế, huy hoàng vô hạn, là chúa tể tuyệt đối ở thời kỳ hồng hoang, kết quả khi trùng sinh trở về, lại là đối mặt với bộ tộc suy nhược không chịu nổi như vậy. Chẳng những không có để đế tổ tiếp tục vinh quang, ngược lại còn khiến cho đế tổ liên tiếp lâm vào nguy hiểm. Man hoang đế tổ dùng sức vặn vẹo uốn éo cái đầu, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn. Chuẩn bị sẵn sàng, buông tay đánh cược một lần. Man Thiên Cương và đám quái vật liên tiếp ngẩng đầu, không có lĩnh hội được ý tứ của đế tổ. Liệp thần. Man hoang đế tổ lộ ra răng nanh đỏ tươi, nắm chặt nắm đấm. Tài nguyên nàng chuẩn bị cho hắn thành thần đã đưa hết vào trong pháp trận, trong thời gian ngắn hắn rất khó khôi phục thần cảnh. Mà nếu Huyết Ma đế tộc nhận được tin tức chắc chắn sẽ chèn ép bọn hắn, cục diện Thương Huyền càng sẽ bị thay đổi trong nháy mắt, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực thần cấp. Mà biện pháp duy nhất để khôi phục, chính là cường giả Huyết Ma đế tộc tới điều tra sau khi nhận được tin tức. Mới đầu có thể là Thánh Vương, Thánh Hoàng. Sau này rất có thể là Thần Linh. Chỉ cần có thần tới, hắn sẽ giết. Trái tim của bọn Man Thiên Cương có chút run run, đế tổ không hổ là đế tổ, quá điên cuồng. Mặc dù bọn hắn không sợ Huyết Ma đế tộc, nhưng nếu như giết Ma Hoàng thần cấp nơi đó, hậu quả thật sự khó mà đoán trước được. Sợ cái gì? Man hoang đế tổ đột nhiên quát lớn, dữ tợn nói. Nếu như ta trở lại thần vị, quần hùng thiên hạ này ai sẽ là đối thủ của ta? Man Thiên Cương và bọn chúng nhao nhao quỳ xuống, cao giọng gào thét lớn. Chúng ta, thề chết cũng đi theo đế tổ, tái hiện vinh quang man hoang. Sau khi Xích Thiên Thần Tôn trở lại hoàng cung, hắn đã bí mật liên hệ Cửu Lê Ma tộc, bên cạnh đó hắn cũng bắt đầu cầu xin tổ địa, mời ra thần nguyên đang phủ bụi. Xích Thiên Thần triều truyền thừa đến nay, chỉ để lại hai viên thần nguyên, mà tổ huấn đầu tiên chính là, không phải sinh tử tồn vong, không được vận dụng thần nguyên. Thần nguyên kiếm không dễ, năng lượng càng kinh khủng, như hỏa nguyên của Cửu Thiên Huyền Hỏa đều là thuộc về căn cơ của Xích Thiên Thần triều. Nếu như vận dụng thần nguyên, chẳng khác nào đánh động tới căn cơ. Từ 3 vạn năm trước cho đến bây giờ, Xích Thiên Thần triều đã trải qua vô số nguy cơ. Bao gồm cả trận kiếp nạn phần thiên thần hoàng đưa tới ngàn năm trước kia, các đời thần tôn cũng không có đụng tới thần nguyên, thậm chí không chút suy nghĩ qua nào cả. Nhưng bây giờ, Xích Thiên Thần Tôn không thể không quyết định lấy thần nguyên ra. Không chỉ là lấy ra, còn muốn phải lấy ra toàn bộ. Không chỉ là lấy ra toàn bộ, còn phải giao một viên cho Thánh Hoàng ngoại tộc. Xích Thiên Thần Tôn thừa nhận áp lực cực lớn trên tâm lý. Những gì hắn làm không thể nghi ngờ là đã lần nữa mạo phạm vào tổ huấn, trình độ này cũng đã gần với ký kết đế ước. Nhưng, Xích Thiên Thần Tôn không có lựa chọn nào khác. Khương Phàm không thể nào tha cho Xích Thiên Thần triều, mà đế ước lại là do hắn ký kết, nhất định phải phụ trách tới cùng. Buông tay đánh cược một lần, đánh cược cả tương lai.
chỉ cần thành công, không chỉ có thể thắng được Chu Thiên Thần Điện duy trì, còn có thể săn đuổi tài nguyên rộng lượng. Cho dù bây giờ Bùi Tu Nghiệp không thể thông qua thần nguyên bước lên thần cảnh, nhưng cũng có thể thông qua thế giới hỗn độn tài nguyên, thử một lần nữa. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có thể tái tạo quang mang thần điện, Thương Huyền chẳng khác nào có được tứ đại thần linh, cùng liệp thần thương và siêu cấp pháo đài như thế giới hỗn độn, đủ để trấn nhiếp đế tộc các phương, để bọn hắn tuân theo đế ước. Đây là cơ hội duy nhất, đây cũng là đánh cược sau cùng. Hoàn toàn tìm không thấy sao. Khương Phàm nhìn Đông Hoàng Càn mệt mỏi trở về. Hoàn toàn không có tung tích. Đông Hoàng Càn và bọn hắn đã thật sự cố hết sức lực, kết quả lại không có thu hoạch được gì. Chẳng lẽ bọn chúng đã rút lui đến Cự Long Đại Lục thật sao? Khương Phàm cảm thấy thật đáng tiếc. Xem chừng đúng là như thế. Đám người tiếc nuối cũng lo lắng. Nếu thiên cực giới chạy đến Long tộc, nói không chừng còn sẽ đạt được rất nhiều tài nguyên bổ sung, chờ thời điểm đế tộc xâm lấn, bọn côn trùng này chắc chắn sẽ trở thành tiên phong tấn công mạnh vào Nam Bộ, cũng sẽ mang đến vô số phiền phức cho bọn hắn. Tản ra đi, chỉnh đốn một tháng, thu thập cửu lê ma tộc. Cửu lê ma tộc, thiên hậu đột nhiên mở miệng. Nếu như cửu lê ma tộc còn thủ vững tại Tây Bộ, hẳn là đã được Hắc Ma đế tộc bí mật chi viện, tự tin có thể chống đỡ được chúng ta tập kích. Trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm, nhưng có thể bắt được. Trước đó Khương Phàm xác thực kiêng kỵ cửu hoàng Hắc Ma Bia, nhưng bây giờ thực lực của chàng đã tăng hơn nhiều, có thể thể hiện ra uy lực thật sự của liệp thần thương, phần thiên chiến vực cũng đã được khôi phục 8 phần, chí ít có thể bảo đảm liệp thần thương không bị cướp đi. Thiên hậu lắc đầu nói. Ý của ta là, thiên cực giới còn có một khả năng, bọn chúng đang ở hải vực Tây Bộ. Đám người liên tiếp nhìn về phía thiên hậu. Thiên hậu nói, mặc dù thiên cực giới hợp tác cùng Cự Long tộc, nhưng từ đầu đến cuối cũng vẫn luôn đề phòng nơi đó, cho nên không phải bất đắc dĩ, thiên cực giới cũng không nguyện ý đến Cự Long đại lục. Kể từ đó, thiên cực giới muốn tránh khỏi chúng ta lùng bắt, tránh cho bị vây bắt, còn có một chỗ đi, đó chính là cửu lê ma tộc. Một kẻ tọa trấn Tây Bộ, một kẻ ẩn nấp tại Tây Hải. Một khi chúng ta bôn tập cửu lê ma tộc, thiên cực giới sẽ lập tức xiết qua. Nếu như chúng ta tìm tới thiên cực giới cũng có thể liều mạng tránh thoát, trốn tới Tây Bộ phối hợp cùng cửu lê ma tộc. Khuôn mặt bọn người Khương Phàm có chút động, thật sự có khả năng này, mà còn là vô cùng lớn. Mặc dù tất cả yêu tộc cùng ma tộc của hai bên trước giờ đều không có kết giao gì, thậm chí còn là đối địch tại thiên khải chiến trường. Nhưng bây giờ lại cùng nhau đứng trước uy hiếp, mà còn là kẻ địch sống chết, chỉ cần thiên cực giới chủ động liên hệ. Cửu lê ma tộc khẳng định sẽ dâng hai tay hoan nghênh. Chỉ là nếu như vậy, tiến công cửu lê ma tộc sẽ có nguy hiểm lớn hơn. Cửu lê ma tộc có thần khí, cửu lê ma đồ, có thể hiện ra thần uy, còn có Hắc Ma Bia khắc chế liệp thần thương, pháp trận nơi đó cũng khẳng định bị Hắc Ma tộc cung cấp tài nguyên vững chắc qua. Thiên cực giới cường hãn càng đã không cần phải nhiều lời, hàng tỷ trùng tộc phối hợp cùng trấn Nam yêu quốc, tuyệt đối sẽ không yếu. Mà, một kẻ ở trên đất, một kẻ lại ở hư không. Đám người cau mày, vốn cho rằng thu thập hoàng đạo rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ xem ra, lại còn có nguy hiểm. Khương Phàm nói, các ngươi đây là, sợ hãi, không đến mức thế chứ. Coi như hợp tác thiên cực giới cùng cửu lê ma tộc thật, chúng ta nhức đầu đều là có thể gặm xuống được hay không, có thể toàn diệt hay không, mà không phải quyết đấu sinh tử. Các ngươi đều đã đánh sợ mấy trận trước đó, tư tưởng một lát cũng không có chuyển đổi. Từ sau sự kiện quang mang thần điện, nhân vật trong trận đại chiến giữa thợ săn cùng con mồi ở Thương Huyền này đã bị trao đổi, bây giờ chúng ta là thợ săn, tất cả hoàng đạo Thương Huyền đều là con mồi, bao gồm cả Xích Thiên Thần Triều. Đám người trao đổi ánh mắt, lúng túng cười. Đột nhiên nghĩ đến thực lực của cửu lê ma tộc cùng thiên cực giới, tiềm thức còn có chút kiêng kỵ. Khương Phàm nói, tới trước hư không Tây Bộ điều tra, tìm kiếm tung tích thiên cực giới. Nếu như chúng ta quá lo lắng, vậy thì triệu tập toàn bộ thực lực, tấn công mạnh cửu lê ma tộc. Nếu như bọn chúng ở nơi đó thật, chúng ta lập tức chia ra hành động, cửu thiên thần giáo liên hợp hỗn độn chiến tộc, đến hư không chặn đánh thiên cực giới. Thiên cực giới là rất mạnh, nhưng chỉ cần các ngươi ngăn cản bọn chúng gấp rút tiếp viện cửu lê ma tộc là được, không cần thiết liều mạng cùng bọn chúng. Những người còn lại trong chúng ta, cường công cửu lê thần cung. Nếu như có thể thành công. Đương nhiên sẽ là tốt nhất, nếu có gì ngoài ý muốn, tạm thời rút lui, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến công.
Đông Hoàng Càn tỏ thái độ, nói. Giao cho chúng ta, hỗn độn chiến tộc phối hợp tiến công Cửu Lê Thần Cung. Chúng ta chính là Cửu Thiên Thần Giáo, nếu như ngay cả thiên cực giới đều không kiềm chế nổi, còn mặt mũi nào khi chí tôn hoàng đạo? Khương Phàm nói. Nếu như thiên cực giới quyết định gấp rút tiếp viện Cửu Lê ma tộc, năng lượng đó là không thể khinh thường, người vẫn nên mang lên hỗn độn chiến tộc đi. Thiên hậu cũng nói. Thiên cực giới không phải thiên cực giới ở thời kỳ bình thường, tài nguyên lắng động 30.000 năm khẳng định không ít, nếu như lần nữa được đế tộc gấp rút tiếp viện, vô cùng có khả năng tạo nên thánh hoàng thứ hai, cùng càng nhiều thánh vương và thánh linh. Đông Hoàng Càn nói. Chỉ là kiềm chế, không phải chinh chiến. Có Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta như vậy là đủ rồi. Nếu Cửu Lê Thần Cung muốn đánh, vậy thì hãy ra sức bắt lấy, để hỗn độn chiến tộc phối hợp với các ngươi. Khương Phàm trao đổi ánh mắt cùng Thiên Hậu, không còn cưỡng cầu. Vậy thì chờ Lan Nặc xuất quan. Thực lực Cửu Thiên Thần Giáo bây giờ cũng không yếu, trừ hai vị Thánh Hoàng không gian là Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại ra thì còn có hai vị không gian Thánh Vương là Đông Hoàng Trấn Nguyên. Đông Hoàng Như Ảnh, cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt và hai thánh nhân không gian khác. Lan gia tính cả Tân Tấn Thánh Vương, Lan Quỳ, cũng đã có bốn vị Thánh Vương. Lan gia giữ lại thần cốt linh tủy để lại cho Lan Nặc. Lan Nặc đang lúc bế quan, lúc nào cũng có thể tiến tới Thánh Vương. Đến lúc đó chính là hai vị Thánh Hoàng, bảy vị Thánh Vương, cùng rất nhiều Thánh Linh, Bán Thánh, và Cao Giai Niết Bàn Cảnh. Thiên Hậu nói, các ngươi điều tra Tây Bộ trước. Xác định phải chăng thiên cực giới đang ở đó, lại cách Cửu Lê ma tộc bao xa. Ta đoán, nếu quả thật bọn chúng ở nơi đó, khoảng cách hẳn là sẽ rất xa, để tránh thời điểm chúng ta bôn tập Cửu Lê thần cung phát giác được bọn chúng, phát huy hiệu quả tập kích tốt nhất. Các ngươi hãy cố gắng điều tra ở thâm không, mở rộng phạm vi đến 10 vạn dặm. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại điều dưỡng đơn giản, sau đó lại rời khỏi thế giới hỗn độn, chạy tới Tây Bộ Thương Huyền. Thế giới hỗn độn di chuyển từ hư không hải vực Nam Bộ lên phía Bắc, chạy tới bên ngoài Tây Bộ hơn 50 vạn dặm. Bọn người Kiều Vô Hối một lần nữa trở lại chỗ ở của riêng mình, tiếp tục bế quan, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Sau 5 ngày, Lan Nặc đã liên tục bế quan 20 ngày, thuận lợi bước lên cảnh giới Thánh Vương, càng ngoài ý muốn hơn chính là, nàng đã biến đổi linh văn, tiến vào thiên phẩm Thánh Hoàng. Tin vui này đã khiến cho Lan gia chấn phấn. Thánh Hoàng thiên phẩm, mang ý nghĩa Lan Nặc có tiềm lực tiến tới Thánh Hoàng. Trước đó Đông Hoàng Lăng Tuyệt không thể sử dụng thần cốt linh tủy biến đổi linh văn, để Lan gia đều không ôm hy vọng, không nghĩ tới Lan Nặc lại mang cho bọn hắn một vui mừng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nhận được tin tức lại phiền muộn, đều là dùng thần cốt linh tủy, đương nhiên sẽ có so sánh. Hắn không thành công, người khác lại thành công, chẳng khác nào nói là hắn không được. Đông Hoàng Lăng Tuyệt phiền muộn càng cảm thấy kỳ quái hơn, thời điểm ban đầu tiềm lực cùng cảnh giới của Lan Nặc đều tương đương với hắn, nhưng sau khi vào thần giáo, cảnh giới luôn luôn đột phá một cách không hiểu được, thời gian trôi qua đã bỏ hắn lại ở phía sau thật xa. Bây giờ nàng lại còn từ Thánh Vương biến đổi đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm, tương đương với việc mạnh hơn hắn một vấn đề. Cô đột phá, chúc mừng chúc mừng. Khương Phàm nhìn Lan Nặc đang đi tới, tranh thủ thời gian đứng dậy, cười chúc mừng nàng. Không có quấy rầy đến các ngươi chứ, bọn họ nói các ngươi ở đây. Lan Nặc mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Đông Hoàng Như Ảnh đang ngồi xếp bằng minh tưởng trong sơn cốc, không biết là đang minh tưởng thật, hay là đang giả bộ, nhìn sắc mặt có chút tiều tụy. Nàng chỉ là bị bắt đi nửa năm mà thôi, vậy mà Khương Phàm đã ở cùng Đông Hoàng Như Ảnh rồi. Nữ tử thanh cao này lại bị Khương Phàm tùy ý giày vò. Thậm chí còn không để ý đến lời người khác bàn tán về mình. Trốn đến tận cùng thế giới, phóng túng. Khương Phàm cũng thật sự là một tên hỗn đản, lại có thể không để ý mặt mũi nữ tử, chỉ vì thỏa mãn thú tâm của mình như thế. Nàng vừa giúp ta tu luyện xong, mệt mỏi. Khương Phàm chú ý tới ánh mắt Lan Nặc, sau khi đơn giản giải thích, lại hỏi. Cô đến tìm ta có việc. Là chuyện kia, bây giờ, còn có hy vọng giải trừ không? Mặc dù Lan Nặc đã tiến vào Thánh Vương, còn biến đổi linh văn. Nhưng nàng rất rõ ràng ngoại trừ công lao của thần cốt linh tủy ra, thì cũng có công lao của tâm dục vô ngấn, bắt đầu từ cao giai niết bàn, mỗi lần nàng đột phá cũng đều có liên quan với tâm dục vô ngấn. Mặc dù ở trong mắt người khác là kỳ tích, xem nàng như siêu cấp thiên tài, nhưng nàng thực sự vui mừng không nổi. Rõ ràng thiên phú của nàng rất mạnh,
hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của chính mình để trưởng thành, kết quả bây giờ huyên náo lại để nàng chột dạ. Cái này sao? Khương Phàm nhìn Đông Hoàng Như Ảnh một chút, sau đó lại mang theo Lan Nặc đi ra bên ngoài. Không phải ta đã nói với cô, tâm dục vô ngấn là dị biến. Tâm dục vô ngấn là một bộ khế ước ma đạo tà ác, sinh tử cảnh lại rất đặc thù, hoặc là không dị biến, hoặc chính là dị biến rất nghiêm trọng. Chúng ta đều là thuộc về loại rất chi là nghiêm trọng, khế ước đã triệt để dung nhập linh hồn, mặc kệ là cảnh giới gì, cũng đừng nghĩ đến việc giải trừ. Sư phụ ngươi khẳng định có cách. Sư phụ ta chỉ hiểu luyện đan, không hiểu nhiều những thứ khác. Ngài ấy khẳng định có cách. Thế nào, trước đó không giải trừ, bây giờ tiến tới Thánh Hoàng Thiên Phẩm, mới nhớ tới giải trừ. Cô đây có chút ý tứ muốn qua sông hủy cầu nhỉ. Khương Phàm, đừng ép ta mắng ngươi. Lan Nặc tức giận, mặc dù tâm dục vô ngấn có thể giúp nàng tăng thực lực lên, để cho người ta hâm mộ, nhưng tương tự có thể làm cho nàng chết thay. Mệnh của nàng và mệnh Khương Phàm lại kết nối với nhau, nếu như Khương Phàm gặp phải nguy hiểm tính mạng, kẻ chết sẽ là nàng. Khương Phàm nói, ta không chỉ có cứu được mệnh của cô, còn giúp cô thăng hoa linh văn, tăng lên cảnh giới, kết quả là đổi lấy một tiếng mắng của cô. Cô khiến cho ta thật thất vọng đau khổ đấy. Đôi mắt phượng của Lan Nặc như đang ngậm xương. Ngươi cứu ta là vì ta. Ngươi thử không cứu ta xem, ngươi xem thần giáo có thể tha ngươi hay không. Linh văn và cảnh giới là ta là dùng thần cốt linh tủy tăng lên, không có khế ước của ngươi, thiên phú của Lan Nặc ta đều có thể làm được. Khương Phàm, đừng có nói nhảm với ta, nghĩ cách xóa bỏ tâm dục vô ngấn, nếu không. Nếu không thì thế nào? Cô có thể làm gì được ta? Ngươi là tên vô lại. Khương Phàm nhìn khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của Lan Nặc tức giận đến trắng bệch, lại có chút muốn cười. Khế ước nhân chủng, là do cô chọn, tiểu Nặc Nặc. Lan Nặc thẹn quá hóa giận. Im miệng, ai nhỏ, không cho phép ngươi gọi ta như thế. Khế ước nhân chủng là ta định, nhưng ta chỉ là muốn kiềm chế ngươi, là ngươi biết rõ tai họa ngầm của khế ước nhân chủng, nhất định phải hại ta tại sinh tử cảnh. Cô cũng là người trưởng thành rồi. Không rõ làm việc liền thì phải gánh chịu hậu quả. Cô đó, không thoát khỏi được đâu, từ từ hưởng thụ đi. Nói không chừng vào cái ngày ta xưng đế đó, có thể cưỡng ép kéo cô tới thần linh cảnh. Bằng vào khế ước tiến tới thần linh, cô hẳn là người đầu tiên từ xưa đến nay. Người sáng tạo kỳ tích, kiểu gì cũng sẽ lưu danh lịch sử. Cô đó, vụng trộm vui mừng đi. Khương Phàm nháy mắt mấy cái với Lan Nặc, rồi quay người muốn trở lại sơn cốc. Ngươi đứng lại đó cho ta. Giáo tôn và giáo chủ vừa mới thương nghị cùng Lan gia chúng ta, giáo chủ thoái vị, do ta tiếp nhận vị trí giáo chủ. Mặc dù còn không có chính thức công bố, nhưng bây giờ ta đã là giáo chủ tân nhiệm của thần giáo. Ta là giáo chủ, đã có thể đại biểu cho thần giáo. Nếu như trên dưới thần giáo đều biết ta là khế ước giả của ngươi, là nô lệ của ngươi, là người chết thay ngươi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Khương Phàm nhíu mày nhìn nàng một chút, đột nhiên hỏi câu. Cô tìm đến ta, không có thương lượng cùng các trưởng bối. Ta là giáo chủ, ta không cần thương lượng cùng bất cứ kẻ nào. Chuyện cô và ta có khế ước, người khác không biết, Lan Độ, Lan Quỷ bọn họ cũng đều biết, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại cũng đều biết. Bọn họ không tiện chơi cứng cùng ngươi, cho nên ta tự mình đến đây. Cô đó. Khương Phàm lắc đầu cười. Đừng giả vờ giả vịt với ta, nói chuyện đi. Làm sao ngươi biết bọn hắn không đến? Bọn họ đã tới, lúc nào, cô trả lời như thế nào? Xác thực mà nói, là ta gọi bọn hắn tới. Ngươi tìm được cách giải quyết rồi. Lan Nặc hơi phấn chấn tinh thần. Ta gọi bọn hắn tới, đúng là thảo luận chuyện liên quan tới cô, nhưng không phải liên quan tới tâm dục vô ngấn, là vấn đề thân phận của cô. Cô và Đông Hoàng Như Ảnh đều vô cùng ưu tú, nhưng Như Ảnh thiên về an tĩnh, cô thì càng có dã tâm. Cho nên từ vấn đề đại cục đến xem, cô càng thích hợp để tiếp quản thần giáo. Mà bây giờ nội chiến tại Thương Huyền đã tiến vào thời kỳ mấu chốt, Đông Hoàng Toại cần liên tục xuất chiến, cũng cần tập trung tinh lực tu luyện, không có dư thừa tinh lực chiếu cố và xử lý các hạng sự vụ thần giáo, cho nên. Ở trong sơn cốc này, chúng ta đã cùng nhau quyết định giáo chủ Cửu Thiên thần giáo mới, cũng chính là cô. Ta đang yêu cầu ngươi giải trừ tâm dục vô ngấn. Không phải đến thảo luận sự vụ thần giáo cùng ngươi. Lan Nặc rất không thích ứng Khương Phàm cái này đột nhiên lạc hậu cẩn thận thái độ,
làm cùng là gia gia của nàng. Ta là Chu Tước Linh Văn, có thể niết bàn trùng sinh, sau khi thức tỉnh tổ mạch Chu Tước Thủy Tổ, năng lượng số lần niết bàn cao nhất đạt gấp 3 lần. Bình thường mà nói, ta là giết không chết, cho dù là kiếp trước, ta đều chết ở dưới thiên kiếp, mà không phải do các phương vây bắt. Chuyển thế trùng sinh, ta càng mạnh hơn so với kiếp trước, không chết được. Cho nên, cô cứ an ổn hưởng thụ ân huệ đi, đợi đến ngày ta thành thần, cô chắc chắn sẽ lên thánh hoàng. Lan Nặc bất động. Nếu như ngươi chết thì sao? Khương Phàm hơi do dự, nói. Thần giáo, nguyện dùng mệnh của giáo chủ bọn hắn, đưa ta một lần hy vọng phục sinh. Đầu Lan Nặc bỗng nhiên ông ông lên, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Đây là cao tầng thần giáo làm quyết định tập thể. Trách không được từ đầu đến cuối bọn họ đều không đề cập tới chuyện tâm dục vô ngấn. Khương Phàm trấn an nói. Không cần nghĩ tới tâm dục vô ngấn, ta không chỉ có niết bàn thuật, còn có đan dược do đan hoàng chuẩn bị. Trước khi tái nhập đăng thiên kiều, ta sẽ không chết. Nếu như ta chết tại đăng thiên kiều, tâm dục vô ngấn của cô cũng không cứu được ta. Lan Nặc nhấp nhẹ đôi môi đỏ, ánh mắt dần dần phức tạp. Vì ngươi, thần tôn chịu chết tại Thiên Trụ Sơn, giáo tôn cam làm xu thế, bồi dưỡng hai người được chọn làm giáo chủ, một người thông gia, một người làm nô, Khương Phàm. Hy vọng tương lai ngươi có thể xứng đáng với thần giáo. Đương nhiên, cũng hy vọng cô có thể thường xuyên ở bên cạnh thúc giục. Ta nhất định. Lan Nặc khẽ cắn môi, quay người rời khỏi. Khương Phàm lắc đầu, trở lại trong sơn cốc, vừa lĩnh hội nhật nguyệt tinh thần đại táng phiêu miểu thâm ảo. Vừa chờ đợi Đông Hoàng Như Ảnh khôi phục. Mỗi lần Đông Hoàng Như Ảnh khởi động vạn cổ thiên thu, đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, cần thời gian dài điều trị và khôi phục, như tình huống hắn vận dụng thương sinh tạo hóa và càn khôn đại tàng. Tạm thời Khương Phàm rất khó tiến tới thần linh cảnh, chỉ có thể tận hết khả năng tăng thực lực lên tại thánh cảnh đại hoàn mãn. Biện pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, chính là ngưng tụ ấn ký thủy tổ mới. Ngươi thích Lan Nặc. Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên mở miệng. Cái gì? Khương Phàm vểnh tai, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngươi thích Lan Nặc? Không có, ta chỉ là đang đùa nàng thôi. Mỗi lần ngươi gặp nàng, hình như đều muốn chọc nàng. Có sao, ta chỉ là nhớ tới cô nương như nàng vậy mà lại rời tảng đá nện lên chân mình liền muốn cười. Nàng là loại nữ nhi nào? Chính là, thanh cao, thông minh, xinh đẹp còn. Còn rất kiêu ngạo. Đông Hoàng Như Ảnh nhướng mày, thản nhiên nhìn mắt Khương Phàm. Mỗi lần ngươi nhìn thấy Lan Nặc, toàn thân đều phát nhiệt. Khương Phàm cười nói. Cô cũng thích nói đùa. Không tệ, có tiến bộ. Đông Hoàng Như Ảnh nói. Ta là hư thiên linh văn, có thể phát giác được không gian ba động nhỏ xíu. Thời điểm ngươi vừa mới nhìn thấy Lan Nặc, toàn thân đều phát nhiệt, máu da tốc chảy, khiến cho không gian xung quanh dao động. Ánh mắt ngươi nhìn nàng cũng lộ ra mấy phần xâm lược. Thời điểm ngươi gặp được Lan Nặc tại Thiên Cung thứ 9 lúc đó, so với hôm nay càng là sao động hơn. Thời điểm gặp lại Lan Nặc Thượng Thương Cổ Thành, ngươi cũng rất sao động. À, có chuyện này. Khương Phàm cười lúng túng, có sao, hắn không có phát hiện. Ngươi là thích nàng thật, hay là thân phận nữ nô của nàng kích thích một ít dục niệm kiếp trước của ngươi? Khương Phàm có chút há mồm, bất chợt giật mình. Trong ánh mắt Đông Hoàng Như Ảnh hiện lên vẻ phức tạp, tuy nhiên nàng cũng không có lại nói thêm cái gì, mà là nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng. Khương Phàm gãi gãi đầu, thẹn để mặt đỏ. Có sao? Nghiêm trọng đến thế sao? Sao ta không có chú ý qua? Tuy nhiên, bọn võ giả không gian này thật khủng bố, thậm chí ngay cả việc có phải mình sao động hay không đều có thể phát giác ra được. Chờ chút, thời điểm hắn ngẫu nhiên nhìn lén dáng người Như Ảnh. Có phải cũng có sóng chấn động hay không? Thời điểm trong đầu của hắn lấp lóe suy nghĩ xấu, cũng có sóng chấn động sao? Có phải nàng đều biết hay không? Trong cổ họng Khương Phàm lăn ra từng tia ngâm khẽ, nghiệp chướng. Xí Thiên Đại Điện. Lan Dận công tử, xin mời xin mời. Đan Hoàng đứng dậy, nhiệt tình gọi Lan Dận đi tới. Ngài tìm ta. Lan Dận khôi ngô thẳng tắp, anh tư bừng bừng phấn chấn. Bộ dáng mặc dù tuấn mỹ, nhưng tuyệt đối không có vẻ yếu đuối, ngược lại là dương cương uy mãnh, tóc ngắn xóa tung càng lộ mấy phần thoải mái. Thời điểm Lan Độ lão tổ tìm tới hắn, hắn rất bất ngờ, vị lão tổ tông đan đạo này lại ủy thác Lan Độ, xin mời, hắn đến Xí Thiên Giới, còn nói chuyện rất quan trọng.
Quấy rầy ngươi sao? Đan Hoàng mời Lan giận, trên mặt lại mang theo nụ cười nhạt ý. Không có không có, không dám nhận. Lan giận có loại cảm giác được sủng ái nhưng lại lo sợ. Mặc dù tính cách của hắn vô cùng cuồng ngạo, nhưng tuyệt đối không dám mạo phạm vị Đan Hoàng này. Đây không chỉ là ân sư của Khương Phàm, càng đã từng là Đan Hoàng, địa vị trong Xí Thiên giới cực kỳ tôn quý, càng là được tất cả mọi người kính trọng. Thời điểm ta ủy thác Lan Độ tìm ngươi, đã dặn dò qua không nên quấy rầy ngươi bế quan, không nghĩ tới ngươi lại đến nhanh như vậy. Là hắn hiểu lầm ý của ta, cưỡng ép ngươi đưa tới rồi. Không có, ta vừa xuất quan. Vẻ mặt của Lan giận hơi phức tạp, không hiểu gì mà khẩn trương lên, làm cái gì vậy? Hình như ta không có địa vị cao đáng để Đan Hoàng khách sáo như thế. Sau khi ngồi xuống, Đan Hoàng nói thẳng. Thực không dám giấu giếm, hôm nay ta tìm ngươi đến, là muốn mượn ngươi một thứ bảo bối. Bảo bối của ta, ta không có bảo bối gì cả, chỉ có một thanh trường sinh đao. Ánh mắt Lan giận lập tức cảnh giác, trường sinh đao. Hắn là đang có ý đồ với trường sinh đao. Trách không được lại khách khí như vậy. Không sai, ta muốn mượn trường sinh đao của ngươi dùng một lát. Như lời ngài nói, dùng, là có ý gì? Đan Hoàng hơi trầm ngâm, nói. Ngươi biết thanh đao này của ngươi có lai lịch gì không? Ta chỉ biết đây là trọng khí thượng cổ, phát hiện trong cổ điện bị tàn phá ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lúc ấy đặt chung một chỗ cùng hư không kính. Lan giận âm thầm nắm chặt nắm đấm, ngôn ngữ rất cẩn thận. Hắn có thể được thần giáo đồng ý, trở thành chủ nhân của trường sinh đao, là chuyện mà hắn cảm thấy may mắn nhất cũng là kiêu ngạo nhất đời này. Nhất là khi chiến tranh bộc phát, càng ngày càng nhiều thiên tài cường giả rực rỡ hào quang tại thế giới hỗn độn, mặc dù hắn thiên phú rất mạnh, nhưng mãi vẫn không có được đặc biệt coi trọng, thứ duy nhất có thể an ủi hắn chỉ có chuôi trọng khí thượng cổ trường sinh đao này. Nếu như Đan Hoàng lấy đi khỏi hắn, chỉ sợ hắn lại không ra mặt ra đường, thành tựu tối cao đời này chỉ có thể tại Niết Bàn cửu trọng thiên, sau đó chờ mong cảnh giới bán thánh. Đương nhiên, bán thánh đã từng là hy vọng xa vời cao nhất của hắn, nhưng bây giờ tại thời đại bạo phát loại cường giả này, bán thánh chỉ có thể coi là lực lượng trung tầng. Đan Hoàng nói, trường sinh đao không phải trọng khí thời đại thượng cổ, kỳ thật có thể tìm hiểu đại khái đến tam cổ tại thời đại viễn cổ. Bên trên tư liệu lịch sử chỉ có ghi chép lẻ tẻ. Đây là một trong 12 thánh tôn của linh tộc. Thánh tôn? Lan giận kinh ngạc, có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ. Ta không biết thánh tôn này cụ thể là dạng xưng hào gì, nhưng hẳn là có thể nhìn ra được tôn sùng của linh tộc đối với trường sinh đao. Mà nhìn chung toàn bộ lịch sử, thời gian khí tức trường sinh hoàn toàn biến mất, cũng phải là ở thời đại viễn cổ. Ở trước đó, mặc kệ là yêu tộc, ma tộc, linh tộc, thậm chí là nhân tộc, tuổi thọ đều phổ biến rất dài. Có một số kẻ lĩnh hội con đường trường sinh, thậm chí có thể được đến vĩnh sinh. Mà theo thời đại hồng hoang kết thúc, khí tức trường sinh đã biến mất khỏi yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, duy chỉ có linh tộc mới có thể bảo tồn. Nhưng sau viễn cổ, linh tộc cũng đều đã mất đi khí tức trường sinh, cứ việc còn có thể có được tuổi thọ rất dài, nhưng đã không thể so sánh nổi với thời đại hồng hoang. Cho nên chuôi trường sinh đao này của ngươi, rất có thể là đã phong tồn khí tức trường sinh còn sót lại trên thế gian. Đan Hoàng đưa ánh mắt sáng rực nhìn Lan giận. Trường sinh đao không chỉ vô cùng cứng rắn, danh xưng trời khó táng đất khó diệt, còn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, ai có thể bồi tiếp nó trưởng thành, người đó sẽ có thể không ngừng liên tục hấp thu năng lượng của nó, để cơ thể trở nên không thể phá vỡ, mà tuổi thọ còn sẽ không ngừng kéo dài, cho dù là bán thánh, đều có thể sống gần ngàn năm. Cho nên thời điểm Đan Hoàng nhìn thấy trường sinh đao tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn lúc ấy, hắn đã đoán được rất có thể bên trong có khí tức trường sinh. Chỉ là Đan Hoàng không nghĩ tới mình lại có thể có được cơ thể một lần nữa, còn có thể một lần nữa cầm lên luyện lô luyện chế đan dược, cho nên cũng không quá để ý. Gần đây hắn nghiên cứu vô hạn tạo hóa đan, đột nhiên nghĩ đến khí tức trường sinh bên trong trường sinh đao, nên mới tìm lão tổ Lan ra, Lan Độ. Lan Độ rất khẳng khái nói sẽ đưa trường sinh đao cho hắn, nhưng hắn biết trường sinh đao đã nhận chủ cùng Lan Giật. Hắn sao có thể cưỡng ép chiếm lấy, cho nên mới ủy thác Lan Độ mời Lan Giận đến đây. Lan Giận không biết phải từ chối như thế nào, quanh co vài tiếng, hắn khổ sở nói. Ngài là được cửu khiếu thông linh quả tạo nên thân thể, còn có hy vọng trở lại thần cảnh, ngài lại còn là luyện đan sư, tinh thông luyện chế các loại đan dược, sống 5.000 tuổi cũng không có vấn đề gì cả.
Đan Hoàng cười nhạt mà nói. Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta muốn dùng cho mình, ta là muốn luyện đan. Ngài muốn rút khí tức trường sinh ra. Lúc này trái tim Lan Dận siết chặt lại. Có thể nói là như vậy. Chẳng phải là phế trường sinh đao đi sao? Ta chỉ cần một ít khí tức trường sinh để làm thuốc dẫn, cũng không phải hấp thu toàn bộ. Dựa theo lời của ngài, trường sinh đao là tiếp tục kéo dài từ viễn cổ, đã trải qua rất nhiều chủ nhân, khí tức trường sinh còn thừa không có bao nhiêu. Xác thực trường sinh đao đã trải qua mấy vị chủ nhân, nhưng đến thời đại thượng cổ đã bị trấn áp, một mực ở lại thượng cổ thần đình, cho nên số lượng chủ nhân trải qua cũng không có nhiều như tưởng tượng, khí tức trường sinh còn lại ở bên trong cũng không có ít như ngươi lo lắng. Đan Hoàng thấy Lan Dận rất kháng cự, hơi chần chờ, nói. Như vậy đi, ta dùng thần cốt linh tủy đổi với ngươi, như thế nào? Ngài dùng cái gì? Lan Dận kinh hãi suýt chút nữa đứng lên, khả năng cảm giác mình đã xảy ra sơ suất quá mức, tranh thủ thời gian ngồi trở lại, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Ngài nói dùng cái gì đổi? Đan Hoàng rất khẳng định nói. Thần cốt linh tủy. Lan Dận hít sâu một ngụm khí lạnh. Ngài không có nói đùa. Ta biết trường sinh đao rất quan trọng đối với ngươi, ta sẽ cố hết sức hấp thu không quá phận, chỉ làm thuốc dẫn. Nhưng, nếu như đan dược thật có thể thành công, chỉ sợ sau này còn cần không ngừng rút ra. Khối thần cốt linh tủy này, coi như làm bồi thường cho ngươi. Đầu tiên, ngài chờ chút đã, ngài nói thần cốt linh tủy, là từ một trong 9 khối lấy được từ quang mang thần điện kia. Không sai, chính là khối Khương Phàm cho ta kia. Ngài nói cho ta nguyên một khối, là lớn như vậy. Hoàn chỉnh, một chút không ít, hay là, chỉ cấp ta một bộ phận. Ta cũng không cần, cho ngươi hết. Lan Dận kinh ngạc nhìn Đan Hoàng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Thần cốt linh tủy, siêu cấp thần vật, một bộ di cốt thần linh hoàn chỉnh rèn luyện xuống cũng chỉ có thể đạt được 5 khối. Một khối thần cốt linh tủy đủ để hắn thay xương đổi thịt, kích phát tiềm lực. Không chỉ có thể đột phá cực hạn. Tiến tới thánh linh cảnh, tương lai còn có tiến tới thánh vương. Thế nhưng 9 khối thần cốt linh tủy đều là cho nhóm người cần có nhất cũng là quan trọng nhất kia, lấy thân phận của hắn, cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn vài lần mà thôi. Ta là thánh hoàng thiên phẩm linh văn, tiến tới cảnh giới thánh hoàng không có khó khăn như vậy, thay vì để chính ta dùng, còn không bằng cho người cần nó. Đan Hoàng thản nhiên nói. So với khôi phục cảnh giới, hắn càng mong đợi vô hạn tạo hóa đan hơn. Đây không chỉ là sáng tạo ra một kỳ tích đền bù tiếc nuối kiếp trước, còn có thể mang đến một sự cam đoan cho vạn thế thần triều tương lai. Thế nhưng, Khương Phàm nói chính là dùng thần cốt linh tủy, kích phát tiềm lực của ngài trở lại thần cảnh, là muốn làm chắc cơ sở. Ngươi cứ nói, có đồng ý đổi hay không thôi? Ta, không nguyện ý. Ta là không dám. Trái tim Lan Dận đập rộn lên, trong lòng 1000 lần, 10000 lần đều muốn. Nhưng hắn dùng bảo vật thần giáo, đổi lấy thần cốt linh tủy từ chỗ Đan Hoàng nơi này, không biết các lão nhân gia tộc sẽ đối đãi như thế nào, lại có thể cưỡng ép giữ lại hay không, để hắn mất cả trì lẫn trài. Đan Hoàng đã nhìn thấu lo lắng của Lan Dận, cười nói. Nếu như ngươi nguyện ý, bây giờ ta sẽ cho ngươi thần cốt linh tủy, ngươi có thể ở chỗ này bế quan, cho đến khi ngươi hoàn toàn hấp thu xong mới thôi. Lan ra các ngươi nơi đó, ta có thể tự mình ra mặt cân đối. Còn trường sinh đao, ta có thể cam đoan với ngươi, nó là của ngươi, thời điểm ngươi cần xuất chinh, cũng có thể mang theo. Ta, cái này, ta, nếu ngài đều nói như vậy, ta còn có lý do gì để từ chối nữa chứ? Lan Dận đều không có chối từ nữa. Cảm tạ Lan Dận công tử đã hiểu. Không, tạ ơn ngài khẳng khái. Lan Dận cuống quýt đứng dậy, thi lễ thật sâu đối với Đan Hoàng. Đây thật sự là vui mừng mà có nằm mơ hắn cũng đều không mơ đến, mặc dù sẽ tiêu hao một bộ phận khí tức trường sinh, nhưng lại lấy được thần cốt linh tủy. Nếu như tin tức này truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn hâm mộ đến chết, chỉ sợ Lan Độ lão tổ đều muốn rung động. Huống chi, trường sinh đao vẫn là của hắn, khi tác chiến với bên ngoài còn có thể dùng. Đan Hoàng đứng lên nói. Ta đi lấy thần cốt linh tủy cho ngươi, ngươi cứ ở lại nơi này bế quan. Tạ ơn ngài. Lan Dận vội vàng đưa tiễn, đột nhiên lại hỏi một câu. Tiền bối, ta có thể mạo muội hỏi ngài một tư vấn đề cá nhân hay không? Giữa chúng ta còn giống như không tới mức nghiên cứu thảo luận vấn đề cá nhân, cái này xác thực mạo muội.
không không không, không phải liên quan tới ngài, là... Thường Lăng cô nương và Khương Phàm, rốt cuộc giữa bọn họ có quan hệ gì? Ý của ngươi là... Ta là muốn hỏi, có phải Thường Lăng cùng Khương Phàm có quan hệ rất thân mật giữa nam nữ hay không? Lan Dận hạ giọng, gương mặt ửng đỏ, không có uy mãnh thường ngày, lại có mấy phần e lệ. Ngươi nói cái này sao, bọn hắn bắt đầu muốn có hài tử. Ta tùy tiện hỏi một chút. Lan Dận lúng túng cười cười. Bên trong thế giới hỗn độn có rất nhiều cô nương tốt, Thường Lăng. Không thuộc về ngươi. Đan Hoàng hàm xúc nhắc nhở, đột nhiên lại nói. Nếu không, ngươi về Lan gia bế quan. Không không không, ta vẫn ở lại đây đi, ngài yên tâm, ta sẽ không mạo phạm Thường Lăng cô nương. Lan Dận tranh thủ thời gian khẳng định. Trở lại Lan gia, thần cốt linh tủy chưa chắc sẽ là của hắn. Đan Hoàng rời khỏi, âm thầm lắc đầu, cô nương tốt chắc chắn sẽ có người chú ý, vậy mà hài tử Khương Phàm kia lại không đến thông đồng. Đáng tiếc đan dược mà hắn chuẩn bị lại không có đất dụng võ. Hô! Lan Dận thở ra một hơi, vẫn còn có chút hoảng hốt ngồi ở chỗ đó. Thần cốt linh tủy! Ta lại có thể hưởng dụng thần cốt linh tủy! Đây thật sự không phải là nằm mơ sao? Chẳng lẽ khí tức trường sinh bên trong trường sinh đao quý giá hơn so với thần cốt linh tủy sao? Chính hắn cũng không biết. Đan Hoàng phải dùng khí tức trường sinh để luyện đan dược gì? Lan Dận lắc đầu, mặc kệ. Nếu gặp phải cơ duyên như kỳ tích thế này, đương nhiên là phải cố gắng nắm chặt. Lan Độ sợ Lan Dận mạo phạm Đan Hoàng, nhất định không chịu giao trường sinh đao ra, nên đã tự mình đến nơi đây. Nhưng để hắn giật mình là, Đan Hoàng lại giao thần cốt linh tủy quý giá cho Lan Dận, để mà trao đổi quyền sử dụng trường sinh đao. Chuyện này khiến Lan Độ tính tình ôn hòa cũng nổi giận hiếm thấy, suýt chút nữa đã muốn đánh Lan Dận ngay trong Xí Thiên Đại Điện. Cũng may Đan Hoàng đã liên tục giải thích, là hắn chủ động lấy ra trao đổi, mà không phải do Lan Độ cưỡng bách, lúc này mới ngăn chặn được Lan Độ. Đan Hoàng, ngài thật không cần phải làm như thế này. Lan Độ đắng chát lắc đầu, đối với Lan gia mà nói, đây đương nhiên là chuyện cực tốt, nhưng trong mắt người ngoài, chỉ sợ đây lại là không biết tốt xấu, ngay cả Khương Phàm cũng không biết sẽ suy nghĩ như thế nào. Mà, Khương Phàm đạt được tổng cộng 9 khối thần cốt linh tủy từ Quang Mang Thần Điện, chuyển tay giao cho Cửu Thiên Thần Giáo 4 khối, đã rước lấy vô số ánh mắt đỏ ngầu của người khác, bây giờ lại cho thêm một khối, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ngoài đàm tiếu. Nếu cho ta, vậy chính là của ta, là ta tự mình dùng, hay là đưa cho người khác, đều chính là chuyện của ta. Người đó, cứ yên tâm để Lan Dận dùng đi. Đan Hoàng trấn an Lan Độ. Hắn dùng rồi sao? Đứa nhỏ này có ngông nghênh, hẳn là có thể chứng minh được mình. Thần cốt linh tủy. Lan Độ lắc đầu thở dài, vẻ mặt phức tạp không nói ra được. Đối với ta mà nói, tầm quan trọng của trường sinh đao đều muốn vượt qua thần cốt linh tủy. Trường sinh đao thật có khí tức trường sinh sao? Lúc trước đưa trường sinh đao ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, thật ra là cho thần tôn, hy vọng thần tôn có thể thông qua nhận chủ kéo dài tuổi thọ, nhưng sau khi thần tôn nghiên cứu qua, cũng không có tiếp nhận. Tình huống thần tôn các ngươi đặc biệt, thời kỳ đầu dùng linh tinh các loại dược vật kéo dài tính mạng, đã hao hết tiềm lực sinh mệnh. Mà ảnh hưởng của trường sinh đao đối với chủ nhân, là tiến hành theo chất lượng, quá trình vô cùng chậm chạp, rất khó lại kéo dài tuổi thọ cho hắn. Lan Dận không giống như thế, 10 tuổi đã nhận chủ với trường sinh đao, đến bây giờ đều đã 30 năm, trường sinh đao đã bắt đầu tiếp tục sinh ra ảnh hưởng ổn định đối với hắn. Nếu như tiếp tục kéo dài, cho dù hắn dừng bước tại cảnh giới Thánh Vương, cũng có thể sống 1.000 hay năm 600 tuổi, nếu có hạnh đến Thánh Hoàng, tuổi thọ đều có thể so với thần tôn, đạt tới 3.000 tuổi. Ngàn năm sau, nói không chừng Lan gia đều muốn dựa vào hắn chống đỡ. Cho nên nói, Lan Dận vẫn rất đáng được bồi dưỡng. Khối thần cốt linh tủy này, hắn nên được nhận. Lan Độ trầm mặc một lát, lùi lại mấy bước, thi lễ một cái thật sâu đối với Đan Hoàng. Tiền bối hậu ái đối với Lan gia luôn nhớ trong tim. Sau 8 ngày, tin tức Lan Dận bước lên cảnh giới bán thánh, lại thành công biến đổi đến thiên phẩm linh văn truyền khắp thế giới hỗn độn. Sau khi biết là Lan Dận dùng trường sinh đao giao dịch thần cốt linh tủy cùng Đan Hoàng, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Thần cốt linh tủy, đây là có thể siêu cấp thần vật tạo nên thánh hoàng, vậy mà lại cho một tiểu bối của Lan gia. Đầu tiên là Lan Quỳ, sau đó là Lan Nặc, bây giờ lại là Lan Dận,
đây là muốn cứng rắn kéo địa vị Lan gia đứng lên, chống lại Đông Hoàng tộc sao? Ngay cả Lan gia sau khi nhận được tin tức cũng đều nghị luận ầm ĩ, cơ hội tốt như thế này nếu như giao cho Lan Độ, nó không phải còn sẽ có hy vọng tạo nên tân thánh hoàng. Lan Độ không để ý đến nghị luận phía ngoài, tự mình bồi tiếp tục bế quan. Công hiệu của thần cốt linh tủy còn đang kéo dài phóng thích, nhất định phải bế quan chiều sâu, tranh thủ lợi dụng triệt để năng lượng. Ngay một ngày này, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại tiến về thâm không Tây Bộ dò xét Tây Nam Bộ Thương Huyền đã kết nối cùng thế giới hỗn độn. Bọn hắn xác thực đã phát hiện ra tung tích thiên cực giới, ở vào thâm không Tân Hải Tây Bộ, cách Cửu Lê Thần Cung khoảng 8 vạn dặm, vô cùng bí ẩn. 8 vạn dặm mặc dù vô cùng xa xôi, nhưng như thế này mới có thể tránh bị bọn hắn trước khi tập kích Cửu Lê Ma Tộc có khả năng tiến hành dò xét thâm không. Mà, thiên cực giới là một pháo đài hư không, tốc độ di chuyển cực nhanh, một khi bọn hắn bôn tập Cửu Lê Thần Cung, từ lúc thiên cực giới nhận được tin tức lại đến khi đuổi tới, hẳn là có thể trong một ngày. Vậy là thời điểm bọn người Khương Phàm giết điên cuồng nhất, vừa vặn có thể đánh bọn người Khương Phàm một trở tay không kịp. Toàn thể cửu thiên thần giáo xuất động, đến thâm không chặn đánh thiên cực giới, cố hết sức ngăn chặn bọn hắn. Các tộc còn lại, theo ta xuất chinh, trong vòng 12 tiếng, nếu như có thể bắt lấy Cửu Lê Thần Cung, lập tức chuẩn bị nghênh kích thiên cực giới. Nếu như không bắt được, bất kỳ ai cũng không cho phép ham chiến, nghe hiệu lệnh của ta rút lui. Khương Phàm hạ đạt hiệu lệnh chiến tranh. Lần này không chỉ là xuất động thánh linh cảnh trở lên, cũng không còn hạn chế bọn người Khương Quỳ. Mà là xuất động toàn thể cường giả niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đi lên, tấn công mạnh pháp trận bảo vệ của Cửu Lê Ma Tộc. Lúc này Cửu Lê Thần Cung cũng đang đề phòng cao độ. Không phải bọn hắn đã nhận ra thế giới hỗn độn tới gần, mà là từ sau khi Phù Tang Thần Cung bị diệt thì bọn hắn đã luôn luôn đề phòng. Sau khi Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt, càng là để cho bọn hắn khẩn trương trầm trọng hơn. Cửu Lê Thần Cung từ trên xuống dưới đều đang phỏng đoán. Mục tiêu kế tiếp của Khương Phàm vô cùng có khả năng chính là bọn hắn. Trước đó cũng không đến, rất có thể là kiêng kỵ Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, bây giờ Khương Phàm đã hủy diệt Quang Mang Thần Điện, đạt được tài nguyên rộng lượng, thực lực gần như bạo tăng, không thể nào lại bỏ mặc bọn hắn độc bá Tây Bộ. Nếu như không phải lão tổ một lần nữa mang theo Cửu Hoàng Hắc Ma Bia trở về, Lê Tịch Hoa lại thành công bước lên cảnh giới Thánh Hoàng, bọn hắn đều muốn liên hợp thỉnh nguyện rút khỏi Tây Bộ. Có hai vị thánh hoàng tọa chấn, còn có Cửu Lê Ma Đồ cùng Cửu Hoàng Hắc Ma Bia phụ trợ, chí ít bọn hắn cũng có lòng tin ngạnh kháng một thời gian. Chỉ là, bọn hắn có thể chịu được bao lâu? Ngạnh kháng lại có ý nghĩa gì? Không có người nào có thể cho bọn hắn một cái đáp án có thể tin phục. Bầu không khí tại Cửu Lê Thần Cung càng như bị kiềm chế. Lần đầu tiên trong đời những ma tộc cao ngạo tự phụ này cảm nhận được sợ hãi cùng mê mang. Tuy nhiên sau khi thiên cực giới chủ động tới liên hệ, bầu không khí kiềm chế này đã được làm dịu cực lớn. Thiên cực giới biểu hiện ra thực lực cho bọn hắn, nói lên các loại đề nghị và biện pháp, để các cao tầng Cửu Lê Ma Tộc đều cảm thấy phấn chấn. Thậm chí bọn hắn còn chuẩn bị tiến hành một trận phản kích, liên thủ với thiên cực giới bảo vệ tôn nghiêm hoàng đạo Tây Bộ cùng Nam Bộ. Lão tổ, tộc nhân niết bàn cảnh trở xuống, toàn bộ đã thông qua tế đàn, chuyển tới Hắc Ma Đế Tộc. Lê Tịch Hoa đi tới Cửu Lê Đại Điện, cung kính bẩm báo. Toàn thân vị tân tiến thánh hoàng khôi ngô cường tráng, dáng dấp hiên ngang này tản ra ma uy mãnh liệt. Hắn hẳn là đại ma dừng lại tại cảnh giới thánh vương ngắn nhất trong lịch sử Cửu Lê Ma Tộc, chỉ trong 30 năm ngắn ngủi. Tại thời kỳ kịch biến đặc thù của Thương Huyền này, dựa theo thể phách tuổi trẻ, cùng thiên phú phi phàm, hắn là kẻ được chọn làm thánh hoàng, đồng thời thành công đột phá tại Hắc Ma Tộc. Bây giờ tại Cửu Lê Ma Tộc địa vị, gần với lão tổ. Ngay cả Lê Thương Mang, vị thánh vương Cửu Lê Ma Tộc nhiều tuổi nhất kia đều khách khí với hắn hơn rất nhiều. Lão tổ Cửu Lê, Lê Vô Thương đứng ở trước mặt chín tòa Hắc Ma Bia đang yên tĩnh, cau mày, vẻ mặt phức tạp. Đây là vũ khí mạnh nhất mà bọn hắn dùng để chống cự Khương Phàm tập kích, chỉ cần kềm chế liệp thần thương, sự uy hiếp của Khương Phàm sẽ lập tức giảm mạnh, nhưng, bắt đầu từ ngày Hắc Ma Tộc đưa Hắc Ma Bia tới. Hắn đã vô cùng kiêng kỵ, vẫn luôn hoài nghi bên trong có âm mưu gì đó. Nhất là lần tiếp Hắc Ma Tộc này, hoài nghi thiên diện ma hoàng của Hắc Ma Tộc muốn bí mật thay thế hắn, kết quả. Lại là quá lo lắng. Hắc Ma Tộc chỉ là mang Hắc Ma Bia đi trong thời gian ngắn ngủi, dùng đế huyết khắc xuống càng nhiều đế ngấn, bảo đảm có thể chống cự liệp thần thương tập kích,
cũng cưỡng ép giam cầm, mang về Hắc Ma tộc, sau đó cũng không có cái gì khác nữa. Lão tổ, Lê Tịch Hoa lại gọi thêm một lần nữa. Lê Vô Thương lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ. Dựa theo phân phó của ngài, tộc nhân Niết Bàn Cảnh trở xuống cùng Kim Cương Ma Viên, toàn bộ đều đã thông qua tế đàn không gian, chuyển rời đến Hắc Ma đế tộc. Còn có tư liệu lịch sử, võ pháp điển tịch, mà cửu Lê Ma tộc chúng ta truyền thừa đến cùng với các loại không phải vật phẩm chiến đấu, cũng đều cùng rời đi. Lê Tịch Hoa nói rất cẩn thận, bởi vì hắn biết kỳ thật lão tổ rất mâu thuẫn về chuyện này, nếu như không phải bất đắc dĩ, lão tổ thật không nguyện ý chuyển rời tộc nhân đến nơi đó. Trong suy nghĩ lão tổ cùng một ít tộc lão truyền thống, bọn hắn là chỉ là hợp tác cùng Hắc Ma tộc, cũng không phải phụ thuộc, càng không phải là quân cờ. Nhưng bây giờ cửu Lê Ma tộc đang đứng trước chiến tranh uy hiếp nghiêm trọng, bọn hắn không chỉ có bị ép ký kết hiệp nghị mới, còn đều phải chuyển rời một bộ phận tộc nhân đến nơi đó. Ý vị này là bọn hắn phải từ bỏ thủ vững trên vạn năm, còn bị khống chế cửa sống, triệt để biến thành phụ thuộc của Hắc Ma tộc. Được. Lê Vô Thương chỉ gật đầu nhẹ, chưa hề nói thêm gì khác. Tộc nhân ở lại, đều tiến hành tuyên thệ. Bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ thần cung, bảo vệ mảnh tổ địa này, cho dù cuối cùng thật sự không kiên trì nổi, trước khi rút lui, cũng sẽ để lại cho bọn người Khương Phàm một trận ký ức khắc cốt ghi tâm. Rất tốt. Lê Vô Thương vẫn thản nhiên gật đầu. Còn có thông hướng con đường không gian của đế tộc, thiên cực giới giúp chúng ta ra cố cùng nới rộng. Nếu như cuối cùng thật muốn rút lui, có thể bảo đảm mức độ di chuyển lớn nhất. Sau khi Lê Tịch Hoa nói xong, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Đương nhiên, không phải bất đắc dĩ, chúng ta tuyệt đối sẽ không rút lui. Bộ phận tộc nhân rất lớn đã ký huyết thệ, muốn tồn vong cùng tổ địa. Làm được rất tốt, trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi. Đây là chuyện ta phải làm. Đi xuống đi. Lão tổ, ta tới đây là muốn hỏi ngài. Kế tiếp là do ngài khống chế cửu hoàng Hắc Ma Bia, hay là giao cho ta? Nếu như ngài cảm giác cửu hoàng Hắc Ma Bia gặp nguy hiểm, không ngại giao cho ta khống chế, ngài tiếp tục khống chế cửu Lê Ma Đồ. Lê Tịch Hoa hàm xúc nhắc nhở. Trước kia cửu Lê Thần Cung tổng cộng có 8 bộ cửu Lê Ma Đồ, cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn đã phế đi một bộ, hủy 2 bộ, bây giờ còn lại 5 bộ. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là bộ do lão tổ Lê Vô Thương khống chế. Bên trong có ma tổ duy nhất trong lịch sử cửu Lê Thần Cung bước lên cảnh giới thần linh, mặc dù lúc trước bị quang minh thần kiếm đánh xuyên qua, nhưng vẫn có thể bộc phát ra thần uy cực mạnh. Tính cả cửu hoàng Hắc Ma Bia, bây giờ cửu Lê Thần Cung tương đương với có được 2 loại thần khí. 2 thánh hoàng bọn họ hẳn là mỗi người khống chế một loại. Nhưng, từ đầu đến cuối lão tổ vẫn không có tỏ thái độ, chuyện này khiến Lê Tịch Hoa có chút nóng nảy. Dù sao lúc nào Khương Phàm cũng có thể giết tới, bọn hắn nhất định phải phân phối tốt, đồng thời sớm thích ứng. Lê Vô Thương nói, để ta khống chế đi, nếu có nguy hiểm, còn có thể ứng phó được. Lê Tịch Hoa nói, lão tổ, ta càng hy vọng ngài khống chế cửu Lê Ma Đồ, để ta tới khống chế cửu Hoàng Hắc Ma Bia. Đầu tiên là ngài khống chế cửu Lê Ma Đồ đã hơn ngàn năm, đã hết sức quen thuộc, cũng có thể thích ứng với năng lượng của nó. Đến lúc đó lại càng dễ kích phát ra uy thế vốn có, mạnh xa so với việc ta nhận chủ một lần nữa, thích ứng một lần nữa, tất cả đều thích hợp hơn. Thứ hai là cửu hoàng Hắc Ma Bia rất nguy hiểm, nếu quả như thật không kiểm soát được, rất có thể. Khả năng, muốn mạng của ngài, giao cho ta khống chế, ta là thánh hoàng, hẳn là có thể kích phát ra uy thế vốn có, mà chết thì đã chết. Lời ta nói chính là thật lòng, cửu Lê Ma tộc có thể hy sinh cho ta. Ta tiến tới Thánh Hoàng chính là vì hy sinh, nhưng tuyệt đối không thể không có ngài. Giọng của Lê Tịch Hoa không cao, cũng rất chìm rất nặng, rất chân thành. Lê Vô Thương nhìn Lê Tịch Hoa, lòng sinh cảm động, không hổ là tân Thánh Hoàng được mình khâm định. Lê Tịch Hoa nói, Khương Phàm lúc nào cũng có thể sẽ giết tới, giao Hắc Ma Bia cho ta đi, ta sẽ nắm chặt thời gian để làm quen. Lê Vô Thương trầm mặc một lát, gật đầu nói. Giao Hắc Ma Bia cho ngươi, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, lập tức rời khỏi. Ngươi lại giao tấm cửu Lê Ma Đồ kia của ngươi cho cung chủ Diêu Lăng Vi. Cung chủ của cửu Lê Thần Cung là Lê Phong, tại chiến trường Thiên Trụ Sơn đã bất hạnh chết thảm vì cửu Thiên Thần Tôn tự bạo. Trong 2 vị phó cung chủ, Diêu Lăng Vi tiến tới Thánh Vương trước một bước so với Lê Cổ Xuyên, cho nên đã kế nhiệm vị trí cung chủ.
Lê Tịch Hoa nghiêm túc nhìn Lê Vô Thương. Khương Phàm không chỉ có thể công phá quang mang thần điện, còn tiêu diệt hết tất cả mọi người ở bên trong, nói rõ thực lực của bọn hắn thật sự rất mạnh. Bây giờ hắn đã có được tài nguyên của quang mang thần điện, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn nữa. Chờ Khương Phàm giết tới nơi này, không hề nghi ngờ sẽ là một trận ác chiến, cũng có thể sẽ xuất hiện biến cố mà chúng ta không ngờ trước được, cho nên. Lão Tổ, ta chân thành thỉnh cầu ngài. Vào thời khắc quan trọng, ta hy sinh, ngài ngàn vạn lần phải nhẫn nhịn. Ta vẫn câu nói kia, Cửu Lê ma tộc có thể không có ta, nhưng tuyệt đối không thể không có ngài. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn của Lê Vô Thương hơi chậm lại, nhìn vẻ mặt chân thành của Lê Tịch Hoa. Không cần bi quan như vậy, thiên cực giới giúp chúng ta thiết kế thêm pháp trận không gian, còn có thể trợ giúp chúng ta bất cứ lúc nào, Cửu Lê thần cung hẳn là có thể chống đỡ được sự tiến công của bọn người Khương Phàm. Không phải là ta bi quan, ta là đang làm dự tính xấu nhất. Lão Tổ, ngài ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, ngài không thể chết. Lê Tịch Hoa bái lễ thật sâu, mang theo hắc ma bia rời khỏi ma điện. Lê Vô Thương nhìn bóng lưng Lê Tịch Hoa, vui mừng gật gật đầu, thật sự không nhìn lầm mà. Nếu như mình chết rồi, giao Cửu Lê ma tộc cho hắn, cũng có thể yên tâm. Sau khi Lê Tịch Hoa đi ra khỏi ma điện, hắn hơi ngừng chân, nhếch miệng bôi lên một đường cong thản nhiên, cũng biến mất rất nhanh. Cửu Lê thần cung giới nghiêm toàn diện, bất cứ lúc nào cũng làm tốt chuẩn bị cho chiến tranh bộc phát. Bọn hắn chú ý nhất là pháp trận tầng ngoài cùng. Đây không phải pháp trận vốn có của bọn hắn, mà là đại trận không gian do thiên cực giới bí mật chủ hoạch kiến lập giúp bọn hắn. Không gian đại trận này không chỉ có uy thế đặc biệt, mà còn có thể dò xét không gian ba động trong phạm vi vạn dặm. Một khi thế giới hỗn độn tới gần, bọn hắn sẽ có thể sớm phát giác, tranh thủ thời gian quý giá tiến hành phòng ngự. Nhưng, ba ngày sau đó, từng tia sáng lấp lóe ở chân trời, càng ngày càng sáng, càng ngày càng bành trướng, bằng tốc độ kinh người đến gần Cửu Lê thần cung, số lượng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít chật ních cả bầu trời. Các trấn thủ của Cửu Lê thần cung không hẹn mà cùng nhíu mày nhìn ra xa, lại đồng loạt nhìn về bình trướng phía tầng ngoài cùng. Không có phản ứng. Không phải người của thế giới hỗn độn. Không đúng, không phải đám tên điên kia, vậy thì còn có thể là ai? Ai có thể dám xông vào lãnh địa Cửu Lê thần cung mà không chút kiêng kỵ nào? Mà, địch tập, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Địch tập, Khương Phàm đến rồi. Khương Phàm đến rồi, vững chắc pháp trận, vững chắc tất cả pháp trận, nhanh đi. Các trấn thủ phía đông điên cuồng gào thét, thét lên ra lệnh các nơi toàn diện điều động năng lượng cho pháp trận. Lê Vô Thương và các cường giả đang bế quan nhao nhao xuất quan, kinh hãi nhìn về phía đông. Pháp trận không gian không có tác dụng sao? Hay là nói, bọn người Khương Phàm không mang theo thế giới hỗn độn? Nhanh nhanh nhanh, đến pháp trận, không tiếc cái giá chống đỡ cho ta. Tiếng Lê Vô Thương lo lắng gào thét vang vọng trong cung điện, kích thích tất cả cao tầng xuất quan. Bởi vì có pháp trận không gian bí mật giám sát hư không, bọn hắn đều rất yên tâm, cho nên bế quan thì bế quan, tĩnh dưỡng, cố gắng hết sức để tăng thực lực lên, để ứng phó công phòng chiến sắp bộc phát, nhưng ai cũng không nghĩ tới bọn hắn lại đột nhiên và mãnh liệt như thế. Lê Thương Mang, Diêu Thiên Tuệ, Diêu Lăng Vi, Lê Cổ Xuyên bay lên không, lao thẳng đến trận tâm pháp trận ở các nơi. Siêu siêu siêu, bọn người Khương Phàm giống như từng tia thiểm điện, lướt qua khung trời, đuổi giết Cửu Lê ma tộc tràn ngập ma khí. Thánh Hoàng đi phía trước, Thánh Vương là tùy tùng. Bán Thánh, Thánh Linh cùng cao giai Niết Bàn, kéo khoảng cách ra trăm dặm. Bọn hắn không có trực tiếp khống chế thế giới hỗn độn tới, đầu tiên là mục tiêu quá lớn, thứ hai là thanh thế quá oanh động, cho nên cố ý dừng lại tại ngoài vạn dặm, lấy quấy nhiễu trong hư không khả năng tồn tại Hoàng Kim Hư Thiên Trùng. Sau đó do Khương Phàm thống lĩnh, vượt qua khung trời, lao thẳng đến Cửu Lê thần cung. Giết, đợt thế công đầu tiên, dùng bí thuật mạnh nhất, toàn lực ứng phó cho ta. Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước, sáng chói diệu thế, phần thiên diệt thế viêm khủng bố bộc phát, diễn biến ra trường kiếm màu đỏ vàng, Chu Tước chí tôn truyền thừa, vô thượng chí tôn kiếm. Thiên Hoàng Lạc Linh, chúng sinh ai minh. Kiều Vô Hối theo sát phía sau, hóa thành bất diệt thiên hoàng. Vỗ cánh cuồng kích, kịch liệt gáy to. Liệt diễm toàn thân bỗng nhiên ảm đạm, chín sợi linh vũ lại tăng vọt ánh sáng đến cực hạn, giống như là chín mặt trời, càng giống như là chín thanh thần kiếm, uy thế tại giờ khắc này, thẳng bức Thánh Hoàng đỉnh phong.
Bá thiên chiến kỹ, thiên phiên địa phúc. Khương Qua hóa thân thành bá thiên yêu hoàng, hiện ra chiến tích mạnh nhất. Không gian nghịch loạn, càn khôn đảo ngược, mênh mông đất trời như là hoàn toàn bị méo mó. Thập phương trầm luân, minh hoàng ngạo thế. Khương Quỳ hóa thân đọa lạc minh hoàng, minh hỏa tà ác che khuất bầu trời, từng sợi xiềng xích hoành kích khắp nơi, toàn thân hắn đều là hài cốt, quỷ văn lại bò đầy hài cốt, giờ phút này minh hỏa cuồn cuộn, vô số xiềng xích bao quanh, như là tuyệt thế quỷ chủ giết ra khỏi u minh địa ngục. Uy lực đế cốt hiên lặng bên trong hài cốt được bộc phát toàn diện, cảnh giới cưỡng ép đẩy lên thánh hoàng đỉnh phong, đế uy quấn quanh hai cái móng vuốt, càng giống như là có thể chém giết thần ma. Hống hống hống. Hồng hoang thiên long hùng tráng uy mãnh, dương cánh hơn 800 mét, móng vuốt cứng cỏi, xé rách đất trời, sừng thiên long giống như thiên kiếm giơ cao, sắc bén thấu xương, long văn nhảy nhót trên đầu giống như là long tổ đang ẩn núp, càng tràn ngập sát uy kinh khủng. Sau khi chính thức bước vào cảnh giới thánh hoàng, yêu thể đã triệt để biến đổi, không còn là long cốt cự ngạc, mà là hồng hoang thiên long, đại đạo long quỷ chân chính. Toàn thân nó tỏa sáng mãnh liệt, bàng bạc như biển, lộng lẫy càng thần bí, bên trong khuấy động từng tia như ánh sáng hồng mông lôi đình, diễn biến thiên địa vạn vật ở bên trong quang hải mênh mông, mỗi mảnh ánh sáng hoành kích, đều giống như đang khai thiên tích địa, kinh hồn nhiếp phách. Thái dương kim ô quay quanh thái dương đồ đằng, hóa thành mặt trời, cường quang vô biên, liệt diễm cuồn cuộn, thái dương tinh hỏa bá liệt phần thiên diệt địa, 37 cán kim ô chiến kỳ vờn quanh ở hai bên, chiến kỳ tỏa cường quang vô biên, như là 37 tôn kim ô đang khôi phục. Ngưu Chính Uyên hóa thân thành chiến khu trăm mét, đạp không phóng tới, chấn động đến trời đất đều ù ù, càn khôn lắc lư, chiến khu trăm mét như là nặng đến mấy triệu tấn, năng lượng hỗn độn diễn biến thành hai cái đầu lâu cùng bốn đôi cánh tay, thế giới thạch lắng đọng trong khí hải càng giống như là thế giới hỗn độn tân sinh đang ù ù chuyển động, sôi trào lên chiến uy không có gì sánh kịp. Thiên hậu nhanh như cầu vồng, hoành hành giữa bầu trời, dáng người nàng tinh tế, dung nhan xinh đẹp, thoạt nhìn như là muội muội nhà bên. Không có chút uy hiếp nào, nhưng vào thời điểm tới gần Cửu Lê Thần Cung, toàn thân nàng lại phát động ra chín mảnh cầu vồng, hoành hành giữa khung trời, đánh vỡ vụn trời cao. Chín mảnh cầu vồng phân biệt đại biểu cho chí cường truyền thừa của mỗi khế ước thú, như là côn bằng, kim hống, đằng xà, kim ô, mặc kỳ lân, đều tự mình giá lâm. Tuy nhiên, những truyền thừa chí cao này đều là thiên hậu tự mình thi triển, nói cách khác, là cảnh giới thánh hoàng bạo phát ra uy thế. Chín mảnh cầu vồng trong chớp mắt bộc phát ra năng lượng ba động, như là chín vị thánh hoàng cự thú đang gào thét, mang theo sát uy kinh khủng, hình ảnh vô cùng rung động, nhất cử vượt trên Ngưu Chính Uyên và các thánh hoàng. Tám thánh hoàng làm tiên phong, cách nhau hơn 30 dặm. Khương Phàm và Thiên Hậu chính giữa, Phượng Hoàng ở bên trái, Kim Ô, Thiên Long và Hỗn Độn lại ở bên phải, đụng tới phía Cửu Lê Thần Cung bàng bạc cường quang. Tám vị thánh hoàng bộc phát toàn diện. Hình thành năng lượng bài sơn đảo hải khủng bố, bao phủ khắp đất trời, hoành hành không trở ngại, thiên đạo vạn pháp đều như là đang sụp đổ ở trước mặt bọn hắn, năng lượng kinh khủng tuyệt thế hoắc loạn đất trời mênh mông. Theo sát ở phía sau là Khương Diễm, Bạch Tai, Thiên Hồ Thánh Vương cùng với các thánh vương, bọn họ cũng nhao nhao kích thích chiến kỹ mạnh nhất, bạo động, nghiền ép hư không, giống như là biển động đang kéo nhau va đập tới. Làm thê đội thứ hai. Mặc dù năng lượng của bọn hắn không khủng bố như Thánh Hoàng, nhưng số lượng lại gần như gấp hai lần. Chỉ cần bọn người Khương Phàm dung chuyển bình chướng, bọn hắn tấn công đợt thứ hai thì sẽ có thể cưỡng ép phá vỡ. T. Các ma tộc bên trong Cửu Lê Thần Cung suýt chút nữa đã sụi lơ ngay trong pháp trận, nhất là những kẻ ở tầng ngoài cùng kia, suýt chút nữa đều muốn rút lui. Những kẻ kia tất cả đều là Thánh Vương Thánh Hoàng sao? Tất cả sao? 1, 2, 3, 4. Đều đếm không hết. Cái này, mẫu thân nó, ai gánh vác được đây chứ? Quang mang thần điện đúng là chết không oan mà. Giết! Bọn người Khương Phàm kịch liệt hét lớn, điên cuồng phóng thích, uy thế kinh khủng, hình ảnh cực kỳ rung động, để bọn ma tộc ở trong pháp trận đều sắp nứt cả tim gan. Ma tộc không sợ! Ma tộc không sợ! Đến đây đi! Theo mấy đại ma gào thét, các ma tộc còn lại cũng đều nhao nhao bừng tỉnh. Cường thế nghịch chuyển sợ hãi quay cuồng trong lồng ngực, hóa thành chiến ý bành trướng. Bọn hắn trợn mắt trừng trừng, đại tác cuồng tính, sôi trào cuồn cuộn ma huyết, điên cuồng thúc giục pháp trận. Chịu đựng! Ngay cả Lê Vô Thương và các cao tầng đều ở bên trong lo lắng hét lên đầy giận dữ,
con mắt gắt gao chừng nhìn đại chiều năng lượng khủng bố hoắc loạn trời đất kia. Nát, cho ta! Khương Phàm cùng tám đại thánh hoàng đồng thời lao đến, liên hợp bạo kích. Đỉnh phong truyền thừa đan vào nhau, năng lượng kinh khủng va chạm kịch liệt, như là đại dương vô tận đang bao phủ tới, càng giống như là thần linh trí cao nhất lên thế công hủy trời diệt đất. A a a! Trong pháp trận, các ma tộc nộ trừng lên hai mắt, dữ tợn nghiêm mặt, cơ thể căng thẳng, muốn tồn vong cùng pháp trận. Ầm ầm, ầm ầm. Bọn người Khương Phàm cực lực khống chế trí cao truyền thừa liên tục phóng thích, nương theo liệt diễm cuồn cuộn, long khí bạo động, sóng chiều hỗn độn bá đạo, vân vân. Chút đi qua phía tầng ngoài pháp trận. Pháp trận không gian điên cuồng lắc lư, liên lụy mấy ngàn dặm không gian đều nổi lên chấn động kịch liệt, như thủy triều tàn phá bừa bãi, giữa mấy hơi ngắn ngủi, pháp trận không gian cũng theo đó mà vỡ nát, hơn ngàn đại ma khống chế đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhưng, cái pháp trận không gian này lại vô cùng bá đạo, không chỉ có thể kiểm tra đo lường năng lượng không gian phía ngoài, hình thành không gian phòng ngự, còn có thể nghịch chuyển thế công đả kích ở bên ngoài, giống như mặt kính phản xạ trở về. Giờ phút này mặc dù không thể hình thành phản xạ, nhưng uy lực và năng lượng vỡ nát trong nháy mắt, vẫn để bọn người Khương Phàm cưỡng ép thả ra năng lượng, hỗn loạn phóng thích về bốn phương tám hướng, trong chốc lát lật ngược mấy ngàn dặm không gian xung quanh. Khương Phàm, Thiên Hậu đều bị chiều dâng bao phủ, chật vật bay ra ngoài. Phát khởi thế công cường hãn bao nhiêu, gặp trùng kích liền có bấy nhiêu hung tàn. Phía sau bọn người Bạch Tai đang đằng đằng sát khí xông tới cũng lập tức kịch biến sắc mặt, không đợi đến khi phanh lại thì đã bị sóng chiều không gian hỗn loạn bao phủ, khó mà khống chế ném đi ra ngoài. Khoảng cách tán loạn từ mấy chục dặm đến vài trăm dặm đều không giống nhau, thậm chí bị Thánh Hoàng nghiền ép vặn vẹo, hài cốt vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Hỗn độn cự long mà bọn người Tiêu Phượng Ngô xây dựng đã sụp đổ trong chớp mắt, toàn bộ đều mất khống chế mà bay đi. Cơ thể thánh linh căn bản không chịu nổi năng lượng của thánh hoàng như vậy, có người đã hôn mê ngay tại chỗ, có người thì bị lưu vong trong thâm không, thoáng cái đã biến mất. Thánh linh bán thánh cùng cường giả cao giai niết bàn cảnh ở phía sau càng là bi thảm, cho dù đã cách xa hơn trăm dặm, nhưng pháp trận không gian sụp đổ đã hình thành sóng chiều hoắc loạn tác động đến hơn nghìn dặm. Cơ hồ không có một ai may mắn thoát khỏi tình huống lúc đó, không phải bị thương, thì cũng chính là hôn mê, hoặc là biến mất ở bên trong thâm không. Biến cố ngoài ý muốn để bọn người Khương Phàm tổn thất nặng nề. Vốn cho rằng là vây bắt, vậy mà vừa mới bắt đầu đã bị quét ngang, rồi. Khương Phàm vừa sợ lại vừa giận, thiên cực giới không chỉ có hợp tác cùng Cửu Lê Thần Cung, lại còn trợ giúp bọn hắn tạo dựng pháp trận không gian cường đại. Năng lượng pháp trận không gian như thế, rất có thể là pháp trận quý giá nhất bí mật nhất của thiên cực giới, cũng tất nhiên đã đưa tới tinh thạch không gian rộng lượng. Đây cũng không phải là hợp tác, đây đã là công thủ đồng minh. Đám côn trùng ích kỷ kia, vậy mà lại có thể hào phóng như thế. Cửu Lê ma tộc đứng trong pháp trận yên tĩnh như chết, khó có thể tin được mà nhìn pháp trận không gian vỡ vụn. Nát! Một vòng thế công đã liền nát. Thế nhưng chính miệng đám côn trùng kia cam đoan, pháp trận không gian này có thể trở thành ác mộng của bọn người Khương Phàm, đạo ngấn không gian bá đạo có thể nghịch chuyển đòn tấn công của bọn người Khương Phàm trở về, thu hoạch được tính mạng của Khương Phàm và đám người của hắn. Bọn người Khương Phàm phát khởi đợt thế công đầu tiên mạnh bao nhiêu, thì hình thành phản sát sẽ có khủng bố bấy nhiêu, còn để bọn hắn chuyển tốt ghế ngồi xem vở kịch lớn, bọn người Khương Phàm tự giết chết mình. Kết quả, mẫu thân nó. Một đợt tấn công liền sụp đổ. Mặc dù đợt hủy diệt này mang theo thanh thế to lớn, nhưng pháp trận là vỡ vụn, không có phát huy ra một nửa uy thế phải có, cho nên thương vong đối với bọn người Khương Phàm cũng thực không lớn. Lê Vô Thương hít vào từng ngụm khí lạnh, hắn lo lắng thét lên ra lệnh. Thủ vững pháp trận, người lui, giết không tha. Lê Tịch Hoa phân phó nói. Lập tức liên hệ thiên cực giới, thỉnh cầu trợ giúp. Cứ nói. Bọn người Khương Phàm ép toàn bộ tới đây, thực lực cao hơn mong muốn. Cửu Lê Thần Cung, gánh không được. Một vị đại ma cao giọng lĩnh mệnh, lập tức lao tới một tòa đàn tế ẩn tàng ở sâu trong ma sơn. Đó là tế đàn được thiên cực giới chủ động đề nghị tạo dựng vào thời điểm đang hợp tác cùng Cửu Lê ma tộc, trực tiếp sâu chuỗi với nội bộ thiên cực giới. Lúc tạo dựng tòa tế đàn này, Cửu Lê ma tộc cơ hồ là thiên về một bên phản đối. Cửu Lê ma tộc có tính tình cao ngạo, còn vô cùng coi trọng tư ẩn cùng an toàn của tổ địa bọn hắn,
ngay cả tế đàn không gian hắc ma tộc thiết trí ở chỗ này đều tiến hành hạn chế năng lượng nghiêm khắc. Thiên cực giới đề nghị Chu Hoạch kiến lập tế đàn không gian mới ở chỗ này, không thể nghi ngờ là muốn Cửu Lê Thần Cung mở cửa đối với thiên cực giới. Nếu như thiên cực giới có cái tính toán gì, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp được bọn hắn. Mặc dù hai bên đều cố ý hợp tác, cùng nhau đối kháng Khương Phàm, nhưng không cần thiết phải hợp tác đến trình độ thân mật không xa rời như thế này. Cuối cùng vẫn là Lê Vô Thương không để ý tới ý kiến người khác, sau khi cho thiên cực giới một bộ phận điều kiện hạn định, đồng ý Chu Hoạch kiến lập tế đàn không gian, từ nơi này có thể trực tiếp vượt qua đến thiên cực giới. Không nghĩ tới chính là Khương Phàm giết tới, bọn hắn đã phải dùng tới con đường không gian vẫn luôn bị bọn hắn kiêng kỵ và mâu thuẫn này. Dưới Thánh Vương, tạm thời lui lại, tập kết chỉnh đốn. Liên hệ thế giới hỗn độn, đến thâm không tìm kiếm người lưu vong. Thánh Vương, Thánh Hoàng, tiếp tục đánh cho ta. Khương Phàm đã đánh giá thấp trình độ hợp tác của thiên cực giới cùng Cửu Lê ma tộc, nhưng cũng không ảnh hưởng sự quá trình tiến công của bọn họ. Thánh Vương giữ vững khoảng cách 50 dặm. Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, bọn người Khương Quỳ liên tiếp ổn định, kích thích thế công mạnh nhất, khởi xướng tấn công mạnh đối với phòng ngự của Cửu Lê Thần Cung. Đại Vương, Khương Diễm nhanh chóng trở về, cách rất xa đã phóng xuất ra thế công cường đại, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào phòng ngự Cửu Lê Thần Cung. Bọn họ đều cảm nhận được sự xấu hổ, cao ngạo giết tới, vừa đối mặt liền bị vén lui, đây quả thực là sỉ nhục. Bọn hắn kích thích chiến ý điên cuồng hơn, muốn giải quyết triệt để Cửu Lê Thần Cung, cứu lấy danh dự. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, chống đỡ cho ta, chống đỡ. Tin tưởng chúng ta. Tin tưởng pháp trận của chúng ta. Kiên trì, kiên trì. Chúng ta đã thề tồn vong cùng tổ địa. Tổ địa mà tiên tổ thủ vững vạn năm nay, tuyệt đối không thể mất ở trên tay chúng ta. Lấy ra huyết tính Cửu Lê ma tộc, lấy ra tôn nghiêm hoàng đạo của chúng ta, nghiêm phòng tử thủ. Khắp các nơi Cửu Lê thần cung vang vọng từng tiếng gào thét, cổ vũ lẫn nhau, toàn thể đều trở nên điên cuồng. Huyết tính ma tộc tại thời khắc này đã được phát huy vô cùng tinh tế. Siêu Lăng Vi và các cường giả ổn định tinh thần, toàn lực chống đỡ trong ngoài ngoài 10 tầng pháp trận, ngạnh kháng cuồng chiều năng lượng chồng chất ở bên ngoài. Bọn hắn đã được Hắc Ma đế tộc giúp đỡ, trong pháp trận còn được phong phú tài nguyên rộng lượng, trình độ phòng ngự cao ôn cao cấp hơn thời kỳ bình thường. Chỉ cần thiên cực giới có thể đuổi tới kịp thời, nội bộ tiếp viện, ngoại bộ tập kích, bọn hắn hẳn là có thể đấu một trận cùng Khương Phàm. Nhưng Khương Phàm và đám người của hắn càng ngày càng tấn công mãnh liệt, cũng càng ngày càng cường đại, nhất là 8 vị thánh hoàng trùng kích, mang đến cho pháp trận của Cửu Lê Thần Cung khảo nghiệm nghiêm trọng. Cửu Lê Thần Cung kéo dài trăm dặm tựa như là đảo hoang trong cơn bão tố, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Nếu như không phải cuồng tính ma tộc đang chèo chống, bất kỳ một chỗ thủ vững nào gặp bất lợi cũng đều có thể gây nên sụp đổ phạm vi lớn. Lão tổ Cửu Lê Lê Vô Thương đều không thể không bỏ đi tôn nghiêm. Liên tiếp điều động đại ma tiến về thiên cực giới xin giúp đỡ, thúc giục nơi đó mau chóng tới viện trợ. Dựa theo dự đoán trước đó, pháp trận là có thể kiên trì 3 ngày trở lên, không chỉ có thể đả kích khí thế của bọn người Khương Phàm, mà còn có thể tiêu hao tinh lực của Khương Phàm và bọn hắn, sau đó ngồi đợi thiên cực giới đến, tìm kiếm cơ hội phù hợp tập kích. Bây giờ xem ra, pháp trận có thể kiên trì nửa ngày đều xem như may mắn. Một khi pháp trận sụp đổ, Cửu Lê Thần Cung sẽ hoàn toàn bại lộ ở bên trong phạm vi đả kích của bọn người Khương Phàm, nếu như không có đám chủng tộc thiên cực giới kia hiệp trợ, vậy thì điều bọn hắn gặp phải không thể nghi ngờ chính là đổ sát, ngay cả cơ hội rút về đế tộc cũng không có. Hơn nửa canh giờ, nương theo tế đàn không gian nở rộ, một con cửu thủ liệt dương xà khổng lồ dẫn đầu bước ra từ con đường không gian, hình thể khổng lồ, phần đuôi đều có hơn 300 mét, lân phiến cứng cỏi, ý lạnh tùm, 8 cái đầu cao ngạo giơ lên. Tỏa ra cường quang hừng hực, giống như là 8 mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Ngay sau đó, Hoàng Kim Sư Tộc và đám yêu tộc của Trấn Nam Yêu Quốc xuất hiện thành đàn. Bọn chúng mang theo yêu khí cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, gầm thét tuyên cáo mình đã giáng lâm. Loại cảm giác gấp rút tiếp viện vạn dặm này, vẫn rất không tệ. Bọn chúng thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng muốn để Cửu Lê Ma Tộc cung cấp chút tài nguyên cho bọn chúng để cảm tạ ân cứu mạng. Nhưng từng cơn tấn công đập vào mi mắt, cùng uy thế khủng bố xuyên qua pháp trận xâm nhập vào, đều để bọn chúng kinh hãi suýt chút nữa đã lui về. Ngọa tào! Hoa mắt sao? Đây là bao nhiêu thánh vương, bao nhiêu thánh hoàng?
Đám tên điên Khương Phàm kia, thật có thể tạo nên số lượng lớn cường giả tối đỉnh rồi. Thất thần làm gì, mau tới hỗ trợ đi. Kim Cương Ma Viên tộc trưởng gào thét, đánh thức bọn đại yêu này. Nhưng, nhìn Khương Phàm và các cường giả của hắn đang đằng đằng sát khí ở bên ngoài, trái tim của bọn đại yêu gấp rút tiếp viện vạn dặm này đều muốn nhảy lên đến cổ rồi. Đánh! Đánh cái rắm! Bình chướng pháp trận đều đang lắc lư, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một khi Khương Phàm giết vào Cửu Lê Thần Cung, bọn chúng rất có thể sẽ được chiếu cố đặc biệt. Trấn Nam Yêu Quốc. Lúc này, Khương Phàm xuyên qua khe hở tầng tầng pháp trận, mơ hồ thấy được bóng dáng cửu thủ liệt dương xà, nhưng ngay sau đó bị mênh mông ma khí nhấc lên trong pháp trận che cản ánh mắt. Sau một lát, khi thế công mãnh liệt lần nữa dung chuyển pháp trận, ma khí cuồn cuộn xuất hiện vặn vẹo, Khương Phàm lại lần nữa tập trung vào cửu thủ liệt dương xà, mà bên cạnh nó còn giống như đang tụ tập số lượng lớn yêu tộc. Trấn Nam Yêu Quốc lại đang ở Cửu Lê Ma Tộc. Thiên cực giới đều để Trấn Nam Yêu Quốc ở lại Cửu Lê Ma Tộc sao? Đây thật sự là muốn tổ kiến công thủ đồng minh rồi. Khương Phàm thật không nghĩ tới, hai cái hoàng đạo tính tình đều cực cao ngạo, vậy mà lại đạt thành trình độ hợp tác như vậy. Trấn Nam Yêu Quốc nghe đây, trong vòng 10 phút đồng hồ, đảo loạn Cửu Lê Thần Cung, để lại một con đường sống cho các ngươi, đi đầy thánh địa Tổ Sơn, làm yêu thú trấn thủ. Đây là cơ hội sống duy nhất của các ngươi, nếu không, giết không tha. Khương Phàm đột nhiên phát ra tiếng gáy to mát lạnh, sóng âm bén nhọn chói tai, xuyên qua pháp trận truyền đến bên trong Cửu Lê Thần Cung. Là Khương Phàm sao? Hắn nói cái gì? Cửu thủ liệt dương xà và các đại yêu đang do dự đều nhao nhao vểnh tai. Trấn thủ thánh địa Tổ Sơn. Hình hồ đây là một lựa chọn tốt. Nếu như Khương Phàm trực tiếp hô hào sẽ tiếp nhận bọn chúng thật đúng là sẽ lo lắng, thậm chí là không tin. Dù sao thì ân oán của hai bên vẫn còn tại đó. Nhưng Khương Phàm nhắc đến Tổ Sơn, ngược lại là có chút có thể tin. Cửu thủ liệt dương xà, người đúng là ngu xuẩn. Khương Phàm đang đùa các ngươi. Các ngươi dám can đảm làm loạn Cửu Lê Thần Cung, ta không tha cho các ngươi, thiên cực giới cũng không tha cho các ngươi. Nhanh tới đây hỗ trợ cho ta, đường sống duy nhất của các ngươi chính là giúp chúng ta thủ vững pháp trận. Siêu Lăng Vi, Lê Cổ Xuyên và các đại ma nhao nhao gào thét. Kim Cương Ma Viên tộc trưởng cuồng dã gào thét, ma khí ngập trời. Cửu thủ liệt dương xà, không nên tự rước lấy nhục, nơi này là Cửu Lê Thần Cung, nếu như các ngươi dám làm loạn, trước khi Khương Phàm giết đến, ta sẽ xé sống các ngươi trước. Hoàng Kim Sư tộc và đám yêu tộc không để ý đến, tất cả đều nhìn về phía cửu thủ liệt dương xà, chờ đợi quyết định của nó. Cửu thủ liệt dương xà do dự, giãy giụa, băn khoăn. Loạn cục tại Thương Huyền phát triển đến bây giờ, Khương Phàm đã thể hiện ra tư thái quét ngang đại lục, Cửu Lê Thần Cung cùng thiên cực giới cơ hồ không có phần thắng gì, đường lui duy nhất chính là rút về phía sau đế tộc. Nếu như bọn chúng tiếp tục kiên trì, cũng chỉ có thể là theo thiên cực giới lui đến Cự Long đại lục, nhưng từ thái độ của thiên cực giới đối với bọn chúng, cơ hồ có thể tưởng tượng đến thái độ của Long tộc đối với bọn chúng, cuối cùng của cuối cùng, chỉ có thể là vật hy sinh. Nếu như tìm thánh địa Tổ Sơn nương tựa, nơi đó khẳng định rất vui mừng nghênh bọn hắn cũng không cần trực tiếp nhúng tay vào nội chiến Thương Huyền. Nhưng, Khương Phàm thật sẽ cho phép bọn chúng đi qua sao? Cửu thủ liệt dương xà, người đúng. Siêu Lăng Vi lên cơn giận dữ, mãi mới chờ đến lúc có người tới giúp đỡ, mẫu thân nó, kết quả lại còn muốn làm loạn. Khương Phàm quá hỗn đản, thế công đã rất mạnh, lại còn dụng tâm để ý chiến thuật. Đúng vào lúc này, pháp trận tầng ngoài Cửu Lê Thần Cung liên tiếp sụp đổ, Khương Phàm cùng bọn người thiên hậu trong vài phút ngắn ngủi đã dòng dã đột tiến 3 tầng về phía trước. Pháp trận phá toái, để phòng ngự cùng phản kích nhanh chóng giảm mạnh, bọn người Khương Phàm thì dâng cao khí thế, thế công càng là mãnh liệt, ngược lại là Cửu Lê Thần Cung, cung điện ở bên trong liên miên sụp đổ, số lượng lớn đại ma điên cuồng bị vỡ nát tươi sống, máu văng tung tóe, thê thảm không gì sánh được. Cửu Lê Thần Cung, xin lỗi rồi, ta phải cân nhắc vì các con dân của ta. Cửu thủ liệt dương xà đã có quyết định chắc chắn, lập tức muốn làm ra lựa chọn, 9 cái đầu giống như mặt trời nở rộ, rọi khắp Cửu Lê Thần Cung, xua tan ma khí đầy trời, từng tiếng gáy to sắc nhọn vang vọng đất trời. Nhưng đúng vào lúc này, tế đàn không gian lại lần nữa nổi lên gợn sóng, số lượng lớn yêu trùng giống như mưa to phóng lên tận trời, càng ngày càng nhiều, chật ních cả bầu trời, từ mấy ngàn đến 100 ngàn. Lại đến mấy chục ngàn,
nhiều loại yêu trùng, lấp lóe ánh sáng ngũ sắc, ma khí bao phủ Cửu Lê Thần Cung đều bị chiếu ánh lộng lẫy lên. Cửu thủ liệt dương xà, người đang làm gì? Hoàng Kim Hư Thiên Trùng dẫn đội nghiêm nghị quát lớn. Cửu thủ liệt dương xà suýt chút nữa đã phát ra chiến lệnh, bất chợt lại cưỡng bức ép về trong cổ, không có chút gì do dự, gọn gàng mà linh hoạt hô to. Tiếp viện Cửu Lê Thần Cung. Lĩnh mệnh. Đám yêu tộc của Trấn Nam Yêu Quốc uất ức càng bất đắc dĩ, nhưng thiên cực giới đã giết tới, bọn chúng đã không còn dám lỗ mãng, nhao nhao gầm thét xông về các tế đàn, hiệp trợ trấn thủ pháp trận. Bên trong Cửu Lê Thần Cung đột nhiên nở rộ ánh sáng, cùng yêu trùng như ẩn như hiện ở bên trong ma khí, để Khương Phàm và Thiên Hậu ý thức được là lạ. Trùng tộc của thiên cực giới đều ở nơi này. Hay là nói, bọn chúng giống như Trấn Nam Yêu Quốc, đều là đột nhiên tới. Khương Phàm và Thiên Hậu đồng thời nghĩ đến một loại khả năng, giữa thiên cực giới và Cửu Lê Thần Cung đã tạo dựng con đường không gian. Chuyện này lại lần nữa để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì kiếp trước bọn hắn đều đã từng quen biết cùng Cửu Lê Thần Cung và Thiên Cực Giới, biết rõ tính cách cùng phương thức làm việc của hai bên, lần này đã không có cân nhắc quá nhiều về vấn đề con đường không gian. Không nghĩ tới, bọn chúng lại còn trù hoạch kiến lập tế đàn không gian, toàn diện mở ra với nhau. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Thiên Cực Giới có thể vượt qua không gian tới tiếp viện, không chỉ có thể vững chắc pháp trận, còn có thể để sau khi pháp trận sụp đổ, hiệp trợ Cửu Lê ma tộc phản kích bọn hắn. Trùng tộc không gian của thiên cực giới không kém bao nhiêu so với bọn người Đông Hoàng Càn, nhanh chóng không gian vượt qua, nhất định có thể mang đến cho bọn hắn uy hiếp chí mạng. Nếu như trọng điểm chiếu cố ai đó, nhất định là cửu tử nhất sinh. Khương Phàm tuyệt đối không nguyện ý lại nhìn thấy người của mình chết. Một trận tiến công cũng không phải là quá coi trọng, vậy mà lại tấp nập nổi lên ngoài ý muốn. Thiên hậu không thể không thừa nhận trước khi chiến đấu có chút kiêu ngạo. Những hoàng đạo này có thể truyền thừa trên vạn năm, không phải là không có đạo lý. Ha ha! Khương Phàm nhìn một chút, đột nhiên lại nở nụ cười. Chàng cười cái gì? Thiên hậu đang khổ tư chiến thuật, lại bất chợt bị cái âm thanh cười quái dị này của Khương Phàm làm cho ngây ra. Tiếp tục đánh, tăng cường tấn công, bức thiên cực giới tiếp tục tới tiếp viện. Để Chu Thanh Thọ mang Dạ An Nhiên liên hệ thế giới hỗn độn, tới đón chúng ta. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta dùng càn khôn đại táng, triệt để chôn vùi ngàn dặm sơn hà, như thế này liền có thể đánh nát đạo ngấn không gian, cắt đứt liên hệ không gian ở giữa thiên cực giới cùng Cửu Lê Thần Cung, trùng tộc, Trấn Nam Yêu Quốc cùng Cửu Lê ma tộc đều sẽ bị vây ở chỗ này. Chúng ta đi đến thế giới hỗn độn, bôn tập thiên cực giới. Khương Phàm dần dần làm sâu sắc nụ cười. Mặc dù không ngờ tới thiên cực giới sẽ tổ kiến liên minh thân mật như thế này cùng Cửu Lê Thần Cung, nhưng thiên cực giới và Cửu Lê Thần Cung cũng sẽ không nghĩ tới hắn có thể chôn vùi không gian, cắt đứt đạo ngấn không gian. Trước đó mưu đồ càn khôn đại táng, chủ yếu là trọng thương Cửu Lê ma tộc, cắt đứt liên hệ giữa nơi này cùng Hắc Ma đế tộc, không nghĩ tới lại còn có thể thu hoạch thiên cực giới. Thiên hậu di chuyển ánh mắt, nhìn Cửu Lê Thần Cung cuồng bạo ở trước mặt. Suy nghĩ lại thiên cực giới đang ẩn nấp ở hư không, cùng những kẻ chết ở chỗ này một chút, thật đúng là không bằng đến thâm không phối hợp cùng đám người Đông Hoàng Càn, bắt lấy siêu cấp pháo đài thiên cực giới kia. Sau khi Khương Phàm truyền ý đồ đến bọn người Kiều Vô Hối nơi đó, đám người đã lập tức bạo tăng toàn thể thế công. Cửu Lê Thần Cung vừa mới được Trấn Nam Yêu Quốc cùng yêu trùng tiếp viện, còn chưa kịp thở một hơi thì đã bị thế công đột nhiên tăng lên gắt gao ngăn chặn. Bình chướng phòng ngự kịch liệt lắc lư cứ như là cuồng phong đang nhấc lên sóng cả giữa đại dương mênh mông, rung động mà khủng bố. Ngay cả hoàng kim yêu trùng gấp rút đến đây tiếp viện cũng đều cảm thấy rất áp lực, 7-8 thánh hoàng, hơn 10 thánh vương, hơn 10 thánh linh, đội hình như vậy giống như chỉ có thể gặp được ở thiên khải chiến trường. Mặc dù chúng ta rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Lợi dụng pháp trận, tiếp tục tiêu hao năng lượng của Khương Phàm và người của hắn. Chúng ta kiên trì nhiều một phần, thì sẽ có thể tiêu hao nhiều bọn hắn hơn một phần. Chờ sau khi pháp trận sụp đổ, chúng ta có thể sử dụng Hắc Ma bia kiềm chế Liệp Thần Thương, dùng Cửu Lê ma đồ dung luyện thiên địa, vây khốn Khương Phàm. Đến lúc đó các ngươi không cần phải để ý đến những chuyện khác, cứu việc săn giết những thánh vương kia. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, giết tới khi bọn hắn loạn đến phát điên, giết tới khi Khương Phàm mất khống chế. Chỉ cần Khương Phàm loạn tâm, hai kiện thần khí của chúng ta có thể triệt để khống chế Khương Phàm, thậm chí có thể giết hắn.
chỉ cần lấy được Liệp Thần Thương, lại giết Khương Phàm, mặc kệ chúng ta bỏ ra cái giá thảm liệt cỡ nào cũng đều xem như là thắng lợi. Đến lúc đó, chúng ta lui về đế tộc. Lê Vô Thương tự mình giải thích chiến thuật cùng Hoàng Kim Hư Thiên Trùng tộc trưởng của Thiên Cực Giới. Ta hiểu rất rõ Khương Phàm, chỉ cần giết đầy đủ người, hắn sẽ mất lý trí. Dưới tình huống bình thường, Khương Phàm mất lý trí đã rất khủng bố, nhưng ở nơi này, chỉ cần mất lý trí, Liệp Thần Thương cũng sẽ mất khống chế, sau đó bị Hắc Ma Bia trấn áp, bị Cửu Lê Ma Đồ luyện hóa, nếu thực sự vẫn không được. Ta sẽ dẫn bạo Cửu Lê Ma Đồ. Muốn săn giết Khương Phàm là cực khó, nhưng cũng vẫn có thể xem như là một biện pháp. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng tộc trưởng tiếp nhận đề nghị của Lê Vô Thương, dù sao tình cảnh hai bên bây giờ cũng rất bị động, cơ hồ đều là đang đứng trước kết quả bị diệt trừ, muốn thắng lợi là hoàn toàn không có hy vọng, chỉ có thể đi một nước cờ hiểm, lấy mạng đổi mạng, ngọc nát đá tan. Hai bên đều nhất trí. Thiên Cực Giới bắt đầu tiếp tục tiếp viện, nhất là Hoàng Kim Hư Thiên Trùng không gian. Ngay cả con Hư Thiên Trùng tân tấn đến cảnh giới Thánh Hoàng Cai đều tới. Số lượng Hoàng Kim Hư Thiên Trùng càng nhiều, sau khi pháp trận sụp đổ, đã có thể hiệp trợ Cửu Lê Thần Cung phản công tốt hơn, săn giết càng nhiều cường giả, cũng có thể tại thời điểm cần thiết, nhanh chóng hơn lui ra chiến trường tốt hơn. Sau một tiếng, đang lúc pháp trận của Cửu Lê Thần Cung lung lay sắp đổ, Lê Vô Thương cùng Lê Tịch Hoa vận sức chờ phát động, chuẩn bị liên thủ trùng tộc và Trấn Nam Yêu Quốc yêu tộc khởi xướng phản kích, phía ngoài lại đột nhiên ngừng tấn công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giữ vững tinh thần, bọn hắn muốn chuẩn bị một đợt tiến công cuối cùng, triệt để đánh pháp trận của chúng ta. Lê Vô Thương lập tức cao giọng nhắc nhở. Toàn lực thủ vững pháp trận, nhớ kỹ thể ước của các ngươi, nhớ kỹ sứ mạng của các ngươi. Cho dù cuối cùng chúng ta mất đi tổ địa, cũng không thể để Vinh Quang Tiên Tổ hổ thẹn. Nếu như chúng ta vứt bỏ tổ địa, tuyệt đối không phải là do chúng ta mong muốn. Nhưng điều chúng ta có thể làm được chính là bảo vệ huyết tính Cửu Lê Ma tộc, để tiên tổ biết, chúng ta không sợ cái chết, chúng ta chưa từng lùi bước. Lê Tịch Hoa, Lê Thương Mang, Diêu Lăng Vi cũng các cường giả cũng theo đó mà thét lên. Ma tộc không sợ, ma tộc không sợ, huyết chiến đến cùng, bảo vệ tổ địa. Xin thề, tồn vong cùng tổ địa. Số lượng lớn ma tộc cuồng dã gào thét, kim cương ma viên đấm ngực hét lớn. Huyết tính và cuồng tính như vậy để cửu thủ liệt dương xà và các yêu tộc đều nhận ủng hộ. Con dân niết bàn cảnh trở xuống sớm đã di chuyển, chúng ta là đã lưu lại huyết mạch Cửu Lê Ma tộc. Đợi sau khi pháp trận bị phá diệt, toàn thể xuất kích, có thể giết thì giết, không thể giết thì tự bạo cho ta. Chúng ta phải để Cửu Lê Thần Cung trở thành ác mộng vĩnh thế khó quên của Khương Phàm, chúng ta phải để trăm vạn dặm thương huyền, vĩnh viễn quanh quẩn tiếng hò hét không khuất phục của Cửu Lê Ma tộc chúng ta. Lê Vô Thương khàn giọng gào thét hòa với ma uy cuồn cuộn khắp đất trời, bao phủ cả dãy núi, kích thích tất cả ma tộc. Giống, 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 tiếng ma hống cuồng liệt chấn thiên động địa, như là muốn lật tung pháp trận. Những cường giả ma tộc lưu thủ này đều có 3/5 ký kết huyết thư, muốn huyết chiến đến cùng, 2/5 muốn tại thời khắc cuối cùng triệt để đi cùng tổ địa, nhưng dưới sự ủng hộ của Lê Vô Thương, dưới bầu không khí bị trùng kích lúc này. Bọn hắn đều nổi điên phát cuồng không ngoại lệ, quyết định tử chiến đến cùng, tuyệt đối không lùi bước. Khi vô tận ma khí bao phủ lấy dãy núi, phế tích, khi hai mắt tinh hồng lấp lóe trong hắc ám vô tận, khi 3 tầng pháp trận cuối cùng của Cửu Lê Thần Cung bành trướng ra 3 động khủng bố, bên ngoài. Lại càng an tĩnh, Lê Vô Thương và các ma tộc xuyên qua liệt diễm đang tán loạn bên ngoài pháp trận, ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài. Không có người. Lại cẩn thận tìm kiếm. Cuối bầu trời ở giữa tầm mắt giống như có những bóng người lấp lóe, đang nhanh chóng rời khỏi. Đây là xảy ra chuyện gì? Không đánh sao? Không đúng, pháp trận rõ ràng đã sắp bị công phá, chỉ cần một vòng tấn công mạnh, nhiều nhất 2 vòng, đã có thể triệt để phá vỡ pháp trận, ngay cả bọn họ cũng đều biết, Khương Phàm có thể không phát hiện được. Bọn hắn nhìn thấy trùng tộc, cho nên từ bỏ. Thánh Vương đầu tiên, Lê Thương Mang thì thào khẽ nói. Nhưng lại cảm thấy rất không thể nào, dù sao Khương Phàm vẫn còn có đám không võ của Cửu Thiên Thần giáo kia. Chẳng lẽ bọn hắn muốn mời thế giới hỗn độn đi theo? Diêu Lăng Vi cảnh giác lên. Rốt cuộc thế giới hỗn độn là cái thứ gì? Lê Cổ Xuyên khẩn trương. Sợ cái gì, lão tổ bằng vào Cửu Lê Ma Đồ, có thể hiện ra thần uy, gánh vác được thế giới hỗn độn.
Uy hiếp lớn nhất của Khương Phàm đến từ Liệp Thần Thương, mà Cửu Hoàng Hắc Ma Bia vừa hay có thể khống chế. Bên trong thâm không thiên cực giới đang di chuyển tới nơi này, bất cứ lúc nào cũng có thể phối hợp với chúng ta để phản kích. Giọng của Lê Tịch Hoa cao vút, tiếp tục ủng hộ các đại ma. Ngay lúc Cửu Lê Thần Cung lâm vào ngờ vực vô căn cứ, ngay lúc bọn người Kiều Vô Hối đều rút lui toàn bộ, Khương Phàm đã sớm ẩn núp đến trong địa tầng. Bằng vào 7, bản thân, gia tăng, cảnh giới tăng vọt đến vấn đề thần linh, thần uy cuồn cuộn, mãnh liệt mà bạo ngược, nhiệt độ nóng bỏng nóng chảy cả địa tầng. Đầu tiên, ý thức Khương Phàm đã trao đổi với sông núi rộng lớn ở Tây Bộ, dung nhập vào sâu trong đại địa mẫu khí, khống chế năng lượng tự nhiên bao la tại mặt đất, ý thức kéo lấy đất trời dài đến mênh mông, không gian hư vô mờ mịt trở nên có thứ tự, hữu hình không thể làm gì, sau đó lại chính là thâm không mênh mông, tinh thần vô tận, mặt trời cùng ánh trăng xa xôi. Khương Phàm được bao phủ ở bên trong liệt diễm đang cuộn trào mãnh liệt, thần uy cuồn cuộn, khuấy động ra khí tức huyết nhục, thân thể nhanh chóng gầy gò và suy yếu, nhưng ý thức đã bắt đầu phân ly ở bên ngoài thân thể, phiêu đáng giữa tự nhiên, như là hư vô mờ mịt, nắm trong tay tự nhiên cùng thế giới, phạm vi mở rộng đến mênh mông 10 vạn dặm. Như là chỉ cần Khương Phàm một cái ý nguyện, 10 vạn dặm sơn hà đã có thể sụp đổ toàn diện, 10 vạn dặm đất trời bị phá thành mảnh nhỏ. Hư không vô tận đều sẽ triệt để trở về hư vô. Nhưng Khương Phàm không có thương tổn kẻ vô tội, ý thức phiêu miểu ở giữa đất trời nhanh chóng khống chế phạm vi áp xúc, tầng tầng lớp lớp tụ tập lại, từ 10.000 dặm thẳng đến ngàn dặm, lại đến 3.000 dặm, rồi trở về ngàn dặm. Nếu như có ai đó nhìn trộm đại đạo ngay lúc này, nếu như có ai thôi diễn đất trời ngay lúc này, nếu có ai đó cảm ngộ tự nhiên ngay lúc này, chắc chắn, kẻ đó sẽ kinh hãi phát hiện. Tây bộ thương huyền minh mông xuất hiện đại đạo nghịch loạn quỷ dị, một bóng dáng hình người từ hư vô mờ mịt, đang nhanh chóng rõ ràng, thân hình khổng lồ không biết bao nhiêu dặm, chậm rãi nhấc ngang tay phải, xiềng xích hoành hành, đạo pháp chảy xuôi, nhật nguyệt tinh thần quay quanh ở nơi đó, sông núi vô tận uốn lượn ở nơi đó. Đất trời minh mông ngưng tụ ở nơi đó. Thần bí mà rung động. Hư vô càng kinh khủng. Càn khôn, đại táng. Tiếng Khương Phàm nhẹ giọng nỉ non vang lên trong tầng đất, quanh quẩn trong đất trời, chảy xuôi tại hư không. Hắn phát ra là âm thanh, nhưng lại đang quanh quẩn ở thế giới. Lại như là tiếng chuông tang nặng nề. Đông. Tiếng chuông tang oanh minh, vô cùng nặng, thật lâu không ngớt. Bất luận là cường giả tọa trấn Cửu Lê Thần Cung, hay là đám người thiên hậu đã rút lui, tất cả cũng đều hơi hoảng hốt, như là linh hồn đang run rẩy, sinh cơ đang tiêu tán. Trong ý thức rõ ràng bất chợt hiện ra tràng cảnh tai nạn sông núi sụp đổ, đất trời quy hư, nhật nguyệt tinh thần tiêu tan, như là thế giới đang băng diệt ở ngay trước mặt. Cứ như chỉ mới trong chớp mắt, mà lại như đã qua thật lâu, bọn hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, tiếp đó tràng cảnh hiện lên ở trong ý thức và ngay trước mặt bọn họ đều lại lấp lóe hoàn toàn giống nhau, lại càng thêm mênh mông mà rung động, khủng bố đến tuyệt vọng. Đất trời mênh mông ngàn dặm đang ầm vang sụp đổ trong tầm mắt bọn hắn. Vết nứt cuồng dã lan tràn, xé rách đại địa, dung nham bay thẳng lên trời, như nộ trào kích thiên, hà triều rừng rậm lay động lịch liệt, thiên địa sáng tỏ mà phiêu miểu cùng lúc bị phá thành mảnh nhỏ, vô hạn tinh thần cùng nhật nguyệt thần bí đều đang hiển hiện ở không trung, tiếp đó đều sụp đổ, phóng xuất ra sóng triều tai nạn vô tận khó lường. Phạm vi trong ngàn dặm, triệt để lún xuống. Mà ở ngoài ngàn dặm, 10 vạn dặm đại địa cũng đều xuất hiện trình độ dung chuyển khác biệt. Mặc dù không đến mức tuyệt vọng như thế, nhưng cũng là đất rung núi chuyển, không gian nổi lên gợn sóng, hư không hiển hiện ở trong thiên địa, nhật nguyệt tinh thần như là đồng thời được treo đầy khắp nơi. Táng diệt trung tâm, pháp trận mà Cửu Lê Thần Cung điên cuồng duy trì đã lập tức vỡ nát, hơn 200 dặm cung điện cùng ma sơn được pháp trận bao phủ xuống đều đổ sụp trong bạo động, hóa thành cuồng chiều năng lượng tàn phá bừa bãi khắp nơi. Số lượng lớn ma tộc, đại yêu, yêu trùng, đều vô tình bị nuốt hết. Bị tươi sống chôn vùi trong những tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Cứ việc có hệ thống pháp trận thay bọn hắn gánh vác một bộ phận uy lực càn khôn đại táng, nhưng bây giờ Khương Phàm lại cho thấy thần uy chân chính, mạnh xa mấy lần so với quang mang thần điện nơi đó. Ngàn dặm xung quanh Cửu Lê Thần Cung trong nháy mắt đã quy về hư vô, như là trong đất trời bao la đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen đen kịt không gì sánh được. Hơn 3/5 cường giả bị mất mạng tại chỗ, người sống sót đều bị trọng thương khác nhau. Quan trọng nhất đạo ngấn không gian, cũng triệt để vỡ vụn, cắt đứt liên hệ giữa Cửu Lê Thần Cung cùng Hắc Ma Đế Tộc và Thiên Cực Giới. Đây là năng lượng gì?
Lê Vô Thương nắm cửu lê ma đồ trong tay, trải rộng ra Cẩm Tú Sơn Hà, trước khi kịch biến ập tới hắn đã cuốn đi tất cả cường giả ở hơn 10 dặm xung quanh. Không phải bọn người Khương Phàm đã rút đi rồi sao? Đây là ai đang tấn công? Sao lại có thể làm cho cửu lê thần cung triệt để táng diệt, để thế giới sụp đổ? Diêu Lăng Vi đột nhiên nghĩ đến cuộc chiến Đại La Sơn năm đó, Khương Phàm đã từng để cho trăm dặm Sơn Hà sụp đổ, nhưng cái này... cái này cũng không chỉ là Sơn Hà sụp đổ. Chuẩn bị nghênh chiến. Lê Vô Thương khàn giọng gào thét, đung đưa cửu lê ma đồ. Cửu lê ma đồ cuồn cuộn ma khí, phạm vi tăng vọt, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, khí tức hỗn độn chảy xuôi, như là thần tôn ngủ say đang thức tỉnh. Lúc nào đám người Khương Phàm cũng có thể giết trở lại, chuẩn bị nghênh chiến. Lê Tịch Hoa nhao nhao hô to, nắm vũ khí cường hãn trong tay, cảnh giác không gian hắc ám. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều giống như đang sụp đổ, tất cả đều là hắc ám cùng khí tức tai nạn, không nhìn thấy điểm cuối cùng, cảnh tượng quỷ dị càng khủng bố. Trước đó bọn người thiên hậu rút lui đi, rất có thể là tránh khỏi loại thế công không khác tai nạn gì này, chờ sau khi cửu lê thần cung sụp đổ, lại đường cũ giết trở lại. Không có người nào dám chủ quan, đều thở hổn hển khẩn trương chờ đợi. Nhưng, chờ lại chờ. Trong bóng tối từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy một bóng người nào, cũng không cảm giác được năng lượng thế công. Là rút lui thật, hay là biến mất trong hắc ám. Lúc này, sáu hoàng kim nhãn trên đầu vị thánh hoàng cảnh hoàng kim hư thiên trùng kia đang quay mồng mồng chuyển, đột nhiên phát ra tiếng rít gào sắc nhọn. Trở về viện binh thiên cực giới, trở về, thiên cực giới, Khương Phàm chạy đến thiên cực giới. Bọn người Diêu Lăng Vi lập tức có phản ứng. Lê Vô Thương tranh thủ thời gian ngăn cản Hoàng Kim Hư Thiên Trùng muốn rời khỏi. Trước tiên không nên vọng động, Khương Phàm chỉ là đang đợi năng lượng tiêu tán, lúc nào cũng có thể giết tới. Thánh Hoàng Hư Thiên Trùng lo lắng nói. Khương Phàm cắt đứt đường hầm hư không bị chôn vùi, toàn bộ đạo ngấn không gian đã bị hủy. Liên hệ giữa nơi này và thiên cực giới, còn có Hắc Ma đế tộc, toàn bộ đều đã gãy mất. Lê Vô Thương nghiêm túc quát tháo. Hắn cắt đứt liên hệ, chỉ là vì vây khốn chúng ta. Không, hắn đang đi tới thiên cực giới. Hắn khẳng định là đang đi tới thiên cực giới. Các ngươi đều đi qua cùng chúng ta, nhanh nhanh nhanh. Khương Phàm đánh nửa ngày, đột nhiên quay đầu đi thiên cực giới. Điều đó là không thể nào, hắn thật sự là đang đợi năng lượng tiêu tán. Các ngươi có đi hay không? Vì để trợ giúp các ngươi, chúng ta đã điều tới hơn phân nửa lực lượng của thiên cực giới. Bây giờ Khương Phàm chạy tới thiên cực giới, các ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta. Tỉnh táo, ngươi chỉ là bởi vì đột nhiên cắt đứt liên lạc, hoảng hốt mà thôi. Các ngươi có đi hay không? Thánh Hoàng Hư Thiên Trùng nghiêm nghị quát hỏi. Đừng làm rộn, ngươi làm rõ ràng tình huống trước rồi lại nói. Lê Vô Thương cũng nổi giận, bọn côn trùng này làm việc qua loa như thế sao? Hay là cảm giác tình huống không ổn, cố ý muốn tìm cớ rút lui? Rút lui. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng bi phẫn nhìn Lê Vô Thương, thét lên ra lệnh tất cả Hư Thiên Trùng mang lên trùng tộc cùng và đám yêu thú của Trấn Nam Yêu Quốc may mắn còn sống sót, toàn bộ xâm nhập hư không. Rút lui. Cửu thủ liệt dương xà rất quả quyết, hưởng ứng trước tiên. Kỳ thật nó đồng ý với quan điểm của Lê Vô Thương, Khương Phàm hẳn là đang đợi năng lượng tản ra, nhưng... sóng chiều hủy diệt vừa rồi quá kinh khủng, ở lại nơi này chỉ có thể chờ đợi chết. Vẫn thiên cực giới càng an toàn. Không được đi, không được đi, các ngươi đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lê Vô Thương lo lắng gào thét, nhưng căn bản không ngăn được trùng tộc. Trùng tộc nhao nhao rời khỏi cửu lê ma đồ, vượt qua hư vô, thẳng đến thiên cực giới. Đám côn trùng đáng chết, đầu tiên là pháp trận không gian dễ dàng sụp đổ, bây giờ là thời khắc mấu chốt lại muốn chạy. Vốn đã biết bọn côn trùng này không đáng tin cậy mà. Lê Thương mang tức giận, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể khiển trách toàn tộc tiếp tục đề phòng, quyết tử chiến cùng Khương Phàm. Bọn người Diêu Lăng Vi nhắc nhở nhau sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẻ mặt lại đều nghiêm trọng phức tạp. Mặc dù đã chuẩn bị tốt huyết chiến đến cùng, muốn ngọc tan đá vỡ cùng đám người Khương Phàm kia, dùng máu tươi bảo vệ cửu lê ma tộc vinh quang. Nhưng, không có Hoàng Kim Hư Thiên Trùng hiệp trợ. Bọn hắn còn có thể săn giết đám thánh linh cùng thánh vương dưới trướng Khương Phàm kia sao? Không có ưu thế vượt qua không gian, bọn hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị vây bắt đồ sát.
thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, trong thâm không hắc ám tĩnh mịch từ đầu đến cuối không có bất luận cái ánh sáng gì xuất hiện, cũng không có bất cứ năng lượng ba động nào. Lê Vô Thương khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Khương Phàm thật sự đang đi tới thiên cực giới? Đánh nửa ngày, nói từ bỏ đã từ bỏ rồi. Xem ra Khương Phàm vẫn kiêng kỵ cửu hoàng hắc ma bia. Đó không chỉ là do hắc ma đế tộc chế tạo vì để áp chế Liệp Thần Thương, càng quan trọng hơn là phía trên có đế huyết. Khẳng định là Khương Phàm đã dự đoán được vấn đề này, cho nên sau khi đột nhiên phát hiện thiên cực giới càng suy yếu, hắn đã quả quyết từ bỏ nơi này. Thánh Vương đầu tiên, Lê Thương Mang nói. Lão Tổ, nếu như Khương Phàm thật chạy tới thiên cực giới, lấy tình huống nơi đó, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Diêu Lăng Vi cau mày. Thiên cực giới là pháo đài không gian, mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng đối mặt với cửu thiên thần giáo cùng thế giới hỗn độn, thật đúng là không có bao nhiêu ưu thế. Bây giờ Khương Phàm mang theo toàn bộ bọn Thánh Hoàng cùng Thánh Vương này giết qua, chỉ sợ thiên cực giới thật không kiên trì nổi bao lâu. Chờ sau khi bắt lấy thiên cực giới, bọn hắn còn có thể phục kích nhóm chủng tộc gấp rút tiếp viện tại hư không này. Nếu như không có gì quá bất cẩn, thiên cực giới cùng chủng tộc. Xong. Một từ cuối cùng của Diêu Lăng Vi để trái tim đại ma xung quanh bọn họ đều là co rụt lại. Cũng không phải e ngại, mà là bi thương, đã từng là hoàng đạo hùng bá một vực, không ai bì nổi, mà ở trước mặt Khương Phàm, kẻ đang quét ngang chiến trường Thương Huyền, vậy mà lại yếu ớt đến không chịu được một kích. Mặc kệ trước đó cường hãn bao nhiêu, mặc kệ trước đó thần bí bao nhiêu, thì đứng trước thực lực tuyệt đối, rất có thể nói hủy diệt là hủy diệt. Lê Tịch Hoa lấp lóe ánh mắt, đề nghị. Lão Tổ, chúng ta ở lại tiếp tục tử chiến cùng Khương Phàm, hay là rút lui, không phải ta sợ chết, mà là giống như không có ý nghĩa gì. Lê Vô Thương trầm mặc, đúng vậy, ở lại tử chiến còn có ý nghĩa gì? Trước đó là không nguyện ý từ bỏ tổ địa, càng đang mong đợi có thể liên thủ cùng thiên cực giới, hung hăng giáo huấn Khương Phàm. Nhưng bây giờ, tình thế lại liên tiếp kịch biến, tổ địa không còn nữa, thiên cực giới lúc nào cũng có thể hủy diệt, cho dù bọn hắn ở lại nhất quyết tử chiến, giống như đều mang đến cho Khương Phàm không được bao nhiêu thương vong. Các đại ma may mắn còn sống sót đều nhìn Lê Vô Thương, chờ đợi Lão Tổ quyết định. Nếu như Lão Tổ nói muốn tử chiến đến cùng, bọn hắn không còn lời nào để nói, vì ma tộc kiêu ngạo, vì vinh quang thiên tổ, chết ở chỗ này cũng đều sẽ không oán trách không hối hận. Nếu như Lão Tổ nói muốn rút lui, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Sau khi dẫn phát càn khôn đại táng, Khương Phàm đã nhanh chóng niết bàn trở lại đỉnh phong, đuổi kịp thế giới hỗn độn đang hoành hành trong hư không, lao thẳng đến thiên cực giới. Bọn người Kiều Vô Hối đều làm cho bầu không khí tăng vọt, mặc dù đánh nửa ngày lại đột nhiên rút lui, trong lòng không khỏi có chút uất ức. Nhưng, bọn hắn đã thấy được cửu lê ma tộc điên cuồng, bây giờ cường công chỉ có thể buộc đám đại ma kia cùng chết với nhau, trấn nam yêu quốc và yêu trùng càng là nguy hiểm, còn không bằng thừa dịp thiên cực giới không sẵn sàng, triệt để nuốt lấy nơi đó. Ngẫm lại tài nguyên của thiên cực giới, ngẫm lại rất có thể thực sự tồn tại di cốt cự thú hư không, bọn hắn đều cảm thấy hưng phấn. Tài nguyên nơi đó đối với Đông Hoàng tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên thật sự, có thể làm cho thực lực Đông Hoàng tộc bạo tăng, đây đối với hậu kỳ chiến tranh là quá quan trọng. Chỉ mong Đông Hoàng càn có thể ngăn cản thiên cực giới. Khương Phàm điều trị trạng thái, vừa chờ mong lại càng khẩn trương. Vết tích không gian bị cắt đứt, thiên cực giới nhất định đã phát giác được vấn đề, nếu như nổi điên rút lui, tránh thoát khỏi bọn người Đông Hoàng càn, muốn lại vây bắt thiên cực giới chỉ sợ cũng phải chờ tới khi Thương Huyền bạo phát chiến tranh. Sớm tại nửa ngày trước, sau khi Cửu Lê Thần Cung khẩn cấp cầu viện, thiên cực giới đã bắt đầu chạy tới Cửu Lê Thần Cung. Hình dáng chỉnh thể của thiên cực giới đạt tới hơn 8.000 dặm, gần với xí thiên giới. Xa xa nhìn lại tựa như là một con cự thú hư không khổng lồ hoành hành trong thâm không, cố che giấu bóng dáng, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Bọn chúng đã điều hơn nửa lực lượng tới, hẳn là có thể trợ giúp cửu lê ma tộc ổn định pháp trận, kiên trì đến khi bọn chúng đuổi tới. Đến lúc đó, nếu như tình huống nguy cấp, bọn chúng cũng có thể lập tức nối liền với cửu lê ma tộc, nhanh chóng rút lui, nếu như là đang hỗn chiến, bọn chúng sẽ tìm cơ hội hiệp trợ phản kích, trọng thương bọn người Khương Phàm. Sau đó lại rút lui. Nhưng, bọn hắn đã bị đám người Đông Hoàng càn tập trung vào, sau khi thiên cực giới bắt đầu di chuyển không lâu, đã ngang nhiên phát công mạnh. Đây là hư thiên linh văn cùng như ý linh văn liên hợp hành động hiếm thấy,
bất luận là từ quy mô, hay là phối hợp, đều có thể xưng số một những năm gần đây của Cửu Thiên Thần Giáo. Được Đông Hoàng Càn dẫn đầu, Đông Hoàng tộc thôi phát hư thiên linh văn, liên hợp dung chuyển không gian, diễn biến hư không loạn lưu, vòng xoáy hư vô, xiềng xích hư không, hư thiên đại thủ ấn, cùng vạn tượng tinh giới và các loại võ pháp cường hãn, lợi dụng năng lượng hư không mênh mông bát ngát, cưỡng ép chặn đánh thiên cực giới đang hoành hành. Được Lan Độ cầm đầu, Lan gia thôi phát nhị ý linh văn, lấy vô thượng tâm niệm hải, thôi diễn vạn pháp vạn đạo, ngưng tụ cầu vượt như ý, hoành giá từ giữa thế giới thật cùng không gian hư vô, mượn tới uy lực đất trời vô tận. Bọn hắn đứng tại như ý trên thiên kiều, kích phát linh văn chí cường. Từ thế giới thật sự mượn tới một hạt bụi, đã có thể diễn hóa thiên sơn cự nhạc, mượn tới một giọt nước, đã có thể thôi phát đại dương bao la, mượn tới một sợi kinh khí, đã có thể dung chuyển nhật nguyệt tinh thần, mượn tới một sợi đại thế, đã có thể thôn thiên nạp địa. Lan Độ, Lan Quỳ và các thánh vương, càng là thiêu đốt sinh cơ, kích phát tinh huyết sinh mệnh, diễn biến như ý huyết kiếm, nhất huyết nhất thiên địa, nhất kiếm nhất thế giới, phách trảm thiên cực giới. Đông Hoàng tộc cùng Lan gia liên thủ chặn đánh, hạn chế tốc độ di chuyển của thiên cực giới cực lớn. Tuy nhiên, giới chủ tọa trấn thiên cực giới ngược lại cũng không phải quá gấp. Bởi vì Khương Phàm lại đều ném Cửu Thiên Thần Giáo tới hư không tới. Không có loại linh văn như ý linh văn có thể mượn dẫn thiên thế này diễn biến vạn pháp cường hãn hiệp trợ, không có loại không gian linh văn như hư thiên linh văn mạnh nhất thương huyền này phối hợp, thực lực tổng hợp của bọn người Khương Phàm tương đương hạ xuống 1/5, mà tính nguy hiểm thì lại hạ xuống 2/5. Tương phản, Cửu Lê Ma tộc lại được Trấn Nam Yêu Quốc và Hoàng Kim Hư Thiên Trùng trợ giúp, sẽ có thể khống chế quyền chủ động trên chiến trường. Cho nên, bọn chúng cứ trực tiếp xông vào phía trước, còn không bằng ngăn chặn Cửu Thiên Thần Giáo ở trong hư không. Cứ như vậy, sau khi thiên cực giới lo lắng đánh một lúc thì đã dần dần thả chậm tốc độ. Mặc dù vẫn xông về phía trước, nhưng không nhanh không chậm, chính là lợi dụng hệ thống phòng ngự của thiên cực giới, tiêu hao năng lượng của Cửu Thiên Thần Giáo. Nhưng, sau khi tình huống như vậy kéo dài sau 3 giờ ngắn ngủi, tòa tế đàn không gian nội bộ thiên cực giới kết nối với Cửu Lê Thần Cung kia đột nhiên ảm đạm, mang ý nghĩa liên hệ giữa nhau đã bị cắt đứt. Bọn chúng rõ ràng đã liên tục ra cố con đường này, Đông Hoàng tộc lại đang nơi đây, ai có thể hủy đạo ngấn của bọn chúng? Chiến trường Cửu Lê, đã xảy ra chuyện gì? Giới chủ thiên cực giới ý thức được không ổn, tế đàn bị hủy, mang ý nghĩa đường lui của Cửu Lê Thần Cung đã bị cắt đứt. Nhưng bọn chúng không chỉ có an trí tế đàn không gian trong Cửu Lê Thần Cung, còn bố trí mấy cái không gian mê xào trong hư không gần đó, cũng đều kết nối với thiên cực giới. Bảo đảm thời điểm chiến trường xuất hiện ngoài ý muốn không thể nghịch chuyển, chủng tộc bọn chúng có thể kịp thời rút lui. Kết quả, toàn bộ đều bị tiêu tán mất. Trong chớp mắt, toàn bộ đều đã bị chôn vùi rồi. Giới chủ thiên cực giới lập tức thét lên ra lệnh, dùng tốc độ cao nhất trùng kích, không tiếc cái giá đuổi tới Cửu Lê Thần Cung. Mặc kệ nơi đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, đầu tiên phải tiếp tộc nhân bọn chúng đi. Nhưng, bọn chúng muốn đi qua. Đông Hoàng Càn há có thể đồng ý. Đội hình 2 vị Thánh Hoàng, 7 vị Thánh Vương, Cửu Thiên Thần Giáo tuyên cáo với thiên cực giới thực lực chân chính của thời đại vô thần. Thời điểm hai bên đang đánh túi bụi, thâm không đột nhiên sôi trào lên mê quang hỗn độn sáng chói. Thế giới hỗn độn đã chạy tới. Từ hư vô đến chân thực, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, giống như là một vòng liệt dương thật lớn, đột nhiên vắt ngang ở trước mặt thiên cực giới. Hình dáng kinh khủng để thiên cực giới trở nên nhỏ bé mà yếu ớt. Lão côn trùng, chúng ta lại gặp mặt. Khương Phàm, Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Hồng Hoang Thiên Long, Kim Ô, Ngưu Chính Nguyên, 8 vị Thánh Hoàng, rời khỏi thế giới hỗn độn, từ 8 phương vị bao vây thiên cực giới. Bạch Tai và các Thánh Linh Thánh Vương theo sát ở phía sau, liên tiếp lao ra, đồng thời giải thích nguyên nhân cùng đám người Đông Hoàng Càn. Hư Thiên Trùng lão tổ liên tục lắc lư 6 con mắt, khiếp sợ trước sự khủng bố của thế giới hỗn độn, càng khiếp sợ trước năng lượng của Khương Phàm và đám người của hắn. Mặc dù từng nghe nói thế giới hỗn độn cường đại, mặc dù đã nghe nói thực lực đội hình của Khương Phàm tại Cửu Lê Thần Cung, nhưng nghe là nghe, thấy là thấy, cho đến khi thật sự thấy thế giới hỗn độn cùng bọn người Khương Phàm xuất hiện ở bên ngoài, năng lượng khủng bố tràn ngập đất trời, cơ hồ trong chớp mắt đã liền muốn đánh nát niềm tin của nó. Hàng tỷ chủng tộc bên trong thiên cực giới đều loạn cả lên, đều bối rối tung trong không gian ngang 8.000 dặm. Dắt lấy thiên cực giới, cố định ở trong hư không cho ta.
Đông Hoàng Càn cao giọng thét lên ra lệnh, trước tiên đã diễn biến ra xiềng xích không gian, một mặt kết nối hư không vô hạn, một mặt quấn lấy thiên cực giới đang tiến vào không gian mê xào. Đông Hoàng toại theo sát ở phía sau, thét lên ra lệnh cho tất cả không võ, liên hợp xen lẫn xiềng xích không gian, ngăn chặn thiên cực giới. Không nên gấp gáp, chờ ta đục cho nó cái động. Khương Phàm triệu ra Liệp Thần Thương, chỉ tới thiên cực giới ở phía xa. Hắn còn tham luyến xương thú trong hư không đỡ, cũng không muốn bị bọn người Kiều Vô Hối chém nát thiên cực giới. Tốt nhất là dùng Liệp Thần Thương đánh cho nó cái động, sau đó giết từ cửa hang đi đến, chuyển rời chiến tranh đến nội bộ. Bảy bản thân điệp ra, cảnh giới của Khương Phàm được tăng vọt, cường thế bước lên cảnh giới thần linh. Liệp Thần Thương cảm nhận được chiến ý cùng thực lực của Khương Phàm, cứ như là sát thần khôi phục, bộc phát ra cuồng chiều sát lục, huyết văn ở mặt ngoài như là những con sông máu lao nhanh, tàn hồn thần ma đang yên lặng gào thét giữa càn khôn. Hư Thiên Trùng lão tổ điên cuồng rít gào, mặc dù không biết bây giờ là cục diện gì, nhưng nó tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, càng tin tưởng thực lực của cái pháo đài di động thiên cực giới này. Ầm ầm, thiên cực giới mãnh liệt lắc lư, giống như là một con cự thú hồng hoang đang vùng vẫy giấy chết, nhấc lên sóng chiều hư không, chấn vỡ nát số lượng lớn xiềng xích không gian. Ngăn chặn nó, Đông Hoàng Càn uy nghiêm hô to, giống như săn giết cự thú tiên dân hoang cổ, tóc dài bay loạn, trợn mắt trừng trừng, xiềng xích quấn quanh hai tay, điên cuồng kéo lấy thiên cực giới đang bạo động. Bọn người Đông Hoàng toại đều đại tác cuồng tính, không để ý tiêu hao mà kích phát năng lượng, mỗi người đều như là hóa thành vòng xoáy hư không, không ngừng liên tục mượn tới năng lượng từ thâm không, diễn biến xiềng xích hư không, quấn lấy thiên cực giới. Thiên cực giới càng ngày càng giãy giụa mãnh liệt. Hư Thiên Trùng lão tổ tự mình khống chế, điên cuồng trùng kích, nhưng cũng có chút luống cuống. Trong khoảng thời gian này bọn chúng đã trưởng thành rất nhanh, đầu tiên là tài nguyên tại Thiên Trụ Sơn, sau đó lại là tài nguyên lừa gạt từ Long tộc, lại tính thêm cả đám yêu tộc của Trấn Nam yêu quốc, thực lực tổng hợp đã tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Hai Thánh Hoàng, 12 Thánh Vương. Đây là thực lực chưa từng có, để bọn chúng trở nên cực tự tin, mới chủ động liên hệ Cửu Lê Thần Cung. Nhưng bây giờ, một nửa cường giả đã gấp rút tiếp viện Cửu Lê Thần Cung, bọn chúng lại về tới trạng thái trước đó. Đáng chết, đáng chết. Hư Thiên Trùng lão tổ càng ngày càng luống cuống, thiên cực giới di chuyển càng ngày càng chậm chạp, giờ khắc này nó thậm chí còn nghĩ đến thoát khỏi, trước khi bọn người Khương Phàm giết tiến đến, đào vong đến Long tộc từ mật đạo hư không. Nhưng, nó làm sao có thể bỏ qua thiên cực giới, đây chính là lãnh địa mà trùng tộc đau khổ gầy dựng 30.000 năm, há có thể nói từ bỏ là bỏ được. Thử lại lần nữa, lại kiên trì. Hư Thiên Trùng lão tổ rít gào, nhắc nhở tất cả sung túc liên hợp thôi động bình chướng không gian của thiên cực giới. Toàn thể chuẩn bị. Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh, bọn người thiên hậu liên tiếp chuyển rời đến sau lưng Khương Phàm. Nơi này không giống với Cửu Lê Thần Cung, không có Cửu Hoàng Hắc Ma Bia uy hiếp, Liệp Thần Thương có thể làm càn từ đầu đến cuối. Liệp Thần Thương tăng vọt quy mô, thẳng tới ngàn trượng, sát khí vô biên, thâm không vô tận như là lâm vào sắc đỏ quỷ bí, như là hoàn toàn đặt vào thế giới sát lục của Liệp Thần Thương. Một loại xiềng xích xiết chóc không cách nào nói rõ, vô hình vô chất, lại giống như là tồn tại chân thực. Ầm ầm, răng rắc, Liệp Thần Thương bạo kích thâm không, nhanh chóng xoay tròn, nhấc lên sóng chiều phá diệt cửu thiên, dễ như trở bàn tay đánh vỡ vụn không gian mê xảo xung quanh thiên cực giới, thẳng tới bản chất. Một tiếng vang giòn, bình chướng nội bộ thiên cực giới truyền ra tiếng nứt giòn vang, bị đánh ra một mảnh phá toái, Liệp Thần Thương giống như là sát thần táo bạo, thẳng tới nội bộ thiên cực giới. Tốt! Khương Phàm phấn chấn, Liệp Thần Thương thật không có để hắn thất vọng. Bản thân tăng cường gấp 7, tương đương với thần linh chân chính, uy lực của Liệp Thần Thương đã đơn giản là thiên khải. Giết! Kiều Vô Hối, Khương Quỳ bạo tạc trong nháy mắt, theo sát Liệp Thần Thương đánh xuyên qua con đường, hóa thành Phượng Hoàng nhanh chóng đuổi giết thiên cực giới. Thỏa thích giết cho ta, đừng cho bọn chúng trốn tới Long tộc. Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước, đuổi giết thiên cực giới. Hắn cũng không phải là rất lo lắng việc trùng tộc sẽ rút về Long tộc, theo hắn biết, mặc dù con đường không gian giữa thiên cực giới cùng Long tộc rất thần bí và kiên cố, nhưng bọn côn trùng này không hy vọng nhận Long tộc nghịch tập, cho nên con đường kia thiết trí rất hẹp, một lần chỉ có thể vượt qua mấy kẻ, mà năng lượng tiếp nhận cao nhất mỗi lần là một cái Thánh Hoàng. Đương nhiên cũng có một loại thuyết pháp,
con đường không gian giữa chủng tộc cùng long tộc quá đặc biệt, có thể bảo đảm bất luận thiên cực giới di chuyển như thế nào, đều có thể đi thẳng tới long tộc. Cho nên con đường này rất khó thiết trí quá hùng vĩ, cũng chỉ cho phép số lượng có hạn. Khương Phàm, chúng ta hợp tác, chúng ta có thể hợp tác. Khi Khương Phàm giết đến thiên cực giới, cách rất xa đã khóa chặt hư thiên trùng lão tổ, nó lập tức giãy giụa thỏa hiệp. Nhưng, Khương Phàm vỗ cánh bạo kích, không nói lời nào, chỉ có săn giết. Hư thiên trùng lão tổ nhìn Phượng Hoàng, Kim Ô cùng Thiên Long liên tiếp tràn vào, nhìn liệt diễm cùng long khí tràn ngập đất trời, nó cảm thấy trước nay chưa từng có tức giận và tuyệt vọng. Thiên cực giới hết rồi sao? Thiên cực giới cứ hết thật đơn giản như vậy sao? Là thiên cực giới yếu ớt hơn so với mình tưởng tượng, hay là do bọn người Khương Phàm đã mạnh đến mức bọn chúng căn bản là không có cách nào để chống cự? Giới chủ, chúng ta, rút lui sao? Số lượng lớn hoàng kim hư thiên trùng tụ tập đến xung quanh giới chủ, không còn là kiêu ngạo thường ngày, mà đều là bối rối lo lắng. Thiên cực giới lại bị một kích đánh vỡ, cái này thật sự là khó mà tiếp nhận nổi, càng là đã đánh tan lòng tin của bọn nó. Bây giờ thiên cực giới đã bị phá, càng ngày càng nhiều cường giả giáng lâm tới thiên cực giới, liệt diễm đốt cháy rừng rậm, hòa tan cả núi cao, tôn chu tức kinh khủng Khương Phàm kia đang đánh vỡ nát xiềng xích không gian nội bộ thiên cực giới, nhanh chóng tới gần phía bọn chúng nơi này, thiên cực giới đang gặp phải tai họa ngập đầu, bọn chúng đều không muốn kiên trì thêm nữa. Sáu hoàng kim nhãn trên đầu hư thiên trùng lão tổ vòng rồi lại vòng, nó phát ra tiếng hét thê lương. Khương Phàm, sau này chúng ta còn gặp lại, rút lui, rút lui. Hoàng kim hư thiên trùng đã không lo được tiếp dẫn trùng tộc nơi khác, lập tức theo giới chủ tiến vào động quật ở sau lưng. Nơi đó chính là tế đàn thần bí sâu chuỗi với long tộc. Là đầu cự thú hư không làm cơ sở, chủ hoạch kiến lập tế đàn cường đại, cái con đường thần bí đạo truyền thuyết kia chính là từ chỗ mi tâm hư không thú đánh đi ra, đó là hư vô thiên nhã của hư không thú mạnh nhất. Ta đi trước. Các người đuổi theo, có thể đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, trước khi đi. Nổ thiên cực giới cho ta. Giới chủ giữ tợn gào thét, tha rằng hủy đi nơi này, cũng tuyệt đối không thể để cho Khương Phàm có được thiên cực giới. Nhưng, ngay một khắc này, một loại khí tức sát lục quỷ dị trong lúc bất chợt truyền vào động quật, giống như là xiềng xích vô hình, quét ngang tất cả hoàng kim hư thiên trùng, bọn chúng run rẩy sợ hãi, hồi hộp, như là bị tử vong pháp tắc chọn chúng. Liệp thần thương. Giới chủ bỗng nhiên biến sắc, dứt khoát quyết nhiên nhảy lên tế đàn. Ầm ầm, liệp thần thương bị Khương Phàm điên cuồng thôi động, đánh xuyên hơn 5.300 dặm, vỡ nát không gian ngăn trở, đánh vào hầm đá, cuồng chiều sát lục bạo động như đại dương, trong chốc lát lấp đầy động quật, đánh thẳng vào tất cả hư thiên thú trong động quật. Hư thiên trùng lão tổ không để ý tộc đàn sống chết, ngay giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, nó khởi động tế đàn, biến mất trong nháy mắt. Bên ngoài thiên cực giới, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Càn đều cau mày điều tra hư không. Mặc dù bọn hắn nhìn như điên cuồng kéo lấy thiên cực giới bạo động, nhưng ý thức từ đầu đến cuối vẫn đang lưu ý lấy hư không ba động, chờ đợi cái kia đạo trong truyền thuyết thần bí con đường. Giờ phút này, trong nội bộ thiên cực giới, tế đàn không gian mở ra trong chốc lát, một mảnh mê quang yếu ớt lóe lên một cái rồi biến mất, kéo đến cự long đại lục. Bên trong cuồng chiều năng lượng vặn vẹo xung quanh thiên cực giới, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, dưới hào quang sáng chói của thế giới hỗn độn chiếu ứng, càng giống như ánh sáng của đom đóm, nhưng... Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại ngưng tụ ánh mắt, đồng thời khóa chặt mảnh mê quang kia. Chém! Đông Hoàng Càn bỗng nhiên giơ cánh tay phải đang được vận sức chờ phát động lên, thần huyết sôi trào, thần uy cuồn cuộn, một thanh đại đao hư không vô hình như ngân hà trút xuống, như lũ ống dẫn bạo, hoành không mà đi trong nháy mắt. Bổ về phía mảnh vết tích kéo dài mê quang kia. Đông Hoàng Toại kích phát tài quyết hoàng kiếm đồng thời cũng bộc phát, hắn còn bí mật dẫn dắt xen lẫn đạo ngấn không gian, phán quyết xiềng xích trong tích tắc trải rộng ra hư không, xiềng xích như kiếm, chém chết vạn đạo, phán quyết sinh tử, cũng liên tiếp bạo kích đến mảnh mê quang kia. Giới chủ khi thiên cực giới bi phấn cưỡi trên mê quang, chuẩn bị lúc rời khỏi, mê quang rung động kịch liệt, dập tắt ngay tại chỗ, ngay sau đó giống như là con sông bị ngăn nước. Lan tràn ra vô số nhánh sông, hư thiên trùng lão tổ vừa mới xông ra thiên cực giới, cứ bại lộ trong hư không như vậy. Giết! Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại cuồng dã tấn công, liên thủ đuổi giết giới chủ. Như ảnh, ngăn nó lại. Đông Hoàng Trấn Nguyên cũng lập tức tách xiềng xích ra, thét lên ra lệnh cho Đông Hoàng Như Ảnh,
tiếp viện Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại. Lão yêu này là hư thiên trùng, cường giả hư không trời sinh, tựa như là cá bơi trong nước, so với những ngư dân biết bơi như bọn hắn đây đều có thể mạnh hơn nhiều. Sau khi Khương Phàm chu diệt hư thiên trùng tộc trong động quật, hắn liền bay lên không rời khỏi, vào tới bên ngoài chặn đánh hư thiên trùng lão tổ, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở bọn hồng hoang thiên long đang giết đỏ mắt, không cần phá hư quá mức. Bảo bối nơi này nhiều lắm, nhất là loại hình tinh thạch hư không, đều là chân bảo ở bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể giữ lại một chút thì tốt hơn một chút. Hỗn chiến nội bộ cùng ngoại bộ thiên cực giới đều không có bao nhiêu lo lắng. Sau khi thanh lý hàng tỷ trùng tộc ở trong đó, Khương Phàm đã phối hợp với đám người Đông Hoàng Càn, cũng chém giết hư thiên trùng lão tổ ở trong hư không. Trận chiến này, toàn thắng. Bọn hắn không có vội vã thanh lý tài nguyên, cũng không có rời khỏi, mà là ẩn nấp tung tích, đang mong đợi đám yêu trùng thiên cực giới tiếp viện Cửu Lê Thần Cung có thể gấp trở về, vừa vặn đến tận diệt. Đám trùng tộc kia không có để bọn hắn thất vọng, xác thực đã trở về. Không chỉ có trở về, còn mang theo các đại yêu trấn Nam yêu quốc trở về. Một trận vây bắt không chút lao nghĩ, bộc phát tại hư không. Mặc cho trùng tộc tức giận như thế nào, các đại yêu khẩn cầu như thế nào, cuối cùng đều không có một kẻ nào thoát khỏi vận mệnh bị giết. Bởi vì, Lan Nặc trong thiên cực giới đã tìm được vạn linh huyết thụ đã không còn khí tức. Thù này, nhất định phải báo. Sau khi thế giới hỗn độn chậm rãi nuốt lấy thiên cực giới, bọn hắn đã nhanh chóng di chuyển, lao thẳng đến Cửu Lê Thần Cung. Liên hệ giữa Cửu Lê Thần Cung cùng Hắc Ma Đế tộc đã gãy mất, bọn chúng hoặc là ở lại chờ chết, hoặc là chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mặc kệ là ở lại hay là chạy trốn, nếu không có Hoàng Kim Hư Thiên Trùng phối hợp, tất cả đều là uy hiếp lớn. Điều mà Khương Phàm mong đợi nhất là Cửu Lê Ma tộc kéo dài huyết tính trước đó, ở lại cùng bọn hắn đánh nhau đến sống chết. Nhưng, bọn hắn đã thất vọng. Khi thế giới hỗn độn quay về Cửu Lê Thần Cung, Hắc Ám Hư Vô vẫn kéo dài nghìn dặm ở nơi này, xung quanh cũng không có bóng dáng Cửu Lê Ma tộc. Cửu Lê Ma tộc chạy rồi. Khương Phàm cảm ngộ trời đất, dò xét tung tích Cửu Lê Ma tộc, nhưng không có bất cứ phát hiện gì. Thiên Hậu nói, nếu như là chàng, gặp phải truy sát, chàng sẽ làm như thế nào? Khương Phàm trả lời, cùng nhau chạy trốn thì nguy hiểm quá lớn. Nếu bị khốn trụ chính là kết quả tiễu trừ, cho nên hai lựa chọn, một là kiến tạo giả tượng di chuyển toàn thể, chạy tới Tây, ngoài ra còn lựa chọn một bộ phận tộc nhân tư chất tốt, mang theo vũ khí cùng bảo vật truyền thừa, rời khỏi từ các khác phương vị. Hy sinh làm cái giá cho số lượng lớn còn lại, bảo toàn một phần nhỏ, cũng là bộ phận quan trọng. Cái thứ hai, chia 5 chi đội ngũ, thậm chí là càng nhiều hơn, do Thánh Vương cùng Thánh Hoàng dẫn đội, riêng mình mang theo một nhóm người. Có thể sống một nhóm là tốt một nhóm. Cửu Lê Ma tộc thống trị Tây Bộ trên vạn năm, không chỉ đều rất quen thuộc mỗi mảnh thổ địa nơi này, mà cũng có rất nhiều người bí mật ủng hộ, cho nên mặc kệ là lựa chọn thứ nhất hay là lựa chọn thứ hai, hẳn là đều có thể thành công bảo toàn một nhóm tộc nhân. Nhưng ta càng có khuynh hướng về lựa chọn thứ hai. Bọn hắn phân tán chạy trốn, chúng ta sẽ phải phân tán đuổi bắt, như thế này sẽ có thể phá giải lực lượng của chúng ta cực lớn. Nếu như ai bất hạnh gặp phải lão ma đầu Lê Vô Thương kia, bằng vào Cửu Lê Ma đồ cùng Hắc Ma bia trong tay, hắn cũng có thể chạy thoát. Ngươi Liệp Thần Thương, không cảm giác được Hắc Ma bia sao? Thiên Hậu đồng ý với phỏng đoán của Khương Phàm, lựa chọn thứ hai không thể nghi ngờ là sách lược đào vong tốt nhất trước mắt. Không có bất kỳ cảm ứng gì. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu. Là khoảng cách quá xa. Có khả năng. Khương Phàm có thể thuận lợi mà còn chỉnh bắt lấy thiên cực giới, hắn đã vô cùng hài lòng, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận việc toàn thể Cửu Lê Ma tộc đào thoát. Ai, lúc ấy để lại mấy người nhìn là được rồi. Hồng Hoang Thiên Long ở bên cạnh tự nói. Đừng cho rằng ngươi thông minh, trước khi Cửu Lê Ma tộc phân tán thoát khỏi, khẳng định đã tiến hành một trận quét sạch đối với xung quanh, lấy thực lực của bọn hắn, xem như để lại Thánh Hoàng nhìn chằm chằm, cũng có thể bị kéo đi ra giết chết. Mặc dù Kim Ô trợn trắng mắt, Cửu Lê Ma tộc e ngại Khương Phàm, nhưng tuyệt đối không e ngại bất cứ thánh hoàng nào khác. Cửu Lê Ma đồ có thể hiện ra thần uy, là thần uy chân chính, Cửu Hoàng Hắc Ma bia càng là danh xưng trọng khí phòng ngự mạnh nhất ma tộc. Hướng Vãn Tình đâu, không phải ngươi còn có giấy vàng của Tổ Sơn sao, đốt đi nhìn, chỉ phương hướng cho chúng ta. Hồng Hoang Cự Long đột nhiên quay đầu,
nhìn về hướng Hướng Vãn Tình. Chỉ kẻ nào? Chỉ lão ma đầu Lê Vô Thương kia thôi. Bây giờ Lê Vô Thương cách chúng ta hơn vạn dặm, là hơn vạn dặm đấy, sát sinh tiễn đánh tới đâu, người từ nơi này có thể nhìn thấy sao? Sát sinh tiễn khẳng định giết không chết loại thánh hoàng đỉnh phong kia, bây giờ phát xạ đi qua sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, hắn sẽ một bên thay đổi phương hướng, một bên chữa thương, chờ thời điểm tìm tới, đoán chừng hắn cũng đã khỏi hẳn rồi. Hướng Vãn Tình lắc đầu, nói. Chúng ta vẫn tìm trước xem, chờ phát hiện tung tích, lại đốt giấy săn giết, nếu như thực sự tìm không thấy, lại đốt giấy nhìn. Thương sinh tạo hóa hẳn là có thể chỉ dẫn phương hướng của Lê Vô Thương. Khương Phàm cảm ngộ dân chúng, tạo hóa cầu nguyện, ngưng tụ ra sát sinh tiễn bên trong ánh sáng đang cuộn trào, muốn chỉ dẫn Lê Vô Thương. Nhưng kỳ quái là, sát sinh tiễn lại chậm rãi chuyển động, từ đầu đến cuối vẫn không có xác định phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Đám người kỳ quái nhìn hắn, tất cả đều không phải là hiểu rất rõ loại truyền thừa kỳ diệu này của Khương Phàm. Hẳn là khoảng cách rất xa, cộng thêm cửu lê ma đồ và hắc ma bia ảnh hưởng. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, mặc dù sát sinh tiễn không phải năng lượng với ý nghĩa bình thường, nhưng thần khí cùng thần vật đã rời khỏi phạm trù năng lượng bình thường, ngay cả đại đạo đều có thể ảnh hưởng, hẳn là quấy nhiễu thương sinh tạo hóa dò xét. Hồng Hoang Thiên Long bĩu môi. Vậy chúng ta làm sao tìm được? Đám người trao đổi ý kiến, có một số người cảm thấy không cần thiết lại đuổi theo nữa, nếu như ai bất hạnh đụng phải lão tổ cửu lê, bị chạy trốn là việc nhỏ. Nếu như liều chết phản kích, rất có thể sẽ để bọn hắn bỏ ra thương vong. Nhưng đa số đều hy vọng đuổi tới, thử một lần, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, hẳn là có thể tránh khỏi lão tổ cửu lê. Dù sao, trơ mắt nhìn cửu lê ma tộc chạy trốn, thực sự khó mà tiếp nhận được. Khương Phàm suy nghĩ, sau đó trao đổi ánh mắt cùng Thiên Hậu, phân phó nói. Chúng ta chia ra bốn đường, phân tán điều tra. Một đường do Đông Hoàng Càn dẫn đội. Đi về phía nam tìm kiếm. Đại tặc và tặc điểu, hai thánh hoàng các ngươi đi theo hiệp trợ. Còn có đại vương, kim hống, lỗ tù, lỗ lạc, an nhiên, tịch nhan, các ngươi cũng đều đuổi theo bọn họ. Một đường do Đông Hoàng Toại cầm đầu, tìm kiếm về phía bắc. Khương Quỳ, Khương Qua, hai thánh hoàng các ngươi hiệp trợ, còn có Khương Diễm, Bạch Tai, Triệu Thời Việt, Vãn Tình cùng hướng thống lĩnh. Một đường là do Thiên Hậu dẫn đội. Tìm kiếm ở hướng Tây. Vô Hối, Ngô Chính Nguyên, các ngươi hiệp trợ, còn có Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Trấn Nguyên, cùng Lan Nặc, Lan Độ, Lan Thần cùng Lan Diệu Tinh. Chính ta sẽ đi hướng Đông. Xác suất lớn là lão tặc Lê Vô Thương này sẽ đi hướng Đông. Nơi đó không chừng sẽ có Hắc Ma tộc tiếp ứng, hắn càng phải bảo đảm mau chóng đưa Hắc Ma bia ra khỏi Thương Huyền. Khương Phàm nhìn quanh đám người, nhắc nhở. Nhớ kỹ. Bất kỳ một phương nào cũng có thể sẽ gặp Lê Vô Thương, cho nên sau khi phát hiện mục tiêu tuyệt đối không nên lỗ mãng, quan sát làm chủ, tuyệt đối an toàn, sau khi thấy không phải Lê Vô Thương thì mới vây bắt. Bất kể là ai phát hiện Lê Vô Thương, đều phải án binh bất động, phái người cho ta biết. Còn có, chúng ta đã bắt lấy thiên cực giới, có thể toàn diệt cửu Lê ma tộc đương nhiên tốt nhất, nhưng không thể nào không tiếc cái giá. Tóm lại, nhất định phải tại bảo đảm an toàn mới hành động. Ta không hy vọng lại nhìn thấy bất cứ kẻ nào bị thương vong. Đám người ầm vang lĩnh mệnh, lập tức dựa theo an bài mà tạo thành đội ngũ lục soát. Để Đông Hoàng Như Ảnh bồi tiếp chàng. Thiên Hậu đột nhiên nói. Không cần, chính ta có thể ứng phó. Bồi tiếp đi, Lê Vô Thương có thể đi một mình, cũng có khả năng mang theo Thánh Hoàng mới. Nếu như tình huống nguy cấp, chàng hãy cố hết sức kéo dài thời gian, không cần tử chiến. Để Đông Hoàng Như Ảnh đến gần đó liên hệ đội ngũ khác. Thiên Hậu thật sự lo lắng lão tổ cửu lê sẽ dẫn nổ cửu lê ma đồ, lão ma đầu kia nếu điên lên thì cái gì cũng đều làm ra được. Thiên Hậu càng kiêng kỵ cửu hoàng hắc ma bia, vật kia thật không nên xuất hiện ở cửu lê ma tộc, nếu xuất hiện, chính là có âm mưu. Cũng tốt, các ngươi cũng hãy cẩn thận. Khương Phàm chủ yếu là lo lắng Thiên Hậu bên kia cũng không đủ không võ, nhưng Thiên Hậu đã kiên trì. Hắn cũng không tốt lại từ chối. Giấy vàng cho chàng, nếu như gặp phải lão tổ cửu lê, đốt cho hắn một tấm trước, làm gần chết. Hướng Vãn Tình giao một tờ giấy vàng duy nhất cho Khương Phàm. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, gặp được bất cứ đội ngũ ma tộc nào cũng đều phải xác định thân phận trước, sau đó lại kiểm tra phạm vi ngàn dặm xung quanh có phải có ẩn núp hay không, cuối cùng mới được hành động. Nhớ kỹ, tha rằng bỏ lỡ,
tuyệt đối không được lại có thương vong. Khương Phàm liên tục căn dặn, sau đó phất tay ra hiệu tất cả tản ra hành động. Tại thời điểm bọn người Khương Phàm triển khai tìm kiếm, Cửu Lê ma tộc đã phân tán chi đội thoát khỏi, xa nhất đã đến ngoài vạn dặm. Chính như Khương Phàm dự liệu, bọn hắn chia 800 tộc nhân may mắn còn sống sót làm dòng dã 10 chi đội ngũ. Một chi là Lê Vô Thương cùng Lê Tịch Hoa, những đội khác theo thứ tự là 4 vị Thánh Vương Lê Thương Mang, Diêu Thiên Tuệ, Diêu Lăng Vi, Lê Cổ Xuyên dẫn đầu đội ngũ, cùng với 5 chi khác do Thánh Linh dẫn đầu đội ngũ. Bọn hắn hết sức quen thuộc đối với hoàn cảnh Tây Bộ, riêng mình chế định lộ tuyến đào vong, có là tốc độ cao nhất thoát khỏi, lợi dụng Minh Mông Sơn Hà rừng rậm làm hỗ trợ, mau sớm rời khỏi Tây Bộ, có thì là lợi dụng một ít hoàn cảnh đặc thù, trước che giấu. Đương nhiên, có thể hay không chạy thoát, một là nhìn bố trí, hai là xem vận khí. Phương hướng Lê Vô Thương cùng Lê Tịch Hoa chọn không phải Tây Bộ, mà là Đông Bộ. Nếu như Khương Phàm muốn lùng bắt, khẳng định là phải điều các chi đội lớn đi về phía Tây, phía Bắc và phía Nam, hướng Đông khẳng định ít hơn rất nhiều. Cho nên hy vọng về hướng Đông sẽ lớn hơn. Đương nhiên, không phải bọn hắn phải vào trung vực, mà là lựa chọn xích chi đại liệt cốc, lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt mà phức tạp nơi đó, che giấu khí tức, dùng hết khả năng tránh khỏi bọn người Khương Phàm tìm kiếm. Nếu như bị phát hiện, liền xông vào luân hồi bí cảnh. Hoàn cảnh nơi đó càng đặc biệt, thực sự đánh không lại, vậy thì thông qua luân hồi hư không, đi đến U Minh địa ngục. Tóm lại chính là không tiếc cái giá để giữ lấy mạng sống. Khương Phàm cầm Liệp Thần Thương trong tay, mang theo Đông Hoàng Như Ảnh đi về hướng Tây điều tra. Dựa theo phỏng đoán của hắn, rất có thể Lê Vô Thương sẽ mang theo Cửu Hoàng Hắc Ma Bia chạy trốn tới Tân Hải Tây Bộ. Nguyên nhân đầu tiên, Cửu Hoàng Hắc Ma Bia quá đặc thù, là chí bảo trấn tộc của Hắc Ma đế tộc, lúc trước vì để chế tạo nó mà không biết bọn hắn đã vận dụng bao nhiêu tài nguyên quý giá, nói là cơ hồ móc giống Hắc Ma đế tộc cũng đều không đủ. Mặc dù Khương Phàm không nghĩ ra vì sao Hắc Ma đế tộc chịu giao Hắc Ma bia cho Cửu Lê ma tộc, nhưng bây giờ Cửu Lê ma tộc đứng trước nguy cơ bị bao vây, mà Khương Phàm lại có thể hiện ra thần uy, Lê Vô Thương sẽ không thể không nghĩ hết biện pháp mang theo Hắc Ma bia rời khỏi, để tránh lại phát sinh một loại ngoài ý muốn nào đó. Liệp Thần Thương đã đổi chủ, nếu như Hắc Ma bia lại đổi chủ, Hắc Ma đế tộc sẽ biến thành trò cười của khắp thiên hạ. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Nguyên nhân thứ hai, Phong Vân Thương Huyền biến đổi lớn, tình cảnh Cửu Lê Thần Cung nguy cơ, rất có thể Hắc Ma đế tộc sẽ làm bố trí một loại nào đó tại khu vực Tân Hải. Chỉ cần Lê Vô Thương có thể chạy đến hải vực, nơi đó liền không thuộc về phạm vi tổ địa, Hắc Ma đế tộc sẽ có thể toàn diện nhúng tay, đối kháng đuổi bắt, cũng tiếp dẫn Lê Vô Thương rời khỏi. Cho nên, Khương Phàm tự mình tới Tây Bộ tìm kiếm, cũng không ngừng đút lấy đan dược vào trong miệng, điều trị năng lượng niết bàn tiêu hao, bảo đảm cơ thể có thể đạt tới trạng thái tốt nhất, ứng phó ác chiến lúc nào cũng có thể phát sinh. Đông Hoàng Như Ảnh bồi bạn ở bên cạnh, linh văn chỗ nổi lên gợn sóng, khuếch tán ở trong không gian, dò xét lấy năng lượng ba động. Lấy thực lực Thánh Hoàng đỉnh phong như Lê Vô Thương, nếu như sốt ruột đi đường, khẳng định cần vận dụng uy lực Thánh Hoàng, tất nhiên sẽ sinh ra trùng kích cực mạnh đối với không gian. Lại lấy tạo nghệ không gian cùng cảnh giới Thánh Vương của Đông Hoàng Như Ảnh, cách hơn nghìn dặm đã có thể bắt được. Nhưng, bọn hắn một mực tìm từ chỗ Cửu Lê Thần Cung cho đến Tân Hải, cũng không ngừng mở rộng lấy khoảng cách tìm kiếm, từ đầu đến cuối vẫn không có tìm tới bất cứ manh mối gì, thậm chí ngay cả vết tích đều không có. Chẳng lẽ, lúc ấy Hoàng Kim Hư Thiên Trùng đã để lại một bộ phận? Bọn chúng đã mang theo Cửu Lê ma tộc chạy đến hải vực rồi. Khương Phàm cau mày, nói ra ngờ vực vô căn cứ của mình. Bọn hắn từ bôn tập thiên cực giới, đến chờ đợi phục kích trùng tộc trở về, lại trở lại phế tích Cửu Lê thần cung, thời gian trước sau vẻn vẹn một ngày, nếu như Lê Vô Thương không phải di chuyển từ hư không, hẳn là sẽ không hất bọn hắn ra quá xa, ít nhất phải lưu lại vết tích mới đúng. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu nói, nếu như hư thiên trùng muốn di chuyển Thánh Vương cùng Thánh Hoàng, nhất định phải xen lẫn đạo ngấn hư không để tiếp nhận cái nguồn năng lượng minh mông kia, loại đạo ngấn này dùng xong sẽ dần dần vặn vẹo, hình thành gợn sóng, sau đó lại tiêu tán, thời gian đại khái có thể tiếp tục kéo dài cái 3 năm ngày, nhưng từ thần cung đến nơi đây, hư không đều vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ gợn sóng gì. Hư không không có vết tích, lục địa không có vết tích, chẳng lẽ Lê Vô Thương không có chạy về Tây Bộ? Mặc dù con đường hướng Tây có thể sẽ bị đuổi kịp,
nhưng Tân Hải Tây Bộ có Hắc Ma đế tộc tiếp ứng, hy vọng chạy trốn lớn hơn. Nếu như chạy tới những phương hướng khác, một khi bị ngăn chặn thì thật không có cơ hội nữa. Nếu như Hắc Ma đế tộc không có tiếp ứng thì sao? Không thể nào, Hắc Ma bia là vũ khí phòng ngự mạnh nhất của Hắc Ma đế tộc, cũng là ma binh được Thiên Khải chiến trường công nhận có thể áp chế Liệp Thần Thương, giống như Liệp Thần Thương, đều là mệnh căn tử của Hắc Ma đế tộc. Bọn hắn tuyệt đối không thể nào tùy tiện giao cho Cửu Lê ma tộc, nhất định có biện pháp bảo toàn, không phải tại nội bộ Cửu Lê ma tộc, thì chính là tại Tân Hải Tây Bộ. Thậm chí ta còn hoài nghi, Thiên Diện Ma Hoàng của Hắc Ma đế tộc đang ở Tân Hải Tây Bộ. Khương Phàm nói, lông mày từ từ nhăn lại tới. Thiên Diện Ma Hoàng, không phải ta hiểu rất rõ, nhưng nghe nói là biến mất rất lâu. Lê Vô Thương, Cửu Hoàng Hắc Ma bia, Thiên Diện Ma Hoàng. Khương Phàm càng nhăn chặt lông mày. Người nghĩ đến cái gì rồi? Cô nói, Lê Vô Thương có thể chính là Thiên Diện Ma Hoàng hay không? Toàn thân Khương Phàm bất chợt lạnh cả lên. Thiên Diện Ma Hoàng biến thành Lê Vô Thương rồi. Không đến mức đó chứ, Cửu Lê ma tộc há có thể dung nhịn loại chuyện này phát sinh. Có thể giữa bọn hắn đã làm giao dịch nào đó. Nếu thật sự là như thế này, Cửu Lê ma tộc đào vong chính là giả. Bọn hắn cố ý phân tán lực lượng của chúng ta, sau đó dần dần săn giết. Khương Phàm bỗng nhiên quay người, ngóng nhìn hướng đông. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đều là thánh hoàng không gian, có thể thông qua cảm giác không gian phạm vi mấy ngàn dặm, tìm kiếm năng lượng cường hãn, gặp được nguy hiểm cũng có thể kịp thời di chuyển. Duy chỉ có Thiên Hậu tìm kiếm ở hướng đông, mặc dù có ba vị thánh hoàng, số lượng lớn thánh vương, nhưng nếu như Lê Vô Thương là Thiên Diện Ma Hoàng, lại khống chế hai kiện thần khí Cửu Lê Ma Đồ cùng Hắc Ma Bia, không đợi Thiên Hậu phát hiện bọn hắn đã liền phát hiện Thiên Hậu. Đông Hoàng Như Ảnh lập tức an ủi. Ngươi không cần khẩn trương, Hắc Ma Đế tộc ném Hắc Ma Bia qua đến đã là trái với quy định, Thiên Diện Ma Hoàng tuyệt đối không dám trực tiếp xuất hiện tại Thương Huyền, nếu không đế tộc khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ cần Thiên Diện Ma Hoàng không xuất hiện chân thân, thì sẽ không có chứng cứ trực tiếp. Mà... đế tộc khác không dám tùy tiện trái với quy định, nhưng từ trước tới giờ Hắc Ma đế tộc đã là kẻ không tuân thủ quy củ, năm đó vì để đạt được Liệp Thần Thương, Hắc Ma đế quân đều cưỡng ép ra tay, cuối cùng không tiếc phong bế toàn tộc 3.000 năm, đến bảo trụ Liệp Thần Thương. Khương Phàm lập tức triệu ra giấy vàng, muốn viết xuống Lê tên Vô Thương, nhưng... viết Lê Vô Thương, hay là Thiên Diện Ma Hoàng? Lê Vô Thương thật sự là Thiên Diện Ma Hoàng sao? Nếu như đoán sai... tờ giấy này liền uổng phí. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn Khương Phàm, cũng không biết lựa chọn ra sao. Khương Phàm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nhíu mày suy nghĩ. Từ những gì hắn hiểu rõ về Cửu Lê Ma tộc cùng Hắc Ma đế tộc, đến tình huống của Hắc Ma bia cùng Cửu Lê Ma đồ, từ tình cảnh của Cửu Lê Ma tộc, đến Cửu Lê Ma tộc thủ vững, từ Hắc Ma đế quân đến Lê Vô Thương. Khương Phàm lo lắng các mặt, khi thì tự mình huyễn tưởng thành Lê Vô Thương. Khi thì tự mình huyễn tưởng thành Hắc Ma đế quân, còn tự mình tưởng tượng thành Thiên Diện Ma Hoàng thần bí. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn Khương Phàm đang nhăn chặt mày, nàng nhẹ nhàng đánh đầu ngón tay, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đang khẩn trương và cưỡng ép tỉnh táo. Dù sao, Thiên Hậu nơi đó không có thánh hoàng không võ, nếu quả như thật gặp phải, hậu quả khó mà lường được, mà Thiên Hậu không thể nghi ngờ là chính nữ tử hắn yêu nhất dù là kiếp trước hay là kiếp này, thậm chí là người thân nhất. Đông Hoàng Như Ảnh muốn đề nghị, nhưng dính đến Hắc Ma đế tộc cùng Thiên Diện Ma Hoàng, thật sự là không biết chút nào. Khương Phàm khổ sở suy nghĩ, lặp đi lặp lại phỏng đoán, sau một hồi lâu, đột nhiên mở mắt. Viết Lê Vô Thương. Lý do. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn con mắt Khương Phàm đỏ lên, nàng đã biết phần phỏng đoán này mang theo sự không chắc chắn. Lê Vô Thương không thể nào để cho Hắc Ma đế tộc thao túng bộ tộc của hắn, đây là ranh giới cuối cùng. Lê Vô Thương hung ác càng tinh minh hơn, sẽ không thể không cảnh giác Hắc Ma bia, cho nên hắn không thể nào ở lại đế tộc, cũng không thể nào tùy tiện bị khống chế. Bên trong hạch tâm Cửu Lê Ma đồ là di cốt ma hoàng đang ngủ say, chỉ có thể do huyết mạch Cửu Lê Ma tộc tiến hành thao túng, Hắc Ma đế tộc căn bản không dùng được, cho nên có lẽ Lê Vô Thương còn là Lê Vô Thương, cũng là do hắn khống chế Cửu Lê Ma đồ. Nhưng chỉ sợ bên cạnh Lê Vô Thương có đại ma của Hắc Ma đế tộc, cũng chính là tên đại ma kia, đang chính thức khống chế Hắc Ma bia. Khương Phàm giơ lên giấy vàng liền muốn viết xuống, nhưng ở một khắc cuối cùng vẫn rất do dự, dù sao đây cũng là suy đoán.
nếu như có bất cứ sai lầm gì, kết quả cuối cùng cũng đều là phán đoán. Đông Hoàng Như Ảnh có chút hé miệng, không dám loạn biểu ý kiến. Thời khắc này quyết định, chỉ sợ thật có thể ảnh hưởng đến thiên hậu, hoặc là mạng của bọn người Đông Hoàng Càn. Lê Vô Thương, ta viết Lê Vô Thương. Giọng Khương Phàm khẽ run, cắn nát ngón tay, dứt khoát viết xuống tên Lê Vô Thương. Lấy liệt diễm nhóm lửa, đốt thành cho bụi. Mặc kệ Lê Vô Thương đang nấp ở phương nào, bây giờ rất có thể hắn đã ra tay, Thương Sinh Cung của Tổ Sơn hẳn là có thể cung cấp trợ giúp. Nếu như bọn người Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại gặp phải, sát sinh tiễn có thể giúp bọn hắn thoát khốn. Nếu như thiên hậu gặp, thì sát sinh tiễn có thể cứu mạng. Khương Phàm còn đặc biệt viết nhiều hơn một chữ trên giấy vàng, gấp. Đi! Khương Phàm đốt sạch giấy vàng, một phát bắt được tay Đông Hoàng Như Ảnh, muốn đuổi đến hướng. A, à, ngươi làm đau ta tương đương. Đông Hoàng Như Ảnh tránh thoát khỏi Khương Phàm, lập tức diễn biến đạo ngấn không gian, chỉ về phương đông. Tổ Sơn, Thương Sinh Cung khổng lồ tỏa ra mê quang sáng chói, lơ lửng trên tế đàn to lớn tại đỉnh Tổ Sơn. Thương Sinh Cung cao tới mấy ngàn thước, tương tự Bàn Long, đại khí cổ lão, mặt ngoài chảy xuôi hoa văn phức tạp, đường vân tỏa cường quang như ngân hà lao nhanh. Tế đàn to lớn này là dùng đỉnh núi Tổ Sơn đục khắc thành, pháp trận cổ lão lại phức tạp kéo dài từ tế đàn, trải rộng ra vạn trượng Tổ Sơn, càng kéo dài đến các dãy núi xung quanh, cùng đại địa mênh mông vô tận. Toàn bộ pháp trận bố trí cơ hồ tung hoành hơn 3 vạn dặm Đại Hạ Hoàng Triều, cũng do mấy vạn tòa tế đàn sâu chuỗi. Cho nên toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều kỳ thật chính là một pháp trận tụ tập lời cầu nguyện của chúng sinh, nếu quan sát từ hư không. Đại Hạ Hoàng Triều tựa như một siêu cấp vòng xoáy kéo dài hơn 3 vạn dặm, trùng điệp, không ngừng liên tục tụ tập lời cầu nguyện của dân chúng. Cho nên, rốt cuộc tiềm lực của Thương Sinh Cung khủng bố đến mức nào, không có người nào rõ ràng được cụ thể, nhưng đều có thể tưởng tượng được nó đặc biệt và cường hãn. Mà sớm bắt đầu tại hơn 2 vạn năm trước, tất cả hoàng đạo đã ép buộc Đại Hạ Hoàng Triều phong bế, thậm chí là phá hủy rất nhiều tế đàn vi hình, tổng số tế đàn từ ban sơ có hơn 16.000 tòa. Giảm mạnh đến hơn 5.000 tòa, áp chế uy thế pháp trận mức độ lớn nhất, để hạn chế uy lực Thương Sinh Cung. Nhưng, theo Thương Huyền Dung chuyển, hoàng đạo thất thế, sau khi Lý Quân giao tiếp quản Tổ Sơn chuyện đầu tiên chính là khôi phục tế đàn vi hình bị phong cấm, cũng phối hợp cùng Đại Hạ Hoàng Triều, tiến hành trấn thủ và duy trì đối với tế đàn vi hình các nơi. Hiện nay tổng số tế đàn từ hơn 5.000 tòa trước đó, đã mở rộng đến hơn 1 vạn tòa, tất cả phong ấn toàn bộ đều được tu sửa. Bây giờ thì bắt đầu dựa theo Tổ Sơn giữ lại nguyên đồ pháp trận, Chu Hoạch Kiến lập từng vị trí được chỉ định trên phạm vi lớn, chờ mong tái hiện uy thế chân chính của pháp trận Thương Sinh. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, một thời gian trước, thời điểm Hướng Vãn Tình đốt giấy thỉnh nguyện, sát sinh tiễn trong thời gian ngắn nhất đã bộc phát ra uy thế kinh người, đi qua 20 vạn dặm, xuyên qua pháp trận được Chu Thiên Thần Tôn khởi động toàn diện, một kích bắn giết Chu Diễm. Sau mũi tên kia, Lý Quân Giao đã giao trách nhiệm cho toàn bộ cường giả Tổ Sơn, bao gồm Diêu Khải Minh và các cường giả vốn có của Tổ Sơn, cùng với lão tổ của Đại Hạ Hoàng Triều đến đây hiệp trợ, còn có cường giả của Kiếm Hùng Hoàng Triều, Băng Lam Hợp Trung Quốc, tiếp tục tỏa trấn Tổ Sơn với pháp trận xung quanh, nếu như Khương Phàm thật sự cần, mũi tên tiếp theo sẽ đến ác hơn mạnh hơn, mà bảo đảm trước khi phóng thích, sẽ chấn động Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều. Cho nên, khi xung quanh tòa tế đàn truyền tin kia hiện ra tên của Lê Vô Thương, cũng lại còn mang theo một chữ gấp, Lý Quân Giao đã quả quyết hạ lệnh. Lập tức khóa chặt Lê Vô Thương cho ta, đánh. Lập tức, gấp quá. Diêu Khải Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, mặc dù pháp trận bây giờ càng ngày càng hoàn thiện, nhưng cũng càng phức tạp, muốn kích phát ra hiệu quả vốn có, vẫn phải làm tốt chuẩn bị sung túc, huống chi đó còn là Lê Vô Thương, là cường giả Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Vội vàng. Không phải hơn 20 ngày qua các ngươi đều là đang chuẩn bị sao? Đánh cho ta, mũi tên đầu tiên này, mau cứu gấp trước. Chờ một chút, ngài muốn đánh mấy mũi tên? Mấy mũi tên? Đúng vậy, không phải ngài nói đánh trước mũi tên đầu tiên sao? Mẫu thân nó, đánh liên tục cho ta. Đánh cho đến chết, đánh chết cái lão ma đầu kia. Diêu Khải Minh, Kiếm Hùng lão tổ và cả đám người có chút ngạc nhiên, liên tục đánh. Nương môn nhi này luôn luôn dã man như thế sao? Thất thần làm gì, đánh. Lý Quân Giao uy nghiêm thét lên ra lệnh, đôi mày liễu nhăn chặt lại. Thu thập một tên Lê Vô Thương mà thôi, theo lý thuyết,
lấy tình huống bọn người Khương Phàm bây giờ hẳn không có áp lực, vậy mà hắn lại đến đây cầu viện, còn viết một chữ gấp xưa nay chưa từng thấy, khẳng định là gặp phiền phức đặc biệt nghiêm trọng. Vậy thì đánh, đánh liên tục, đánh cho đến chết, cho đến thương sinh cung triệt để không cảm giác được sinh cơ của Lê Vô Thương nữa. Thế nhưng, Diêu Khải Minh cũng không biết thương sinh cung còn có thể đánh liên tục, nhưng bây giờ người trấn thủ Tổ Sơn là Lý Quân Giao, hắn không dễ phản bác, vậy thì thử một chút đi. Đánh. Các cường giả, lão tổ kiếm hùng hoàng triều quát lớn, vẻ mặt nghiêm túc lại có mấy phần phấn chấn phức tạp. Sau khi thiên hậu rời khỏi Cửu Lê Thần Cung, nàng đã bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm đi về hướng đông, mặc dù trong đội ngũ của bọn họ không có thánh hoàng không gian như Đông Hoàng Cần và Đông Hoàng Toại, nhưng toàn bộ võ giả không gian bán thánh trở lên như Đông Hoàng Trấn Nguyên, Đông Hoàng Lăng Tuyệt đều đã tụ tập đi cùng với nàng. Hai vị thánh hoàng cường hãn là Kiều Vô Hối, Ngô Chính Nguyên, còn có Lan Độ dẫn đầu cường giả Lan ra cùng với khế ước thú của thiên hậu. Đội hình tương đương không tầm thường. Bọn họ cách nhau trọn vẹn hơn 500 dặm, mỗi vị thánh linh, thánh vương cùng thánh hoàng đều phối hợp với không võ, cẩn thận tìm kiếm trên hoang dã, rừng rậm, núi non chập trùng, cũng dò xét một ít cường tộc và bộ lạc. Uy thế khủng bố tràn ngập đất trời, để tất cả cường giả dọc đường hồi hộp không thôi. Kịch biến từ Cửu Lê ma tộc đưa tới đã rung chuyển Tây Bộ đang oanh động, mặc dù cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nhìn đến số lượng lớn cường giả xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, thì có thể mơ hồ đoán được Cửu Lê Thần Cung hùng bá Tây Bộ hẳn là đã xong, nhưng khẳng định đã đào thoát được một bộ phận, đây là đang điều tra những người sống sót kia. Cường tộc các phương âm thầm rung động, Cửu Lê ma tộc hùng bá Tây Bộ, vậy mà lại bị hủy diệt như thế. Tại trong suy nghĩ những cường tộc Tây Bộ bọn hắn đây, nơi đó không thể nghi ngờ là tồn tại ở ngưỡng vọng vô hạn của bọn hắn, là chúa tể thật sự của mấy chục vạn dặm cương vực Tây Bộ, kết quả ở trước mặt Khương Phàm đang quét ngang Thương Huyền, vẫn không chịu nổi một kích. Bọn hắn chỉ là không hiểu, Cửu Lê ma tộc biết rất rõ ràng sẽ không gánh được Khương Phàm vây bắt, nhưng vì sao lại không rút lui trước? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ma tộc kiêu ngạo, không nguyện ý bỏ qua tổ địa sao? Thiên hậu không để ý đến cảm xúc dân chúng Tây Bộ, nàng cẩn thận tìm kiếm, sau khi từ đầu đến cuối vẫn không có phát hiện mục tiêu, thì lập tức mang theo đội ngũ trách đi sang hướng đông bắc, đến đại diễn sơn mạch nhìn một chút. Nếu như đội ngũ Cửu Lê ma tộc như chó cùng rứt dậu, chạy tới khu an toàn, chuyện sẽ phiền toái. Mà phạm vi khu an toàn lại khổng lồ, ngư long hỗn tạp, nếu như Cửu Lê ma tộc lợi dụng sự giao thiệp cùng quan hệ của bọn hắn, cũng có khả năng tạm thời tiềm phục ở gần khu an toàn, tránh né điều tra. Thiên hậu lo lắng cho đại diễn thánh địa, cho nên đã tự mình quấn đường xa tới đó nhìn một chút, mà lặp đi lặp lại dò xét đã ròng rã 3 ngày. Khi xác định không có phát hiện chỗ khả nghi, thiên hậu mới thả lỏng trong lòng, nhắc nhở đại diễn thánh địa tăng cường đề phòng, tiếp tục mang người đi về hướng đông, không lâu sau đó đã nghĩ đến nơi dễ dàng ẩn núp nhất, Xích Chi Đại Liệt Cốc. Nếu như nào đó chỉ đội ngũ ma tộc muốn tạm thời ẩn núp mà không phải vội vã chạy trốn, hoàn cảnh phức tạp ở Xích Chi Đại Liệt Cốc nơi đó không thể nghi ngờ là lựa chọn tuyệt hảo. Cho nên, sau 16 ngày triển khai tìm kiếm, bọn người thiên hậu đã đến Xích Chi Đại Liệt Cốc. Đưa mắt nhìn khắp các sườn đồi với vết nứt vô biên vô tận, thiên hậu sinh ra cảm giác quen thuộc đã lâu. Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư Tùy Hành cũng đều gào thét cao vút, nơi này đã từng là nhà của bọn chúng. Mà lúc này, sâu trong Xích Chi Đại Liệt Cốc, Lê Vô Thương và Lê Tịch Hoa đang ngồi xếp bằng tu dưỡng. Sở dĩ tiềm phục tại nơi này, thật ra là do Lê Tịch Hoa đề nghị. Ngay lúc đó, Lê Tịch Hoa góp lời là, không chừng Khương Phàm sẽ chủ yếu tìm kiếm ở hướng Tây, Nam Bắc làm phụ, bọn hắn trốn đến bên trong Xích Chi Đại Liệt Cốc, hẳn là có thể tránh khỏi bọn người Khương Phàm tìm kiếm. Chờ đến khi Khương Phàm cho rằng bọn họ đều chạy trốn, sau đó lại xuất hiện mà rời khỏi. Nếu như bị phát hiện, vậy thì đi đường vòng đến Luân Hồi Bí Cảnh, từ nơi đó xông vào U Minh. Tiến vào U Minh địa ngục thì đã không còn là lãnh địa Thương Huyền nữa, bọn hắn có thể thông qua ấn ký bên trên Hắc Ma Bia, kích thích Hắc Ma đế tộc gấp rút đến U Minh tiếp viện. Nếu như Khương Phàm đuổi tới nơi đó, bọn hắn thậm chí còn có thể liên hợp đế tộc, đánh một trận ác chiến cùng Khương Phàm, cho dù không bắt được Khương Phàm, cũng có thể mang Liệp Thần Thương đi. Lê Vô Thương rất hài lòng về đề nghị của Lê Tịch Hoa, cũng càng ngày càng thưởng thức kẻ nối nghiệp hắn đây. Nếu như Khương Phàm đi về hướng Tây, tính toán thời gian, hầu như đều đã đến Thần Vực Chi Hải.
Lê Tịch Hoa nhìn qua bầu trời xanh thẳm, thản nhiên khẽ nói. Tai mắt Hắc Ma đế tộc ở Tây Bộ Tân Hải, hẳn phải biết chuyện chúng ta gặp phải, sau đó lại liên hệ đế tộc. Lê Vô Thương mở miệng, lại nghĩ tới kế hoạch lúc trước của hắn, chính là điên cuồng đột tiến hướng Tây, dùng hết khả năng xông vào hải vực Tây Bộ, thông qua Hắc Ma đế tộc nơi đó, trốn tới Hắc Ma đại lục. Nhưng, tính toán của hắn vừa mới bắt đầu đã bị Lê Tịch Hoa phản đối, mà thái độ còn rất kiên quyết. Dù sao bên cạnh Khương Phàm cũng có số lượng lớn võ giả không gian. Nếu như Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại đều bồi bạn ở hai bên, một khi ngăn chặn bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, nếu muốn giữ mạng, muốn chạy trốn, thì phải lựa chọn kế hoạch càng ổn thỏa, dù là hận không phù hợp phong cách của hắn. Lê Tịch Hoa nói, không biết thiên cực giới thế nào, Khương Phàm đều di chuyển toàn bộ Thánh Vương Thánh Hoàng đi qua, hẳn là muốn một mẻ hốt gọn. Lê Vô Thương nói, giữa thiên cực giới và Long tộc có một con đường thần bí. Chắc sẽ có thể di chuyển mấy tên. Cũng đừng coi thường Đông Hoàng Càn, hắn là đệ tử thân truyền của Cửu Thiên Thần Tôn, tạo nghệ không gian rất mạnh. Thật ra ngược lại ta lại khá chờ mong thiên cực giới và Khương Phàm đánh nhau sống chết, giết chết mấy tên Thánh Vương Thánh Hoàng. Thánh Vương Thánh Hoàng bên cạnh tên điên kia, rất nhiều. Lê Tịch Hoa lắc đầu rung động. Lê Vô Thương mở mắt ra, cũng chìm một trận. Tốc độ phát triển của Khương Phàm và đám người của hắn thật sự là quá nhanh. Nhanh đến khủng bố, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đại lục Thương Huyền trước đó cơ hồ cũng sẽ không tùy tiện lộ diện Thánh Vương, bây giờ ở bên cạnh hắn đã thành quần kết đội, trước đó Bát Bộ Hoàng Đạo ngàn năm mới sinh ra một vị Thánh Hoàng, bên cạnh Khương Phàm đã bồi dưỡng được 7, 8 vị. Nguyên nhân chủ yếu trong này đều quy công cho chiến lược lấy chiến dưỡng chiến của Khương Phàm, tương đương với dùng tài nguyên của Hoàng tộc Hoàng Đạo Thương Huyền lắng đọng trên vạn năm thậm chí vài vạn năm, cưỡng ép thúc thăng thực lực của bọn hắn. Chiến lược đánh cực như thế này không khác gì kẻ điên, nếu như bất lợi, sẽ lọt vào vây bắt thảm liệt, khắp nơi đập đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng trở thành nháo kịch, nhưng nếu như thành công, thứ lấy được chính là bộc phát trưởng thành. Rất hiển nhiên, Khương Phàm đã thành công, tình thế quật khởi đã không thể cứu vãn. Nhưng có đôi khi Lê Vô Thương rất hoảng hốt, trước đây không lâu, bọn hắn vẫn còn đang vây bắt Khương Phàm, giống như không biết thế nào, cục diện lại đột nhiên nghịch chuyển. Mà tốc độ phát triển của Khương Phàm đã không thể dùng bạo phát để hình dung, quả thực chính là mất khống chế. Lê Tịch Hoa liếc mắt nhìn Lê Vô Thương lâm vào trầm tư, không biết vô tình hay là cố ý mà đề một câu. Không biết có người tìm kiếm ở hướng đông hay không, nếu có thì sẽ là ai đây? Hắn đề nghị tới đây cũng không phải tránh né, mà là đi săn. Nếu như là Khương Phàm, chính là tốt nhất rồi, vừa đánh vừa lui, đưa vào U Minh địa ngục. Chờ đến nơi đó, hắn sẽ không cố kỵ gì nữa. Nếu như không phải Khương Phàm, vậy trước tiên cứ săn giết đội lục soát, gây nên oanh động, kích thích Khương Phàm tới, sau đó đi đến U Minh địa ngục, tiếp tục đi săn. Tóm lại, chiến trường hắn thiết kế và mong đợi, đều là ở U Minh địa ngục. Mấu chốt bây giờ là Khương Phàm sẽ an bài người nào tới? Sẽ là ai chứ? Ha ha, nếu như là Thiên Hậu, vậy thì thật tuyệt diệu. Lúc này Thiên Hậu đang đứng ở biên giới phía tây Xích Chi Đại Liệt Cốc, ngắm nhìn khu vực với mênh mông khe nứt tung hoành mấy ngàn dặm. Nơi này rất có thể sẽ có ma tộc ẩn núp, đều giữ vững tinh thần. Bất cứ ai phát giác được bất kỳ tình huống gì, đều không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ phải phối hợp với các không võ. Thiên Hậu an bài, sau đó ra hiệu Kiều Vô Hối, Ngô Chính Uyên tản ra, riêng mình dẫn đội tìm kiếm. Nơi này có một ít vết nứt khá sâu. Có chút còn giao thoa lẫn nhau, trong thời gian hơn mấy ngàn vạn năm đã tạo thành một loại pháp trận tự nhiên phức tạp nào đó, có thể quấy dày năng lượng chảy xuôi. Muốn ở chỗ này tìm tới cường giả đang cố gắng ẩn núp, thì thật cần tìm kiếm cẩn thận. Thiên Hậu cưỡi thiên bằng bay lượn tại không trung, quan sát vết nứt, cũng đang yên lặng cảm nhận năng lượng đất trời. Nàng có thể cùng hưởng tất cả truyền thừa của khế ước thú, cũng có thể thi triển năng lực của côn bằng, kim hống, đăng xa. Giờ phút này thứ nàng đang dùng chính là uy lực ngũ hành, cảm ngộ năng lượng tự nhiên của Mặc Kỳ Lân. Côn bằng, kim hống và các khế ước thú khác thì theo sát ở phía sau, cũng đang định thần tìm kiếm. Kiều Vô Hối khuếch tán ý thức, bao phủ trăm dặm vết nứt, cẩn thận điều tra về phía trước. Hắn kích ra linh văn, cũng đang kích thích thiên mệnh chiến giới, bảo đảm nếu gặp được tình huống thì trước tiên có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Lan Độ và các cường giả Lan gia không ngừng hấp thu năng lượng tự nhiên,
thôi diễn thành phần bên trong linh lực, tìm kiếm vết tích ma khí. Tân gia chủ Lan Nặc thì kích ra hư không kính, chuẩn bị khống chế không gian một phương bất cứ lúc nào. Ngô Chính Nguyên thì mang theo hỗn độn trọng trùy, kích ra huyết mạch hỗn độn, kim mân xen lẫn ở sau lưng, có thể hiện ra mạnh nhất chiến khu bất cứ lúc nào. Ngô Thiên Kỳ, Ngô Thiên Khải và cường giả các Ngô gia thì theo sát ở phía sau, cũng thông qua khí tức hỗn độn đặc biệt, cảm ngộ vết tích ma khí đặc biệt. Bọn hắn đều vô cùng cẩn thận, không có bất kỳ sự chủ quan gì. Dù sao bất cứ hướng nào cũng đều có thể gặp được Lê Vô Thương đang ẩn núp, một khi đụng phải, thật sẽ là trường kiếp nạn. Cho nên bọn hắn đang mong đợi đi săn đội ngũ ma tộc chạy nạn, lại kiêng kỵ đụng phải Lê Vô Thương. Thời điểm bọn họ cách chỗ Lê Vô Thương đang ẩn núp trọn vẹn 2.000 dặm, Lê Vô Thương đã phát hiện được bọn hắn trước một bước. Bởi vì hai đại ma này là đang ẩn núp, mà bọn người thiên hậu thì là phóng xuất năng lượng ra ngoài. Là thiên hậu sao? Xác định là thiên hậu sao? Lê Tịch Hoa cố ý tra hỏi Lê Vô Thương, bởi vì hắn đã vô cùng xác định, chính là thiên hậu, mà chỉ có hai vị thánh hoàng làm bạn. Đây thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, ông trời đúng là đang chiếu cố hắn. Ha ha, siêu cấp thần nữ không ai bì nổi ngàn năm trước, nữ tử suýt nữa đã đẩy Khương Phàm lên làm chủ nhân Thương Huyền, hôm nay sẽ rơi xuống trên tay hắn. Nếu như có thể mang theo Liệp Thần Thương, Khương Phàm, cùng thiên hậu, toàn bộ trở lại Hắc Ma Đại Lục, hắn sẽ oanh động thời đại này. Thương Huyền Đại Lục suýt nữa hủy diệt đều không thể giải quyết nguy hiểm, hắn vừa ra tay đều sẽ xử lý toàn bộ, phần vinh quang này sẽ theo toàn bộ tuổi già của hắn. Hẳn là thiên hậu, nàng lại tự mình đi về hướng đông, còn mang theo hai vị thánh hoàng. Một thánh hoàng là Bất Diệt Thiên Hoàng, một là khí tức hỗn độn, Ngô Chính Nguyên sao? Lê Vô Thương cau mày, không nghĩ tới thật bị ngăn chặn. Lại còn là ba vị thánh hoàng, cùng số lượng lớn thánh vương. Vị kia Bất Diệt Thiên Hoàng không dễ chọc, hỗn độn chiến khu càng là rất mạnh, chưa nói còn có thiên hậu. Lão tổ, giết đi. Lê Tịch Hoa khống chế tâm tình kích động, không đến mức quá cường liệt. Bây giờ ra tay chẳng phải là muốn bại lộ. Bọn hắn đều đã tìm tới nơi này, bại lộ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như là thánh hoàng khác dẫn đội, chúng ta không cần thiết phải liều mạng. Trực tiếp tới luân hồi bí cảnh ẩn núp. Nhưng đó là thiên hậu, nghe nói Bất Diệt Thiên Hoàng còn là nhi tử của Khương Phàm. Một người là nữ tử của Khương Phàm, một người là nhi tử của Khương Phàm, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Chỉ cần có thể bắt được bọn hắn, mặc kệ sau đó chúng ta là đào vong, hay là chém giết cùng Khương Phàm, đều có thể có một tấm bùa hộ mệnh. Quan trọng nhất chính là, nếu như chúng ta có thể mang theo thiên hậu và nhi tử Khương Phàm trở lại Hắc Ma đế tộc, tất cả ma tộc của Hắc Ma đế tộc hay thậm chí là Hắc Ma đại lục, đều sẽ không chúng ta xem như kẻ hèn nhát chạy nạn. Câu nói sau cùng của Lê Tịch Hoa đã đánh trúng vào nội tâm của Lê Vô Thương. Hắn thật sự không nguyện ý bỏ qua tổ địa, lưu vong Hắc Ma đế tộc, thậm chí có thể tưởng tượng tới rất nhiều ma tộc trào phúng đối với hắn, nhưng nếu như mang theo thiên hậu đi qua, không thể nghi ngờ là chuyện đáng để kiêu ngạo. Nếu như lại lấy được Liệp Thần Thương, vậy thì càng hoàn mỹ. Cho dù lấy không được Liệp Thần Thương, thiên hậu cũng đáng. Lê Vô Thương từ từ bôi ra biểu tình dữ tợn. Ta chủ công, người phối hợp, bắt lấy bọn hắn, chúng ta lập tức đến luân hồi bí cảnh. Lão tổ, thiên hậu thực lực không tầm thường, ngài không thể chủ quan. Lê Tịch Hoa giả ý nhắc nhở. Thời điểm tại cuộc chiến Thiên Trụ Sơn, nàng vẫn chỉ là thánh linh, bây giờ khẳng định là vừa mới đột phá đến thánh hoàng, coi như thiên phú của nàng lại cao hơn. Thì cũng không mạnh bằng ta. Lê Vô Thương đã sớm chịu đủ cái cảm giác trốn đông trốn tây này rồi, hôm nay vừa vặn lấy thiên hậu khai đao, hiện ra thực lực của cửu Lê ma tộc bọn hắn. Như thế này bất luận là rời khỏi Thương Huyền, hay là tiến về Hắc Ma đế tộc, cũng sẽ không đọa uy danh cửu Lê ma tộc. Sau khi thiên hậu quét sạch hơn 500 dặm xích chi đại liệt cốc thì đã mẫn cảm nhận ra một loại năng lượng không giống với ngũ hành tự nhiên. Cùng lúc đó, Kiều Vô Hối và các cường giả lan ra ở phía sau cũng lần lượt từ hấp thu năng lượng đất trời, phân giải ra một chút năng lượng hắc ám. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhau dừng lại, phải cẩn thận dò xét cái năng lượng yếu ớt này là tràn ra từ vết nứt, hay là cửu lê ma tộc để lại. Đúng vào lúc này, một mảnh cường quang sáng chói đột nhiên nở rộ tại điểm cuối cùng giữa đất trời xa xôi, ánh sáng bành trướng đến sôi trào, đột nhiên lại cường thịnh, để bầu trời đều thất sắc ở trong chớp mắt. Thế gian đều như là lâm vào hắc ám.
duy chỉ có mảnh cường quang bộc phát kia đã trở thành tiêu điểm. Cứ việc cách xa nhau hơn 1.000 dặm, như thiên hậu và bọn người Kiều Vô Hối vẫn trong thời gian ngắn bị cường quang chiếu ánh. Ngay sau đó, khí lãng cuồn cuộn như là biển động vén trời mà lên, thẳng tới chân trời, sôi trào đến khủng bố, theo cường quang nở rộ khuếch tán mãnh liệt, bao phủ lấy khe nứt lớn vô biên. Những nơi khí lãng bạo động đi qua, tầng mây nặng nề nhao nhao bị chôn vùi, vết nứt thâm thúy răng khắp nơi đều như là núi cao liên miên đổ sụp. Điều cầm mãnh thú sợ hãi bay lên không, trong lúc thoáng qua đã bị khí lãng bao phủ, không phải tan xương nát thịt, thì chính là mất khống chế lao đi. Rút lui, là cửu lê ma đồ. Thiên hậu bỗng nhiên quay người, cao giọng nhắc nhở đám người bị cảnh tượng phương xa làm cho kinh đến. Nguồn ánh sáng này, cái sự bạo động này, loại ma uy đột nhiên sôi trào này, đối với nàng mà nói là quá quen thuộc. Cửu lê ma đồ. Đó là cửu lê ma đồ thức tỉnh. Toàn thể rút lui. Đông Hoàng Trấn Nguyên mở ra không gian trước tiên, diễn biến đạo ngấn hư không, mang theo thiên hậu rút lui. Rút lui rút lui rút lui. Đám người Đông Hoàng Lăng Tuyệt điên cuồng la hét, nhao nhao mở ra hư không mang theo người bên cạnh thoát khỏi. Cửu lê ma đồ. Loại quy mô này, loại năng lượng này, chẳng lẽ là lê vô thương sao? Mẫu thân nó, thật sự để bọn hắn đụng phải ư. Cái lão ma đầu này không có đảo mệnh về hướng Tây, mà là trốn ở hướng Đông sao. Khí lãng mãnh liệt bao phủ khắp đất trời, khuấy động tám phương. Trời đất trước đó một khắc còn đang bình tĩnh thì bây giờ đã kịch liệt nổi lên gợn sóng, như đại mạc chập trùng, ầm ầm sóng dậy, lại như đại dương mênh mông ba động, mang theo năng lượng vô tận cuốn ra khắp nơi. Mảnh không gian này đã triệt để hoắc loạn. Đây không chỉ là khí lãng đang lao nhanh, mà là cửu lê ma đồ thức tỉnh mang theo khí thức sơn hà vô tận cùng ma khí kinh khủng đang dùng tốc độ cao nhất trải ra. Từ vài dặm đến mấy chục dặm, đến vài trăm dặm, thậm chí là ngàn dặm. Mấy ngàn dặm. Đây là một chương hoành đại ma đồ đang triển khai, càng là một mảnh đại lục bị phong ấn đang thức tỉnh. Cho nên bất luận là tốc độ hay là năng lượng, cũng đều vô cùng bạo động. Đám người Đông Hoàng Trấn Nguyên đang dùng tốc độ cao nhất chạy trốn vào hư không, cũng đã sắp bị ma đồ bạo động đuổi kịp, thiên địa sụp đổ, hư không vỡ vụn, như là toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt ở bên cạnh họ. Số lượng lớn không võ không chống đỡ được mà gào thét kéo ra khỏi hư không, nện vào bên trong ma đồ Sơn Hà, ngay cả Đông Hoàng Trấn Nguyên cũng đều suýt nữa đã bị cuốn đi. Thả ta ra ngoài. Thiên hậu mệnh lệnh. Đi, ngươi đi trước đi. Đông Hoàng Trấn Nguyên cưỡng ép diễn biến đạo ngấn không gian, nhanh chóng hoành hành trong hư không đang sụp đổ. Ta ra ngoài ngăn cản, người phụ trách cứu người. Đó là cửu lê ma đồ. Nó không phải cửu lê ma đồ năm đó. Đông Hoàng Trấn Nguyên, lập tức ra ngoài cứu người. Rơi xuống một người, ta sẽ tìm người tra hỏi. Thiên hậu trong chốc lát hiện ra côn bằng bí thuật, theo sụp đổ hư không giết ra ma đồ hùng vĩ đang nhanh chóng mở rộng. Nhưng cái nguồn cuồng chiều năng lượng bạo động này quá kinh khủng, nàng vừa mới xuất hiện đã lập tức bị lật tung hơn 10 dặm. Đáng chết! Đông Hoàng Trấn Nguyên cắn răng, thuận vết nứt xiết ra, tìm kiếm những người khác đồ, ân thời lô lắng nhắc nhở thiên hậu. Chịu đựng, ta cam đoan sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mời giáo tôn đến, nhất định phải chịu đựng. Lê Vô Thương, ngươi không đào mệnh ở hướng Tây, lưu lại tìm mộ phần sao? Kiều Vô Hối cũng tại lúc này. Tránh thoát khỏi Đông Hoàng Lăng Tuyệt đang điên cuồng kéo hắn đi, trở lại ma đồ. Toàn thân hắn bạo động liệt diễm, cưỡng ép chống đỡ chiều dâng mãnh liệt, linh văn trên trán nở rộ, như thiên hoàng tôn quý đang thức tỉnh, xương cốt toàn thân theo đó mà run rẩy, hóa thành bất diệt thiên hoàng giữa đất trời hỗn loạn, dương cánh hơn 300 mét, hoa lệ tôn quý, liệt diễm vô tận, uy lực thánh hoàng cưỡng ép ngạnh kháng khí lãng cuồn cuộn. Chúng ta ngăn hắn lại, các ngươi mau chóng thông báo những người khác. Ngô Chính Uyên xen lẫn kim mân, hóa thành hỗn độn chiến khu ba đầu sáu tay, hình thể tăng vọt đến hơn 100 mét. Hỗn độn trọng trùy hắn cầm trong tay bỗng nhiên bị đánh ra một kích, giống như cự thú hoang cổ luân động thiên nhạc, năng lượng nặng nề nương theo sóng chiều hỗn độn, cuồng bạo xua tan khí lãng trước mặt. Theo ba vị thánh hoàng bộc phát, khí lãng cùng ma uy sôi trào kéo đến như là biển động va chạm vào đảo lớn, u u bạo động, lại chật vật phân nhánh ở trước mặt bọn hắn. Đông Hoàng tộc không được để bất cứ ai rơi xuống. Thiên hậu cau mày lại, ánh mắt bành trướng kim quang, hai tay nhanh chóng huy động, diễn biến ra đằng xà bí thuật, xà động cửu thiên. Đất trời lung lay, yêu khí bạo động,
hình dáng một con đằng xà vô cùng to lớn hiển hiện ra, đè sập cửu thiên, thôn thiên nạp địa, cưỡng ép dọn dẹp khí lãng cùng ma khí ở xung quanh. Đây là một trong những bí thuật mạnh nhất của đằng xà, nếu đằng xà có thể thành thần, thì nó có thể đứng ở trên 9 tầng trời, trấn áp hết thảy mọi thứ trên thế gian, cửu trọng thiên đều sẽ nằm ở trong lòng bàn tay, có thể ma diệt hết thảy địch thủ. Sau khi ma khí ở xung quanh tán loạn, Kiều Vô Hối, Ngô Chính Nguyên cùng Thiên Hậu đều nhíu mày nhìn về phương xa, tăng vọt chiến ý, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Có thể phóng xuất ra uy thế như thế, nhất định là lão tổ Cửu Lê, Lê Vô Thương. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, Lê Vô Thương lại không có trốn về hướng Tây, mà là tiềm phục tại Xích Chi Đại Liệt Cốc, thậm chí còn cách hơn 1.000 dặm đã phản kích bọn hắn. Loại cảm giác quái dị này trái ngược với, là Lê Vô Thương cố ý ở chỗ này chờ đợi con mồi mắc câu. Là Lê Vô Thương đang săn giết bọn hắn. Sau khi bọn hắn liên tiếp ổn định không lâu, Cửu Lê Ma Đồ đã được triển khai hoàn chỉnh, cũng triệt để ép vỡ Xích Chi Đại Liệt Cốc. Phạm vi cực hạn của Ma Đồ đạt đến vạn dặm cương vực. Hào quang rực rỡ, cảnh sắc tú mỹ, trên Ma Đồ có núi cao chập trùng, có sông lớn lao nhanh, có rừng rậm tươi tốt, còn có sa mạc hoang vu, tráng lệ không gì sánh được. Khi Ma Đồ trải rộng ra vạn dặm, sau một khắc, khí tức hỗn độn cuồn cuộn đánh thẳng vào tất cả Sơn Hà đồ họa, sau đó trong tiếng oanh minh chấn thiên động địa cùng bộc phát lên, biến thành Sơn Hà thật sự. Đây chính là bộ Cửu Lê Ma Đồ có di cốt Ma Hoàng tự mình chấn giữ kia. Là Ma Hoàng duy nhất trong lịch sử Cửu Lê Ma Tộc, từ hải vực kéo một bộ phận di tích, đại lục thứ 10, về, nghe nói ngay lúc đó phạm vi đã đạt tới hơn 10 vạn dặm, bị cưỡng bức luyện chế thành Ma Đồ vạn dặm. Sau đó bỏ qua bản thân, dung nhập vào trong đó, cuối cùng tế luyện thành tuyệt đại ma binh. Ma Hoàng mượn nhờ khu di tích này, đạt được vĩnh sinh, vĩnh viễn, sống, trong di tích đại lục mà hắn khổ sở tìm kiếm nửa đời. Đến bên cạnh, phối hợp ta. Thiên Hậu truyền âm, nhắc nhở Kiều Vô Hối cùng Ngô Chính Nguyên. Tấm này ma đồ này là một Sơn Hà lĩnh vực do Ma Hoàng khống chế, vô cùng khủng bố. Kiều Vô Hối cùng Ngô Chính Nguyên đang muốn đuổi tới Thiên Hậu thì bất chợt núi sông xung quanh lại đột nhiên rung chuyển, núi lớn di chuyển, sông lớn quét ngang. Nương theo ma khí cùng ánh sáng cuồn cuộn, cảnh tượng xung quanh bọn họ nhanh chóng bay lượn. Đây là muốn chuyển rời bọn hắn đến nơi khác trong Ma Đồ, triệt để tách ra khỏi Thiên Hậu. Trong thế giới Ma Đồ, Lê Vô Thương chính là chúa tể, có thể tùy ý thay đổi Sơn Hà, di chuyển phương hướng. Lê Vô Thương khống chế tấm này Ma Đồ đã hơn 1.000 năm, vận dụng phải gọi là thuận buồm xuôi gió. Nhưng, đang Sơn Hà biến thiên trong chốc lát, Kiều Vô Hối cùng Ngô Chính Nguyên đồng thời hành động. Một người kích phát thiên mệnh chiến giới, tuôn ra mấy trăm dặm, cưỡng ép áp chế năng lượng ba động xung quanh, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất diễn biến liệt diễm vô tận ngập trời, giống như hỏa sơn vạn cổ phun trào, cuồn cuộn khắp nơi, phá hủy hết thảy. Liệt diễm vô tận trong thời gian ngắn nhất đã ngưng tụ ra hàng vạn cái móng vuốt thiên hoàng, oanh kích Sơn Hà, ngăn cản tuyến đường đang thay đổi. Ngô Chính Nguyên thì kích phát ra năng lượng thượng thanh thiên luân, mặc dù không phải quang minh linh văn, nhưng là huyết mạch hỗn độn đặc biệt, vẫn cưỡng ép kích phát ra được một phần uy thế, ánh sáng bành trướng, hỗn độn tràn ngập, cưỡng bức ngăn chặn tốc độ lưu chuyển lại. Cùng lúc đó, ba cái đầu của hắn cũng điên cuồng gào thét, tử khí bạo động. Mang theo hỗn độn trọng trùy đánh nát thiên địa. Hai vị thánh hoàng cường thế bộc phát để hai mảnh Sơn Hà đang di chuyển lọt vào bạo kích hủy diệt. Một tôn thiên hoàng dương cánh gáy to, mắt thấy là phải giết ra đến. Một hỗn độn chiến khu vung mạnh trùy bạo động, từ bên trong ánh sáng hỗn loạn trốn ra tới. Thiên hậu thấy hai mảnh Sơn Hà phương xa đang vặn vẹo di chuyển, nàng hơi nhíu mày lại, quả quyết xông về chỗ Ngô Chính Nguyên nơi đó. Không phải nàng muốn từ bỏ Kiều Vô Hối, mà là thực lực của Kiều Vô Hối mạnh hơn, còn có thiên mệnh chiến giới, hẳn là có thể ứng phó nguy cơ, mà Ngô Chính Nguyên trung quy vẫn là tân tấn thánh hoàng, rất dễ dàng bị Lê Vô Thương đặc biệt chiếu cố, đi đầu giải quyết. Ầm ầm, thiên hậu đột nhiên kéo căng mình đằng xà ngưng tụ, giống như một cây thần mâu màu vàng, so với thiểm điện còn nhanh hơn, xé rách hư không, trực tiếp đánh về phía mảnh Sơn Hà Ngô Chính Nguyên di chuyển kia. Đây là thiên phú thần thuật của huyết mạch đằng xà. Phi thiên độn địa, ngàn dặm vô tung, thiên hạ cực tốc, mạnh hơn thiên bằng. Ngô Chính Nguyên nơi đó đang có ma khí mãnh liệt cuồn cuộn, đảo loạn thượng thanh thánh quang, khí tức Sơn Hà càng là khủng bố, đang đoàn tụ Sơn Hà hoàn toàn mới, muốn nuốt hết Ngô Chính Nguyên, chuyển rời đến bên ngoài ngàn dặm. Nhưng,
thiên hậu giết tới trong chớp mắt, đằng xa diệt vong, năng lượng bạo động, giống như phiến đại dương mênh mông đột nhiên hiển hiện ở xung quanh, ngay sau đó thiên hải bạo động, không gian sụp đổ, hư ảnh một con côn bằng nhảy lên, lấy uy lực phù diêu cửu thiên, nhất cử đụng nát sơn hà, giết tới trước mặt Ngô Chính Uyên. Dáng người xinh đẹp, nhan sắc mỹ lệ, lại tràn ngập bá uy vô tận. Thiên hậu, Ngô Chính Uyên phấn chấn, một trong bốn bàn tay to lớn ở phía sau đang nhanh chóng diễn biến, thế giới hỗn độn nhanh chóng thành hình, bên trong có ánh sáng hỗn độn đang chảy xuôi, có sơn hà vạn vật đang thành hình, theo thế giới thạch trong khí hải của hắn phát huy, bên trong hỗn độn chiến giới lại còn hiện ra nhật nguyệt tinh thần. Đi, thiên hậu lại diễn biến đằng xà bí thuật, một con đằng xà màu vàng dài đến hơn 300 mét ầm vang thành hình, thẳng như một cây giáo trực chỉ lên bầu trời. Tại lúc Ngô Chính Uyên phóng thích hai hỗn độn chiến giới, nổ tung mảnh sơn hà đang bạo động này, đồng thời cũng quấn quanh lấy Ngô Chính Uyên xông lên rời, lấy đằng xà nhanh chóng đuổi giết ra ngoài. Ầm ầm, hai hỗn độn chiến giới dẫn bạo, hiển thị rõ uy lực và năng lượng hỗn độn, mấy trăm dặm sơn hà đang phong khốn bọn hắn sụp đổ ngay tại chỗ, ma khí cuồn cuộn đều tán loạn vô hình, mênh mông ma đổ như là bị nổ ra một cái động lớn. Nhưng, thiên hậu cùng Ngô Chính Uyên thành công thoát khốn, Kiều Vô Hối lại không may mắn như vậy, hắn đã bị uy lực sơn hà di chuyển ra vài trăm dặm. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm, không ngừng mà di chuyển kéo dài, để hắn ở trong mắt của bọn người thiên hậu đã biến mất không còn bóng dáng. Xong rồi. Lê Vô Thương chìm ở trong địa tầng trung tâm ma đồ, cùng ma đồ giao hòa hoàn mỹ. Vạn dặm sơn hà đã vào hết trong đầu, mỗi một ngọn núi cao, mỗi một con sông lớn, đều tùy ý điều động, như là chúa tể sơn sông. Lê Tịch Hoa, bất diệt thiên hoàng giao cho ngươi, cẩn thận hắn niết bàn, ta tới thu thập thiên hậu. Lê Vô Thương tập trung đến vị trí thiên hậu, cười lạnh nói. Thiên hậu, để ta xem ngươi trốn tới nơi nào. Một cái ý nghĩ được điều động, khí tức sơn hà xung quanh thiên hậu bạo động tuôn ra, mỗi loại khí lãng đều giống như trăm sông bạo động, vạn nhạc lướt ngang. Thiên hậu không có cơ hội tìm kiếm Kiều Vô Hối, đất trời phía trước đang lay động, khí tức sơn hà đang cuồng bạo hội tụ, hóa thành một bàn tay to lớn lại kinh khủng, khí lãng ngập trời, ma uy cuồn cuộn, giống như mây đen che đậy khung trời, sơn hà bị bao phủ phía dưới bàn tay to lớn kia đang bành bành loạn hưởng, liên tiếp sụp đổ. Đại địa đều đang mãnh liệt lún xuống. Ta chủ công, người bảo vệ. Thiên hậu nhảy lên, rơi xuống trên hai tay Ngô Chính Uyên đang giơ cao, thân hình đáng yêu, phiêu giật linh động, lại uy nghiêm lãnh túc. Nàng nắm chặt bàn tay phải, bí lực vô lượng trong cơ thể như đại dương không có tận cùng, bành trướng bộc phát ra phía ngoài, hình thành thế giới màu vàng óng, nơi đó có cổ thần đằng xà hiển hiện, như là một quốc gia bí ẩn, bên trong có sơn hà vô tận, có địa xà mãng khắp nơi. Mà ở sâu trong sơn hà, một con cự xà kinh khủng xoay người, như nhật nguyệt tinh thần, lớn đến vô biên. Đây là chí cao truyền thừa của đằng xà, có thể bộc phát uy lực cổ thần. Nàng nhấc ngang cánh tay trái, dẫn dắt bí lực vô lượng bạo động, ngưng tụ ra 9 đại kim ô, giống như cửu dương bay lên không, cùng tinh hà tranh nhau phát sáng, cùng đất trời tranh thọ. 9 đại kim ô đều giống như thánh hoàng đại yêu thật thụ, toàn thân lấp lóe kim quang, giống như đúc bằng vàng ròng. Từng con kim ô ba chân, vỗ cánh huyết dài. Bọn chúng dâng lên hàng tỷ sợi quang vũ, giống như cửu thiên thưa thớt, hoàn toàn mờ mịt, sán lạn lấp lóe tựa như một trận tuyết rơi màu vàng ngang qua vạn cổ, phân loạn xuống tới. Cánh tay phải có đằng xà quay quanh, cánh tay trái có cửu dương tranh trời. Mái tóc dài của thiên hậu bay loạn, phải ngự đằng xà, trái dẫn kim ô, giống như tuyệt thế thần nữ. Chỗ kinh khủng thật sự của ngự thiên linh văn không gần như chỉ ở ngự thú, mà là năng lượng quỷ dị trong cơ thể nàng không có gì sánh được, không phải uy lực ngũ hành, càng không phải là uy lực yêu ma, mà là bí lực vô lượng tuyên cổ hiếm thấy, có thể tại thời điểm khế ước với yêu thú nào đó, chỉ dẫn năng lượng phục chế yêu khí của nó, cũng có thể để cho thời điểm cho nàng phóng thích, tùy ý diễn biến thành bất kỳ năng lượng yêu thú gì. Ví dụ như uy lực đằng xà, ví dụ như uy lực kim dương, ví dụ như uy lực ngũ hành, càng như uy lực đại dương, thậm chí lực lượng luân hồi của luân hồi huyết sư. Khi thiên ma trưởng che mất sóng chiều sơn hà bạo động, từ trên trời giáng xuống, thiên hậu hừ lạnh một tiếng, loại bí thuật ở hai bên hai bay thẳng lên trời, như xà thần cổ lão giá lâm, như 9 vị ô tổ phục sinh, lấy lăng thiên kích thiên, cùng với bạo động rung động, ma trưởng nổ tung ngay tại chỗ, như là nát khung trời, vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát,
uy thế này đã để cho Ngô Chính Uyên đều cảm thấy sợ hãi. Không hổ là thần nữ đã từng xưng thần, không hổ là thiên hậu đã từng huyết tế vạn thế thần triều, không hổ là nữ tử có thể làm cho quần hùng thiên khải ái mộ càng hồi hộp, nàng thật sự là quá kinh khủng. Toàn thân thiên hậu bành trướng kim quang, hóa thành kim hống, phát ra tiếng gào thét kinh khủng. Lê Vô Thương, để cho ma hoàng của ngươi đi ra nhận lấy cái chết, nếu không phải vậy, hôm nay ta sẽ phá hủy tấm ma đồ này của ngươi. Kim hống truyền thừa thần thuật, giống động thiên địa. Có thể vỡ vụn thần hồn, vỡ vụn tinh thần, có thể hoàn mỹ chống lại cùng tiếng long ngâm của long tộc, là bí thuật sóng âm cực hạn của thế gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.